Tụng đại bi để xóa cái nghiệp mình đã tạo tác, mình không phải xóa hẳn, nhưng mình sẽ làm hoán chuyển được cái nghiệp lực đó, thay vì nó đến thật là xấu, nó đến nhẹ hơn. Chúng ta miên mật nhiều nữa, mình tẩy trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng. Đó, công năng của đại bi là thế. Sau khi tụng thời kinh xong, ngồi nhắm mắt lại niệm lục tự di đà, đúng nghĩa luôn, Nam Mô A Di Đà Phật, hít một hơi vào niệm Phật, thở ra niệm Phật, ít nhất phải 20 phút sau khi tụng kinh. Tuyệt đối không được đứng lên bỏ đi. Chúng ta tụng đại bi, thầy có nói rồi, chúng ta kính mời thỉnh chư thiên chư Phật chư Bồ Tát để chứng kiến sự tu tụng của mình. Mình đã mời các vị xuống xong, tụng xong đại bi chưa có gì hết, sách đích bỏ đi là mang cái tội đại bất kính. Mà ngày nào cũng vậy là đừng có hòng có sự gia hộ. Chúng ta phải ngồi lại ít nhất 20 phút để niệm Phật cho an lành lại, cái tánh mình nó an dịu lại, cái tâm mình nó bình tĩnh lại, cái trí mình nó định lại, thì tự nhiên nghiệp lực mình sẽ giảm đi. Mình phải ngưng tạo tác trong ngày hôm nay thì nghiệp lực của ngày hôm qua nó mới giảm đi, rồi nghiệp lực ngày mai sẽ tốt lành hơn. Trung đạo nói như vậy huynh đệ sẽ rõ ràng hơn, rất là dễ hiểu. Bây giờ luật nhân quả huynh đệ biết rồi, quả báo là không sai trật với ai hết và không bao giờ tha thứ cho ai. Đừng có tưởng hối lộ được, không có đâu. Mình làm cái gì mình phải chịu trách nhiệm. Mình là cha đẻ của nghịch cảnh, thuận cảnh, nghịch duyên, thuận duyên, tốt và xấu. Mình là cha đẻ của tất cả những gì trở lại với mình. Đừng có hòng mà tránh né, không bao giờ tránh né được. Luật bất di bất dịch của vũ trụ gọi là luật nhân quả. Chúng ta làm ra phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi chúng ta biết ngồi xuống tu, chúng ta sẽ chuyển hóa được cái luật này bằng cách là sẽ không đến như mình đã tạo tác, nhưng sẽ giảm đi rất là nhiều. Thí dụ đụng cái rầm là gãy 3-4 cái xương sườn đằng này, trầy da thôi. Đó là chuyển nghiệp đó. Cho nên chúng ta ngồi xuống tu, tu cho miệt mài, cho dù 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ cũng vậy, hết lòng trong đó đi, lúc đó cái tu mình mới được tính. Đó. Còn nếu mà tụng cho hết thời, đừng tụng, mất công lắm, phí thời gian. Tại vì chư thiên chư Phật chư Bồ Tát không bao giờ kêu chúng ta trả nợ, thì mắc chứng gì ngồi xuống rồi trả nợ. Ở trong đây ai bị ép buộc tu giơ tay lên. Ai bị ép tu, ai bị dí dao vô cổ bắt ngồi xuống tu giơ tay lên. Tức là mình tình nguyện đúng không? Hả, tình nguyện phải được vui mới làm chứ. Đã tình nguyện thì mới vui, vui làm thì có kết quả. Còn ngồi xuống mà tụng mà nhăn nhăn, đừng có hòng. Ông thấy cái mặt mình là ông không dám lại gần rồi. Tu mà mếu máu, nhăn nhó, bệnh tật, làm sao dám lại gần để độ. Vui vẻ để được tụng, vui vẻ để được niệm Phật. Nhờ cái an lạc hạnh phúc, niệm Phật tụng kinh đó, chúng ta mới tiếp nhận được cái kết quả lợi lạc như mong muốn. Những gì các con nguyện cầu đều sẽ được như ý. Nếu con trì tụng đại bi và niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ấy. Nếu lời cầu nguyện của các con không tụ thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đó là lời nguyện của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Trung đạo là người dựa vào lời nguyện này làm hết mình thì ngài phải đáp ứng thôi, vì ngài không bao giờ nói ngoa. Cho nên thầy hỏi là có, hỏi là có, không có thầy dãy đạch đạch như con nít vậy đó, lúc đó kiếm chuyện đó. Thầy khóc thầy la là tại sao nói mà không làm, mà bắt người ta làm cho đã, bây giờ không chịu làm, đúng không? Mình có quyền đòi hỏi, mình có quyền nói nếu mà không thực hiện theo lời nguyện. Bởi vì mình là con của ngài mà. Mẹ kêu sao con làm vậy. Bây giờ thầy hỏi huynh đệ, một đứa con ngoan làm tất cả những bổn phận của mình, mẹ thương không? Cha thương không? Quá thương luôn. Thì nó đòi gì có cho không? Cho hết. Cái thằng nghịch tử mà còn phải đưa gia tài cho nó, không chi thằng con có hiếu, phải không? Nó cờ bạc nhậu nhẹt rượu chè, hết gia tài phải bán đất cho nó không thôi. Quý tử nó giận mình khổ làm sao. Hồi nhỏ mình thương nó quá, mình chiều nó quá, mình giết chết ông Phật của nó. Bây giờ cái thằng tôi nó khổng lồ, hồi nhỏ là quý tử, lớn lên thành quái tử rồi. Bây giờ nó quậy tan nát lối xóm hết đó. Lỗi của cha mẹ đi giết chết Phật tánh của con cái mình đó. Có nhớ không? Nhớ thầy nói gì không? Thương nó quá rồi, chiều nó quá rồi, cái tôi nó dần dần lớn, ông Phật nó nhỏ xíu à. Khi mà nó già, nó cứng đầu cứng cổ rồi, thì cái tôi nó cũng cứng nhắc luôn. Ông Phật nó không có cơ hội ngồi dậy để dạy dỗ nó, cho nên nó phá tan nát cuộc đời của nó. Bởi vì cha mẹ nó thương yêu quá độ, làm cho thằng con mình nó không còn cái tánh Phật, mà cái tánh tôi nó khổng lồ, phàm phu tục tử, thành ra chết Phật tánh của nó rồi. Lỗi của cha mẹ hết á, nhớ chưa?
Đừng có nói tại sao tôi khổ với thằng con ba mấy bốn chục tuổi vẫn còn nấu cơm nó dọn lên cho nó ăn rồi giặt quần áo cho nó mà ngồi đó. Hỏi con bà bao nhiêu, nói dạ mới có 36 tuổi. Ủa mới 36 hả? Mà còn dọn cơm giặt quần áo cho nó đó. Thấy chưa, làm thằng nhỏ mất đi cái tánh của đàn ông, mất đi cái bổn phận làm con, mất đi bổn phận làm chồng, có vợ đẻ con để mẹ nuôi luôn. Nó trở thành nghịch tử rồi đó, đâu phải là quý tử nữa đâu. Lỗi chúng ta là làm cho con mình mất đi cái Phật tánh, làm cho cái bản tánh phàm phu tục tử, cái tôi, cái ngã nó khổng lồ lên, cho nên nó làm khổ mình bây giờ. Bây giờ nó 100 tuổi mình còn sống, mình còn khổ gì nó, đúng không? Cho nên mình phải huấn luyện nó ngay từ lúc nhỏ, biết làm cho người khác an lành hạnh phúc. Mình giúp nó phát triển như vậy thì lớn lên á, Phật tánh nó phát triển rất là lớn rộng, cái tôi phàm phu tục tử nó dần dần sẽ chết. Là chúng ta đang giúp cho cái xã hội, đất nước của mình phát triển tốt lành hơn, đời sống tâm linh cao đẹp hơn. Có phải vậy không? Chúng ta sản xuất ra một minh quân, sản xuất ra một ông thầy giỏi, một ông thầy thông minh, ông thầy đạo đức, đạo hạnh cao, thì mình đang giúp cho dân tộc của mình đó. Đúng chưa? Còn mình sản xuất một thằng con thiệt là hại đất, hại nước, hại làng xóm, hại bà con, không lợi lạc cho ai, không lợi lạc cho bản thân nó. Mình là thủ phạm đó, chứ không ai hết trơn á. Đừng có nói là ông thầy nói quá đáng, mình là thủ phạm giết chết con của mình đó, chứ không ai cả. Rõ không? Đồng ý không? Ma Di Đà Phật. Chúng ta không những tạo nghiệp cho bản thân mình rồi mình tạo cho thằng con mình, tạo tác nghiệp trên mẹ con xuống, cùng súng nhau tạo tác nghiệp ác không, cho nên khổ hoài, bắt đầu than thở. Sao than được? Mình là chủ nhân của mọi thứ, sao mình than? Thay vì mình làm những điều như vậy đó, bây giờ quay ngược lại, làm ngược chiều lại đi, tạo ra một đứa con an lành, tốt lành cho đất nước, cho xã hội, mình hạnh phúc, nó hạnh phúc, bà con lối xóm hạnh phúc, thiệt sự là phước đức. Bây giờ biết cách chuyển nghiệp rồi phải không? Ngồi cho mình một khoảng cách thiêng liêng nhất, tụng miên mật, niệm Phật, an lành hạnh phúc, tụng kinh chú để giải trừ bệnh tật, nghiệp chướng, quan gia trái chủ, niệm Phật để được an lành hạnh phúc. Hai cái này gồm lại mới đủ công phu. Còn nếu tụng kinh xong mà bỏ đi, không chịu niệm Phật là công phu không tròn đủ, thì đời sống tâm linh cũng không có mạnh mẽ được, không có đủ sức để chuyển nghiệp lực được. Dễ hiểu không? Có cần nói chậm lại không? Thực sự tu rất là dễ, chỉ cần mình thúc đẩy mình thôi. Chẳng hạn 4 giờ sáng tự nhiên ai nó nắm tóc giật, nắm tay kéo là ngồi dậy làm công phu liền tức thì, bởi có người nhắc nhở đi cùng tu với mình. Huynh đệ đừng có tưởng là mình tu một mình, không có đâu. Huynh đệ vừa ngồi xuống gõ chuông thỉnh mỏ gái là rồi, ít nhất cũng dài 30 người chung quanh mình ngồi xuống để lắng nghe mình tu một thời. Thiệt sự cái thời gian này rất là linh thiêng. Nếu huynh đệ tu hết lòng đi, những huynh đệ chung quanh nó lợi lạc vô cùng, chưa kể chư thiên đứng bên cạnh. Đừng có tưởng mình tu mình, không có đâu. Không bao giờ một mình đâu. Trong này đã có một ông chờ sẵn, bên cạnh có những ông khác ngồi nghe. Có lần trung đạo đi trị bệnh, về trị bệnh nhiều năm nhiều tháng, về tới ngâm nước để xả độc á, ngâm muối rồi đổ nước nóng vô, nằm trong đây rồi niệm Phật, rồi xả những cái trược mình đã tiếp nhận của huynh đệ bệnh tật. Bệnh tật của huynh đệ mình nằm cái tự nhiên khóc ngon lành, thấy mình đi đâu cũng có người, về tới cái chùa mình thì một thân một mình nằm trong cái bồn nước rồi thấy đơn độc. Cái cảm xúc của một con người bình thường thì cảm thấy buồn, là không chung quanh không có ai, không để nói chuyện tâm sự vui giỡn, nói chuyện này nọ, thì tự nhiên chảy nước mắt rồi khóc, cảm thấy mình đơn độc. Tự nhiên mình nghe nói khóc cái gì, trong con có ta mà, còn có một người với con mà khóc cái gì. Mình mới giật mình, ồ thì ra ổng luôn luôn ở với mình, nhưng mà mình không có ý thức được như vậy, nhưng mình cảm thấy đơn độc. Từ đó đi hết thấy đơn độc, biết rằng là luôn luôn có ổng bên cạnh trong này luôn. Ông nào vậy? Ông Phật của mình đó. Lúc đó ông thức dậy rồi. Khóc cái gì? Trong ta, trong con có ta mà. Rồi chuẩn bị đi Ấn Độ nữa chứ, tụng kinh miên mật để được đi về đất Phật. Hỏi đi đâu vậy? Nói về Ấn Độ, về đất Phật. Nói đi đâu? Mày đi tao đi, mày đứng tao đứng, mày nằm tao nằm, mày ngồi tao ngồi. Đi đâu? Ông nào đi với mình? Ông nào đứng với mình? Ông nào ăn với mình? Ông Phật của mình đó. Thấy chưa, khi con phóng tâm ra ngoài kiếm một ông Phật không thực thể, không hiện hữu, thì con đã rời xa ông Phật tại tâm của chính mình rồi. Mình bỏ rơi ông Phật ở trong người của mình, thấy không? Cho nên chúng ta quay trở lại bản thể này, gọi là quay ngược trở vô trong mình,
nhìn lại ông Phật của mình rồi tiếp nhận đây là người từng sống với mình, coi người này sống chung với mình cả đời này sang đời nọ, cùng với người này tu để chuyển hóa nghiệp lực, đồng thời chúng ta độ tất cả những huynh đệ chung quanh cùng tiến hóa với mình để tạo âm đức trong việc chuyển nghiệp. Thấy lợi lạc vô cùng chưa? Nếu huynh đệ hiểu được như vậy thì huynh đệ rất là vui vẻ, hạnh phúc để được tu. Chúng ta chuyển hóa nghiệp lực của mình trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Cái nghiệp ngày mai của mình là Phật. Bây giờ tại sao chúng ta không còn nghiệp? Kể từ ngày hôm nay tới đây, Trung Đạo nói không còn nghiệp, huynh đệ cũng không tin. Nhưng huynh đệ cứ tu thử đi, huynh đệ sẽ thấy được cái lời Trung Đạo nói. Huynh đệ đã hiểu rồi, luật nhân quả không tha thứ cho bất cứ một ai, đúng không? Bây giờ trong lòng huynh đệ có Phật, trong miệng mình nói Phật, trong đầu nghĩ Phật, con mắt mình nhìn thấy Phật, trước mặt là Phật, sau lưng là Phật, hai vai là Phật, trong tim có Phật, tất cả từ hơi thở ra vào đều nghĩ tưởng nói tới Phật. Mình cứ thải hết ra, tận cùng ra Phật, Phật, Phật. Quả báo trở về là gì? Là Phật. Thì còn gọi là nghiệp không? Phật là không còn nghiệp. Chính vì chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống trong điều này, rồi biểu lộ cái điều này, chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn, là nghiệp chúng ta sẽ mất. Không những chuyển mà còn hết nghiệp. Bởi chúng ta chỉ có Phật ngự trị thôi. Trong mắt mình nhìn thấy Phật, huynh đệ là Phật. Bây giờ huynh đệ chưa thấy Phật huynh đệ, nhưng Trung Đạo nghĩ huynh đệ có Phật trong lòng. Phật sẽ thành đang ngồi trước mặt Trung Đạo. Trung Đạo cúi đầu chào huynh đệ với cái tấm lòng kính trọng và khiêm nhường, bởi biết rằng một ngày nào đó lên kia nó ngồi, mình lại thấy bà cố nội luôn đó, mình cũng kêu bằng Phật, phải không? Tất cả chúng ta là Phật sẽ thành đó. Chúng ta phải biết quý trọng cái thân này, giúp đỡ cái thân này sạch, khỏe, mạnh, sáng. Cái thân này khỏe, mạnh, sáng thì ông Phật có chỗ ở sạch sẽ, mạnh mẽ. Còn những cái thân này sức cùi gãy gọng thì khó tu ghê lắm, bởi ông Phật không có chỗ ở. Rõ không? Rõ chưa? Trung Đạo mới đánh thức huynh đệ phải nhìn lại tại sao chúng ta bị khiếm khuyết, không đủ sức khỏe, mọi thứ nó trầy trật, con đường đi mình không có sáng. Há buồn phiền nhiều quá, nhất là đàn bà. Trung Đạo học vị khoa rất là kỹ, Trung Đạo không phải là bác sĩ nha, không phải là thầy thuốc vậy đó. Học về cơ thể học rất là rõ ràng. Người đàn bà, cái ngực là nơi xúc cảm lớn nhất. Trung Đạo tìm hiểu rất là kỹ. Khi người đàn bà sanh đẻ, huynh đệ đừng có tưởng rằng khi mình sanh là đau bụng rặn đẻ, không có như vậy đâu. Lúc huynh đệ bắt đầu đau bụng thì trên đầu huynh đệ đã có một vị ngồi sẵn để tay lên đầu, hai vị thiện đần đứng hai bên, để chi đứa nhỏ ra đời thì các ngài mới đưa cái linh hồn vào đứa bé đó để nó trở thành một người tốt lành, mạnh khỏe, đâu ra đó nó không có điên khùng bậy bạ, rõ không? Thật ra huynh đệ đừng nghĩ rằng là mình đẻ một mình, không có. Bởi vì đứa nhỏ ra đời rất là quan trọng, đứa nhỏ này có thể trở thành một minh sư, một minh quân, một người tài giỏi cho đất nước, cho bà con lối xóm. Cho nên các ngài rất là trân trọng việc quý vị sinh đẻ ra một đứa đẻ rất là tốt lành, ghê chưa? Huynh đệ không bao giờ. Nhưng mà đặc biệt khi sanh xong đứa nhỏ thì người đàn bà sẽ có sữa cho con bú. Giữa người đàn bà và đứa nhỏ nó có một cái nhịp cầu, nó gọi là thần giao cách cảm rất là mạnh. Bởi vì đứa nhỏ ở trong bụng mình tới 9 tháng 10 ngày, nó nằm trong cái bầu bụng của mẹ. Hàng ngày mẹ thở nó thở, người mẹ ăn nó ăn, người mẹ ngủ nó ngủ, người mẹ nghỉ nó nghỉ, mẹ làm nó làm. Hả, nó bậy nó nghe. Thì lớn lên nó giống mình là vậy, đừng có trách tại sao nó xấu giống mình quá. Đúng không? Thành ra khi giữa mình với nó, mà đặc biệt mình mệt cỡ nào, ngủ mê cỡ nào, mà đứa nhỏ nó ẹn cái mình thức liền. Tại sao vậy? Bởi vì cái tế bào nhũ, tức là sữa trong ngực người đàn bà, là những nhịp cầu. Khi mà đứa nhỏ nó ẹ thì tế bào sữa nó làm cho mình đau, nó đưa lên cái não, mình phải thức. Nó hay đến mức như vậy. Cái âm thanh đứa nhỏ nó ẹn cái làm rung động cái ngực, rung động cái đầu, người mẹ thức dậy cho con bú. Hay chưa? Mà huynh đệ không có hề biết cái tâm linh. Nhưng mà mình nhìn vô khía cạnh tâm linh, mình thấy sự thiêng liêng nằm trong giữa người mẹ và đứa bé là thần giao cách cảm. Cho nên người đàn bà cái xúc cảm rất là lớn. Hả, mà yếu lòng quá, buồn phiền đau khổ mà cứ giữ trong bụng này hoài, cái ngực nó sẽ có cục. Nhớ không?
Còn người nào ông buồn phiền đau khổ quá độ mà không nói ra được mà giận hờn hoài sẽ bị tai biến. Thành ra phải cẩn thận. Hả buồn ngồi xuống niệm Phật để đừng buồn. Hả đau khổ niệm Phật để đừng đau khổ. Mình thấy người ta làm mình đau khổ, nguyện đời này không làm ai đau khổ hết. Người thấy người ta ghen tị, ghen tuông với mình quá, nguyện đời này không ganh tị, ghen tuông với ai hết. Bởi vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp là thế. Người ta làm, mình thấy mình đừng làm. Người ta làm xấu với ba tánh sanh, mình nguyện không làm xấu ba tánh chúng sanh. Người ta hận thù ganh ghét với mình, nguyện không hận thù ganh ghét với ai. Đó mới thực sự là một người đang biểu lộ Phật Pháp trong thế gian Pháp. Còn nếu người ta làm mình trả thù lại thì mình với nó cũng thứ xuống địa ngục hết à. Thấy chưa? Nếu mình lặp lại những gì người ta lặp lại với mình thì mình là tiểu nhân. Mà người tu theo Phật Pháp là quân tử chứ không tiểu nhân. Không thèm trả thù, không cần. Mình thấy làm xấu, đời này sẽ không làm xấu. Cho nên trong đạo nói, đã đau khổ rồi nguyện sẽ không làm cho ai đau khổ hết. Đã bị hận thù rồi nguyện đời này không làm cho ai hận thù và không hận thù ai cả. Mới gọi là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Bây giờ hiểu rõ Phật Pháp bất ly thế gian Pháp chưa? Bây giờ học là tốt rồi đó, học là giỏi rồi đó. Bây giờ đã hiểu rồi thì làm rất là dễ. Rõ không? Cái gì là Phật? Tu chuyển nghiệp thực sự rất là dễ. Mà có điều kiện cần thiết để giúp chúng ta tu chuyển nghiệp là khi ngồi xuống tu, là cho dù ít hay nhiều cũng bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh trong đó, thì việc tu mình mới có giá trị như mong muốn. Chúng ta muốn cầu điều gì, chúng ta phải bỏ tấm lòng ra. Việt Nam mình nói là học thuộc lòng, đúng không? Nếu làm không có tấm lòng thì không thể nào được như ý. Không bao giờ nói là học thuộc đầu, học thuộc não, không có đâu. Học thuộc tấm lòng. Còn người Mỹ nói là học bằng con tim. Cho nên con tim là tất cả. Người Tàu dùng chữ tâm, người Mỹ dùng chữ tim, Việt Nam mình dùng tấm lòng. Cho nên tấm lòng bự hơn cái tim. Tấm lòng người Việt Nam rất là to, to ghê lắm. Cho nên chúng ta phải dụng lòng, dụng tâm, dụng trí tuệ trong lúc tu luyện thì chúng ta mới có cơ hội chuyển được nghiệp lực mình đã tạo tác trong quá khứ. Rõ không? Thí dụ bây giờ tụng, ví dụ anh đệ tụng 108 biến đại bi đi để cầu mong mình chuyển nghiệp, nhưng mình tụng cho cái số lượng mà cứ tính cho xong để mình đứng dậy á, là không bao giờ có kết quả. Chẳng hạn tụng 21 biến mà biến nào cũng sống trong cái biến mình tụng á, sống trong nó, sống trong nó, sống trong nó, thì chắc chắn lời nguyện cầu mình sẽ được như ý. Bởi vì mình sống trong cái niệm, sống trong cái tụng thì kết quả mới mỹ mãn được. Còn tụng một số 108 biến cho nó lẹ 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 ra xong không được gì đâu, chỉ mỏi miệng thôi à, cùng lắm thì gãi ngứa vậy thôi. Còn mình tụng cả tấm lòng ha, những người xung quanh này hưởng đủ hết, nó hay lắm. Mình hít một hơi thiệt dài, tụng hơi thì dài, lỗ chân lông mình nó quan điểm nó sẽ đưa ra lỗ chân lông bên cạnh, nó hút vô cái nó rõ lên, nó mạnh lên, rồi từ từ nó siêu. Đó là âm đức vô cùng tận, đạo hạnh cao vô cùng. Chúng ta càng tu tụng, huynh đệ chung quanh càng siêu nhiều chừng nào, âm đức mình càng rộng lớn chừng đó, đạo hạnh mình mới cao dậy được. Bởi chúng ta không hiểu biết, nên chúng ta không có làm tới nơi tới chốn. Nhưng việc tu học chúng ta nó trì trệ là vậy đó. Và chúng ta bê bối chừng nào á, bên cạnh nó càng bu nhiều chừng đó, chư thiên chư Phật bên cạnh không hộ trì mình được, bởi vì mình bê bối quá. Cái nhà mình không sạch, cái nhà mình lúc nào cũng đóng cửa, không chịu mở tấm lòng ra thì các ngài không đổ quà vào được. Cho nên người tu học, tu Phật để mở tấm lòng ra, mở trí tuệ ra thì chư Phật mới đổ những cái ân điển vào chúng ta để giúp chúng ta tiến hóa, giải trừ bệnh tật, nghiệp chướng và hoán chuyển nghiệp lực của mình. Dễ không? Hiểu được thì dễ vô cùng luôn á. Làm thử đi xem, trong 100 ngày thôi, không có nhiều. 100 ngày cuộc đời thay đổi liền, 100 ngày sau là mặt đẹp liền. Rõ ràng như vậy luôn á. Thử đi, thử mấy ờ thôi làm chứ đừng có thử, làm thiệt luôn đi. Làm thiệt luôn dạ. Lợi cho mình đâu phải cho thầy đâu, đâu phải cho chùa, cho Phật, lợi cho mình, lợi cho con cái, lợi cho gia đình. Chắc chắn là lợi, bởi vì ngài đã nguyện rồi là ngài sẽ thực hiện cái lời nguyện của ngài mà không nói ngoa điêu một lời nào hết. Làm không? A Di Đà Phật, nói thì nhớ đó. Tất cả chúng ta đều có khả năng tu học giống nhau, nhưng chúng ta không chịu làm thôi. Nếu chúng ta khai thác cái khả năng này, nó phát triển đến tột đỉnh, thì chúng ta đạt tới mức khả năng mình tới tột đỉnh, thì mình có cơ hội tiếp nhận quyền năng của chư Phật. Cho nên chúng ta phải ngồi xuống tu tụng để phát triển khả năng tâm linh mình đến tột đỉnh,
thì lúc đó mình mới được chư Phật ban ân điển, còn nghĩa là mình tiếp nhận quyền năng của các ngài để làm phương tiện độ sinh, làm phương tiện độ linh. Độ sinh là làm việc cho huynh đệ sống, độ linh là những phần chưa siêu. Nhưng chúng ta có khả năng tiếp nhận quyền năng của chư Phật, quý vị là ngồi xuống phải làm cho ra trò. Còn không thôi, chúng ta không có đủ khả năng tiếp nhận sự ban ân điển các ngài, chúng ta để xuống cái chúng ta ngủ gục liền tức thì, ngồi xuống gõ gõ cái ngủ ngáp rồi, và chúng ta không đủ lực để nhận đó. Có phải vậy không? Tụng cái lời rồi xong, lại một giấc đã đời, lại một giấc, lại một lại là 30 phút á. Có ai lại 30 phút một lại chưa? Có ai chưa? Vậy là giỏi đó. Đệ tử thầy nó giỏi lắm, nó lại một cái là 30 phút. Từ khi nó lạy xuống rồi nó ngóc lên là 30 phút một lạy. Ghê chưa? Nó ịt 30 phút à. Lạy một giấc đã đời. Mà nó thấy nó chổng khu nó ngủ nữa chứ. Cái thương không? Mà nó nói là con làm liên tục một tháng luôn, có khi 10 phút, có khi 5 phút, mà con lạy cái là con chổng khu ngủ luôn à. Thì không đủ lực thì tiếp nhận, thành ra cái ngày để ịt xỉu luôn. Đó, tu khù lù, tu mà nửa tu nửa không thì ra quốc phát ngủm liền rồi mất công. Những lúc chúng ta tụng cả lâm hay ngáp lên ngáp xuống là biết lúc đó mình bê bối đó. Nhưng ông đừng có đổ thừa, hôm nay sao tôi mệt. Không phải tôi bên huynh đệ đông quá, nó ngồi gần mình quá, mình không đủ lực giúp người ta cho nên mình ngáp, mình mệt là lý do đó. Chứ mình cố gắng mình sám hối cho nhiều vô, tụng cho mạnh mẽ vô để giúp huynh đệ đó. Nhớ không? Nó khỏe mình khỏe. À, mình yêu bê bối quá nó hút mình yếu. Họ cần sự giúp đỡ chúng ta, họ rất là cần sự quan tâm của mình. Cho nên Phật tổ ngài nói rất là dễ thương, chỉ có 5 phút thôi, nghĩ tưởng tình yêu thiêng liêng có 5 phút thôi, ban rải tình yêu thiêng liêng tới lòng đại từ đại bi á ra cho huynh đệ chung quanh. Khi mà con ban phát lòng đại từ đại bi ra cõi ta bà, con giúp đỡ rất là nhiều linh hồn trong cảnh giới này đó. Chỉ có 5 phút thôi, hỏi lại mình coi mình làm được 5 phút chưa? Chưa bao giờ biết làm được 5 phút cho huynh đệ của mình. Vì chúng ta ngồi xuống tụng 1 tiếng đồng hồ, trong 1 tiếng đó mình ban rải lòng đại từ đại bi cho những huynh đệ âm linh chưa siêu thì phước đức vô lượng. Một ngày ngài chỉ hỏi mình có 5 phút thôi, này mình cho cả tiếng đồng hồ, hỏi coi phước đức cỡ nào, lúc đó mình sẽ có đủ khả năng tiếp nhận quyền năng của chư Phật ban cho mình là vậy đó. Rõ không? Dễ quá ha. Ừ, rất là dễ. Thực sự á, nếu mà huynh đệ mà tiếp nhận sự chia sẻ của trung đạo mà cùng tu rồi, chúng ta tiến hóa lẹ ghê lắm. Kỳ sau quay trở lại huynh đệ đẹp hơn, quay lại đẹp hơn, đó là món quà cho trung đạo á. Còn tuần sau quay lại mặt thấy mà ớn thôi thì đau khổ vô cùng. Lời nói mình như là mây trôi gió thoảng vậy, không tồn động lại chút nào. Nghe vỗ tay rầm, bước ra kia giáp cục đá quên hết. Đúng không? Thiệt sự là uổng công ngồi đây nghe. Sự chia sẻ rất là quan trọng. Trung đạo lặp đi lặp lại nhiều điểm cần thiết để huynh đệ nhớ. Mà chúng ta ngộ cái là trung đạo có viết câu là tánh xấu dễ thu thập, tánh tốt khó tu tập. Hả, xấu quẹt qua cái dính liền. Còn tốt lặp đi lặp lại hoài, cái vừa làm tốt được vài ba bữa cái thằng kia nó chọt vô cái xấu liền tức thì. Thấy không? Thì chúng ta phải có định lực trong cái biểu lộ của mình. Nếu mình đã biểu lộ cái tánh tốt rồi là cứ năng nổ làm bài, đó thành một cái tính huân tập. Mà huân tập tốt nhiều năm quá, tự nhiên những cái xấu nó biến mất mà mình không hay biết. Đó là chuyển nghiệp đó. Bây giờ cái cách đơn giản nhất nào chia sẻ vấn đề, tập tánh khiêm nhường. Khiêm nhường thiệt là khiêm nhường. Như thường bất khinh Bồ Tát, thấy không? Gặp ai cũng cúi đầu, nhớ không? Anh sẽ thành Phật, huynh sẽ thành Phật, bác sẽ thành Phật, chú thành Phật. Ngài cúi đầu. Nhờ cúi đầu mới biểu lộ được cái tánh khiêm nhường. Nhờ khiêm nhường cho nên không có tánh tự cao tự đại, cao ngạo, kiêu ngạo, kiêu hãnh, hãnh diện. Nhờ không có tánh này cho nên mình còn có cơ hội học hỏi. Nhờ biết khiêm nhường cho nên còn có con đường trở về với chư Phật. Các ngài mong muốn tất cả chúng ta biểu lộ cái tánh khiêm nhường trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Cho dù cơ cực cỡ nào cũng phải biết khiêm nhường. Đó là cái sự mong cầu của các ngài đó. Vậy các ngài nói á, tự cao, tự đại, hãnh diện sẽ không bao giờ học được điều gì cả. Chỉ có lòng khiêm nhường tuyệt đối mới tiếp nhận được chân lý của chư Phật mà thôi. Bây giờ thí dụ huynh đây học được cái pháp nào đó,
đúng không? Rất là giỏi tới bậc đó luôn, nhìn thấy sự việc mọi thứ rất là hay trước con mắt mình, rồi mình chấp nhận nó luôn, mình sống trong nó, rồi những người khác mình coi không ra gì hết, là huynh tới đó luôn, chứ huynh không hơn được nữa, mà mình đã tự đóng cửa mình rồi. Nhưng nếu huynh đã học tới mức đó, huynh càng lúc càng thương yêu bá tánh nhiều nhiều nhiều, càng khiêm tốn càng tốt, huynh tiến hóa nữa, tiến hóa nữa, bởi vì mình mở cửa cho chính mình. Khi chúng ta biểu lộ cái tính tự cao tự đại coi thường bá tánh chúng sanh, là chúng ta tự lập cái hàng rào kiên cố nhất mà không có cái gì len lỏi vào được, là chúng ta đã chặn đứng con đường trở về với chư Phật rồi đó. Và nếu chúng ta mở tấm lòng rộng lớn, trí tuệ rộng lớn ra để thương yêu bá tánh chúng sanh, biểu lộ tánh khiêm nhường, còn có nghĩa là huynh đệ đã mở rộng cánh cửa tâm hồn mình ra để chư Phật đổ những ân điển, những quyền năng, sự dạy dỗ các ngài vào chúng ta, chúng ta học hoài không bao giờ hết. Và chúng ta càng khiêm nhường, chúng ta càng có nhiều cơ hội gần gũi chư Phật. Bây giờ huynh đệ muốn tự cao tự đại hay khiêm nhường là tự quyết định đó nha. Tự cao hay là khiêm nhường? Mà A Di Đà Phật, còn có cơ hội trở về với Phật. Mình tu, càng tu càng hiền, càng tu càng thương yêu bá tánh, càng tu càng đại từ đại bi, là chúng ta vào chánh pháp. Nhớ chưa? Đừng quên câu này. Càng tu càng thương yêu huynh đệ bá tánh chúng sanh, càng kính trọng sự sống chung quanh chúng mình, càng yêu thương mọi người, muốn giúp đỡ mọi người, cho dù mình nghèo cũng muốn giúp đỡ người ta, là biết rằng mình đã vào chánh pháp. Còn mình tu được vài ba năm, vài ba tháng, thấy mình giỏi, mình hay, mình tụng phúc va ro 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 như uống nước cháo nguội, tụng liền 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 mà không hiểu gì hết, mà tánh càng ngày càng dữ dằn, càng coi mình trên mọi người, là biết mình đã lọt vào tà pháp rồi. Tà pháp chánh pháp cũng do chính mình quyết định thôi, đúng không? Bây giờ nếu muốn tà pháp thì cái tôi phàm phu tục tử mình nó rất là lớn. Hả? Cái tôi mình lớn là nó đưa mình vào địa ngục là tà pháp. Còn cái tôi mình càng nhỏ ông Phật mình càng lớn, càng từ bi bác ái, mình vào chánh pháp đó. Bây giờ rõ chánh pháp tà pháp chưa? Rõ không? Dễ quá ha. À, dễ quá. Không nghĩa là ông tu vậy là ông lọt vào, không phải đâu. Nó tu nhỏ nhỏ nhưng mà nó yêu thương bá tánh lớn là cái chuyện mới là quan trọng. Còn mình tu cái dày dày, mình càng ngày mình càng tự cao mới là kinh khủng. Nguy hiểm ghê lắm á. Thấy không? Thì chúng ta cứ để ý đi, kệ nó, tu chút chút được rồi. Nhưng mà cái tính yêu thương càng lớn, càng khiêm nhường, càng kính trọng mới là quan trọng. Cho nên đầu tiên là biết khiêm nhường với tất cả mọi người xung quanh. Khi mà mình khiêm nhường tuyệt đối, tự nhiên mình sanh lòng kính trọng. Mà kính trọng tất cả lớn nhỏ xung quanh giống như nhau, mình sẽ sanh lòng yêu thương bình đẳng, yêu thương mọi người giống như nhau, không phân biệt, mới là Bồ Tát tại thế gian đó. Bởi vì Bồ Tát là tình yêu đồng đẳng, không phân biệt, không kỳ thị, không cao không thấp, không lớn không nhỏ, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Nếu chúng ta có một tình yêu này, chúng ta chính là Bồ Tát đó. Mà khi chúng ta có cái tánh hạnh Bồ Tát rồi, thì giữa mình và người Phật có một cái nhịp cầu nối liền, đó là cái Bồ Tát hạnh. Bồ Tát là nhịp cầu nối liền giữa người với Phật, hay mình gọi là tròn nhân đạo. Nhân đạo chính là nhịp cầu nối liền giữa mình với Phật. Nhân đạo tròn thì Bồ Tát hạnh có. Bồ Tát hạnh có thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón chúng ta. Đó gọi là chánh pháp đó, A Di Đà Phật. Chúng ta tập đi tập lại những tánh tốt để chúng ta gọi là cái huân tập tốt. Chúng ta tập khiêm nhường, biểu lộ cái tánh khiêm nhường, gặp huynh đệ cười vui cúi đầu chào, tập kính trọng huynh đệ, gặp kính trọng sự sống chung quanh, tập yêu thương rộng lượng, tập từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ. Nhớ những tánh này không? Khiêm nhường, kính trọng, yêu thương rộng lượng, từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ. Tập đi tập lại những đức tính này từ 1 tới 5 năm sau, những đức tánh này sẽ ăn nhập với mình. Thì lúc đó mình có tạo nghiệp nó không? Tất cả là nghiệp lành hết. Đây là chuyển nghiệp nè. Các ngài nói rất là dễ thương. Nếu con tập nói lời tốt từ 1 đến 5 năm sau thì con không biết nói lời xấu nào nữa hết. Nếu con tập tất cả những tư tưởng tốt lành từ 1 đến 5 năm sau thì con nghĩ bậy cũng không được nữa. Nếu con tập làm những điều tốt lành cho bá tánh chúng sanh từ 1 đến 5 năm sau thì con muốn làm bậy cũng không làm được nữa. Thì lúc đó chúng ta hoàn toàn hòa nhập những đức tánh tốt của Phật, đó gọi là Phật tánh. Khi mà Phật tánh mình cùng là một rồi thì mình là ai? Chư Phật đã biết rồi, đâu cần phải tuyên bố, phải không? Đâu cần phải tự tôn đâu. Thế gian tôn cho mình gọi là Thế Tôn. Giờ hiểu chữ Thế Tôn chưa? Thế Tôn đâu phải cái ông khổng lồ trên kia đâu, trật lất rồi.
thế gian tự tôn mình lên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận thế gian tôn mình á, mình lọt vô cảnh giới đó, năm tự cao tự đại bắt đầu trở thành cái mình thấy ghê rồi đó, mình lọt vô địa ngục mình không hay luôn. Thấy chưa? Chút xíu xíu thôi nó đi ngược vô trở lại. Thật ra làm gì làm phải càng khiêm cung hả, càng to phải càng nhỏ hả, càng lớn phải càng thấp. Đó mới thực sự là một người biểu lộ chánh pháp. Còn nếu mình học được chút xíu, mình quậy cái là mình đang phỉ báng Phật pháp. Mình yêu thương bá tánh chúng sanh càng giúp đỡ nhiều chừng nào là mình đang mình quảng cáo cho Phật pháp đó. Thấy chưa? Lấy mình làm tâm điểm đi quảng cáo, để biểu lộ chánh pháp. Mình bây giờ mình học đơn giản đi, tụng bài đại bi niệm câu Phật đơn giản, càng ngày càng đẹp, mình chính là nơi đang quảng cáo cho Phật pháp đó. Còn bắt đầu mình tụng đại bi, mình niệm Phật, mình quên quan tự đắc là mình đang phỉ báng Phật pháp đó. Thấy chưa? Cũng là mình thôi. Mà mình sống khiêm nhường kính trọng, rộng lượng, yêu thương, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ là mang biểu lộ chánh pháp đó. Dễ không? Khi chúng ta biểu lộ được chánh pháp rồi, có nghĩa là chúng ta đã chuyển hóa nghiệp lực không còn tồn tại, những nghiệp xấu không còn tồn tại, thì tất cả cái nghiệp trở lại với mình là Phật, là lành, là thiện, là tốt, là sạch. Tất cả chúng ta gọi là đã dứt nghiệp trần, dứt nghiệp thế gian. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Thấy chưa? Nó lọt vô cái này nè. Hả? Mà thoát khỏi sanh lão bệnh tử rồi chúng ta đi về đâu? Về cảnh giới cực lạc gọi là vãng sanh như ý đó. A Di Đà Phật. Dễ vô cùng ha. Dễ ghê à. Dễ không? Dễ không biết có làm được không? Ừ, dễ. Thực sự rất là dễ. Trung đạo thấy nó dễ bởi vì con đường đi đã thế rồi. Bây giờ muốn đổi không được nữa. Nó đã thế rồi. Nó nằm trên đường rầy, nó lăn hoài à. Chỉ có một đường duy nhất là đi thẳng thôi. Xe lửa đâu có chạy trái chạy phải được đâu. Đâu có tách qua trái lại. Một đường nó đi thôi. Chúng ta phải là như vậy. Bây giờ con đường có sẵn. Bây giờ con tập cái tánh này từ đây tới 5 năm sau. Khi tánh này với con là một thì con là ai chúng tôi đã biết. Con phải tập. Thay vì cái tánh xấu con không tập con cũng có. Đẻ ra là xấu rồi. Thấy không? Hả? Đói bụng là khóc la đập hét sùm đã xấu rồi. Đó. Người viết sách biết là nhân chi sơ tính bổn thiện. Đúng, cái bản chất thiên liêng là thiện. Nhưng mà thật sự nhân chi sơ tính bổn ác. Ác là tại sao? Ở trong bụng chưa ra đời mà đạp lung tung rồi là cũng dữ dằn rồi. Rồi chưa kể ra đói bụng là khóc hét la sùm, miệng bú tai bóp. Đã xấu từ nhỏ tới lớn luôn. Biểu lộ cái tánh ác, tánh xấu đó từ nhỏ rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải tập làm sao để diệt đi cái tánh ác, tánh dữ đó. Chúng ta mới chuyển hóa nghiệp lực được. Bằng cách là tu tập. Tập những cái tốt lành mà mình đã thâu nhận từ Phật pháp. Biểu lộ cái tánh. Tu hành là phải biểu lộ khiêm nhường. Biểu lộ cái tánh kính trọng. Biểu lộ sự yêu thương cho bá tánh chúng sanh. Từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ. Trung đạo chỉ mong huynh đệ chỉ làm 5 năm thôi. 5 năm sau huynh đệ là ai chư Phật đã biết rồi. Bởi vì huynh đệ không thể nào nghĩ bậy được, không nói bậy được, không thể nào làm bậy được. Bởi 5 năm đó huynh đệ đã bị trói buộc trong những cái đức tánh hiền lương nhất của chư Phật. Và thế gian gọi là Phật tánh hay là cái tính Phật. Thì chúng ta không thể nào biểu lộ cái trần gian pháp hay thế gian pháp được. Đó chúng ta là ai? Chư Phật đã hiểu. Rõ chưa? Bây giờ các ngài dặn mình á, nếu con nói lời tốt từ 1 đến 5 năm sau, con sẽ không nói lời xấu được. Nếu con nghĩ những điều tốt lành không ngừng nghĩ từ 1 đến 5 năm sau, con sẽ không bao giờ nghĩ được điều xấu. Nếu tập làm những điều tốt lành lợi lạc cho bá tánh sanh từ 1 đến 5 năm sau, thì chắc chắn con không thể nào làm điều gì bậy cả. Thấy chưa? Những đức tính này sẽ ăn nhập với mình. Mình như tính là một, thì mình là ai? Chư Phật đã hiểu rồi. Đúng không? Đâu cần phải nói tôi là cái này, tôi không cần tôi nữa. Hả? Còn tôi nữa là xong rồi đó. À, tôi này tôi nọ là chết rồi. Nhớ không? Tu làm sao cái tôi mình nó đừng còn. Huynh đệ ai cũng dễ thương hết. Cặp mắt mình huynh đệ ai cũng dễ thương hết là quan trọng. Bây giờ làm được cái điều này mới là chư Phật mới tính sổ với mình nè. À, còn mình nhìn ai thấy ghét á, bắt đầu địa ngục tính sổ với mình đó. Ừ, thấy chưa? Hai cái rất là dễ. Lật qua, lật lại. Thấy không? Niết bàn, địa ngục. Trung đạo có viết một câu là dốc lòng tu hành đại bi, trí tâm rộng mở, danh ghi niết bàn, đạo đời một lối thanh thang. Thì nếu mà không có đạo thì đời tan nát, mà đạo không có đời thì đạo chẳng hiển vinh. Cho nên mình nương đời luyện đạo.
đạo đời một lối thanh thang, Phật ta địa ngục niết bàn tại đây nè con khỉ độn. Dễ hiểu quá ha. Muôn đời luyện đạo bỏ mê, nhờ đời đạt đạo ta về chân như. Bởi vì đời chính là thế gian pháp, đạo chính là Phật pháp, cho nên muôn đời luyện đạo bỏ mê. Nhờ thấy đời thấy ghê quá cho nên mình luyện đạo, mình không bắt chước giống người ta những cái xấu, mình tập sống tốt hơn cho nên mình mới thâm nhập cái đạo lý. Nương đời luyện đạo bỏ mê, nhờ đời đạt đạo ta về chân như. Cũng phải nhờ đời hết đó nha, chứ không phải là thành đạo xong rồi bỏ đời đâu. Nếu thành đạo rồi bỏ đời tức là giác hạnh không bao giờ viên mãn. Khi mà nương đời luyện đạo bỏ mê, chúng ta đã tự giác, đúng không? Nhờ đời đạt đạo, chúng ta phải sống với đời để biểu lộ làm việc cho bá tánh chúng sanh là giác tha. Nếu không giác tha thì giác hạnh không viên mãn được. Dễ ha. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái luật đó là phải giác tha nha. Nếu không đừng có hòng giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là không thể nào giải thoát viên mãn được đâu đó. A Di Đà Phật. Huynh đệ nên ngồi xuống tụng cho mình một thời kinh đâu ra đó đi, thì rất là dễ thâm nhập kinh tạng, rất là dễ phát triển đạo tâm, rất là dễ phát triển đời sống tâm linh, tâm hồn của mình. Hả, cái này mà nó sạch rồi thì ông Phật mình có chỗ ở sạch, mà cái này còn dơ thì ông không muốn ở. Thì ông luôn luôn ở với mình, mà chúng ta không ý thức được cái ông này luôn luôn ở với mình. Bởi vì không ý thức ông ở với mình cho nên cứ lặp đi lặp lại những tánh không tốt. Bởi vì mình lập tánh không tốt nhiều quá cho nên ông rất là khó ăn, khó ở trong nhà này. Cái nhà này sạch chừng nào thì ông ở nhiều chừng đó, ở lâu chừng đó. Còn nhà này mà bê bối quá thì ông tìm chỗ khác thôi, ông bỏ cái nhà này là mình ngủm đó. Ông đi chỗ khác kiếm nhà mới, đẹp hơn, đẹp trai hơn, đẹp gái hơn, sạch sẽ hơn, khôn ngoan hơn. Thì rất là thông minh, cái tánh Phật rất là thông minh. Hả, mình bê bối, mình sụm ịch xuống, mình ngủm là đi kiếm cái chỗ khác ở liền để tiếp tục tu luyện. Cho nên Ngài rất là chung thủy với chúng ta, còn chúng ta là bất chung thủy. Chúng ta ngồi đây chứ mà phóng tâm đi kiếm ở đâu, bên Ấn Độ, bên Tây Tạng hay là Trung Quốc gì đó, kiếm ông Phật. Cho nên huynh đệ, thầy nói câu này không phải đâu, mong được huynh đệ đừng có phóng tâm ra ngoài kiếm những điều không thật. Phải quay trở lại với mình, thấy không? Quay trở lại với mình, quay trở lại cái căn bổn của mình là Phật. Nếu huynh đệ biết nhìn vào đây rồi, huynh đệ thấy mình là ai? Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Mình là con của Như Lai, rõ không? Thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Một chút nữa chúng đạo thấy gì ca, chúng đạo sẽ đọc cái bài sám hối cho huynh đệ nghe. Bài này rất là dễ thương. Họ đọc cái bài này rồi sẽ biết mình là ai liền tức thì luôn á. Dễ thương lắm. Mà đọc theo cái kiểu đánh lô tô á, tu giống lô tô hay lắm á. Thương lắm. Dạ thì chúng ta khi mình hiểu được định tâm định ý hỏi mình là ai, mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, mình biết mình là con của Phật, tại sao phải phóng tâm ra ngoài kiếm ai? Kiếm ai hả? Kiếm không ai ngoài đó đâu. Kiếm ta phóng tâm ra ngoài kiếm thì mình đã bỏ rơi cái ông ở trong này rồi. Cái bài này Trung Đạo viết sám hối cho bản thân mình, Trung Đạo không có đưa ra ngoài. Nhưng mà trong có những cái từ ngữ mà chúng ta, nếu chúng ta nghĩ theo cái kiểu mà bắt lỗi lầm thì cũng trật. Tại vì chúng ta bị ảnh hưởng người Trung Quốc, cả ngàn năm nô lệ giặc Tàu chúng ta mới có Phật giáo. Và người Tàu đã để lại chúng ta rất là nhiều cái hố sâu của mê tín dị đoan. Chẳng hạn như đốt tiền vàng bạc, đốt con này con nọ, chết xuống dưới rồi còn bị lừa xài đồ giả nữa. Đốt cả tỷ đồng. Một tỷ đồng đó thầy Trung Đạo có thể cho người nghèo ăn không biết bao nhiêu phần cơm, 10.000 một phần. Không biết bao nhiêu người nghèo được ăn, người đói được ăn trong ngày hôm đó luôn. Mà đệ tử thầy ở tỉnh khác nó làm, nó đốt từ 4 giờ chiều tới 12 giờ đêm, công an phải tới là kiếm chuyện với nó đó. Nó đốt không biết nhiêu tỷ tiền luôn. Trung Đạo lên nó giảng hả, nói một phát một thằng đó dẹp liền luôn. Mà cái ông về hưu của bên sở giáo dục của tỉnh đó nói, ông này nói rất là khoa học. Huynh đệ có biết người Tàu rất là khôn, họ khôn lắm, họ làm ăn rất là khôn. Họ lụm giấy bậy với bạ ngoài đường, lụm về họ làm thành cái giấy tiền vàng bạc cho mình, ba cái đồ dơ giấy, đốt lên đồ dơ không à. Cửu huyền thất tổ làm gì hửi nổi ba cái đồ đó, chưa siêu mà hửi vô còn chết nữa, còn đọa sâu luôn.
mà đốt tiền tỷ tỷ mà đừng có hòng mua chuộc ở dưới, không có đâu, lực nhân quả đâu có mua chuộc được. Nhưng mà chúng ta bị mê muội cho nên cứ đốt, thấy chưa? Chúng ta cứ nhào đeo mà mình không có ý thức là mình đang mê muội hoặc là mê tín gì đoan. Nên trong cái bài sám hối trung đạo có ghi rất là rõ ràng, nhưng mà chúng đạo không có bài bác, nhưng mà chúng đạo chỉ những cái điều chúng ta không nên mê tín dị đoan. Chẳng hạn như xin xăm vậy, nếu mà mình là con của Phật rồi thì mắc chứng phải đi đội sao, Phật lo hết rồi đúng không? Mình là con Phật mắc chứng phải đi đội sớ rồi cúng sao, rồi cúng này cúng nọ, rồi xin xăm. Đệ tử thầy nó vô ngay miếu ngũ hành, nó cầm cái xăm lắc rồi cái chùa đi ngang nó một câu, mình lụm số không bây giờ đó, cái lắc rồi ra bùm cây không có cái số nào hết. Thầy nói luôn á, mà nó cầm lên số không luôn, không có số nào. Thầy nói vừa 5 phút sau nó lụm được cái cây không có số. Mà con của Phật mà làm gì có số, phải không? Ổng lo hết rồi, mắc chứng mình phải lo. Cứ để chư Phật no, mình no rồi. Là chúng ta tu Phật là phải trong sáng. Những gì mà mình nghe thì mình bắt chước, mình làm một cách mê muội mà không thấy kết quả mà cũng nhào vô đầm, nó gọi là mê tín. Còn mình hiểu được, mình làm được, mình thấy kết quả, mình thấy rõ ràng lợi lạc, đó là chánh tín, rõ chưa? Thành ra tụng kinh phải hiểu biết mới có lợi lạc và quyền lợi. Còn tụng kinh không hiểu biết chắc chắn sẽ không đi có quyền lợi, không phát triển được đạo tâm. Tụng càng lúc càng mê là trật, gọi là mê tín, nhớ không? Để mà ngưng nghỉ đây chút xíu, con đạo tặng cho Huynh Đệ cái bài sám hối này. Huynh Đệ lắng nghe cho kỹ cái lời, rồi tụng rất là chậm theo cái kiểu lô tô đó. Ừ. Kính lạy Cha Như Lai hằng sống, con quy đầu sám tội cuồng ngông. Bao đời lần đần lóng đóng, nay con chỉ nguyện một lòng độ sinh. Cầu cha mẹ thương tình cứu khổ, độ con thơ giác ngộ rời mê. Cho dù đời có khen chê, khiêm cung tôn kính không hề kiêu căng. Con luôn nhớ cha răn khuyên bảo, hết một lòng hiếu thảo từ bi. Chớ nên kiêu mạn khinh khi, gây thêm nghiệp chướng kéo trì hạnh tu. Tám nghiệp báo tám ngu sân hận, khiến cho đời lận đận gian nan. Đường trần bể khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Con luôn nhớ cha thời dạy dỗ, dạy cho con cứu độ nhân sinh. Trao dồi đời sống tâm linh, rời xa mê tín vô minh giáo truyền. Con luôn nhớ lời khuyên của cha mẹ, sống với đời chia sẻ yêu thương. Cầu xin chư Phật mười phương, độ người trần thế biết thương con người. Muốn khẩu ý thân thời an lạc, sống đơn thuần mộc mạc vô tư. Đâu cần ngẫu nhiên kinh tư, chỉ cần quyết chí làm sư giúp đời. Giúp ba tánh trao dồi đức hạnh, giúp người nhìn Phật tánh trong tâm. Phật đâu ở chốn xa xăm, Phật luôn ngự trị trong tâm của mình. Muôn vàng vật chúng sinh lớn nhỏ, cây lá cành ngọn cỏ bông hoa. Cho dù xinh đẹp xấu xa, cũng đồng một tánh của cha khôn cùng. Trong vạn vật có chung là sự sống, tánh thiên liên lạc giống của Như Lai. Con người tánh Phật không hay, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đã biết thế còn chờ chi nữa, sao không ngồi gội rửa thân tâm. Cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa. Chuyện cần tụng niệm sớm trưa, thân tâm hòa nhập người xưa niết bàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con người tánh Phật không sai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đúng không? Phải không? Đã biết thế còn chờ chi nữa? Sao không ngồi gội rửa thân tâm, cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa? Bởi vì mình không tạo tác lỗi lầm như xưa, tức là mình chuyển nghiệp, tu chuyển nghiệp mà. Nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa, chuyên cần tụng niệm sớm trưa, thân tâm hòa nhập, người xưa niết bàn. Người xưa niết bàn ở đâu? Là ai? Hả? Là ai? Là Phật. A Di Đà Phật. Dễ thương quá à? Không phải trung đạo dễ thương đâu, cái bài đó đó. Đã biết thế còn chờ, trung đạo nhắc nhở mình không? Muôn vạn vật có chung là sự sống, tánh thiêng liêng là hạt giống của Như Lai. Con người tánh Phật không sai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đã biết thế còn chờ chi nữa? Sao không ngồi gội rửa thân tâm, cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa? Bởi mình cầu xin sám hối và nguyện không tạo tác lỗi lầm, còn có nghĩa là mình chuyển được nghiệp lực mình tạo tác trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Nhờ biết thành tâm sám hối cho nên mình chuyển được nghiệp lực. Thấy chưa? Có muốn vậy không? Muốn thì làm đó. A Di Đà Phật. Bài sám hối này dành cho trung đạo, cho đệ tử trung đạo. Nhưng mà nếu như vấn đề nghe đó, 21, 28 có đĩa hả? Có đĩa này. 28 tây thì về đây là để dự khánh thành đó. Cũng mong là thầy sẽ đem một số cái bài đó về cho huynh đệ, huynh đệ dựa đó sám hối cho mình. Nhưng không đơn giản thôi, nhưng mà nhắc nhở mình là ai, nhắc mình phải làm cái gì, mình sống làm sao. Cầu xin chư Phật mười phương độ người trần thế biết thương con người. Thấy không? Cầu xin chư Phật gia hộ cho huynh đệ ba tánh chúng sanh sống được an lành, hạnh phúc ấm no, cầu cho quốc thái dân an. Cầu cho huynh đệ thương yêu nhau cùng tu tập để tiến hóa. Nếu trong này là cùng một lòng tu học thì thực sự cái tỉnh Cần Thơ này rất là an lành hạnh phúc. Dân tộc sẽ được ấm no. Nếu chỉ có một cái đạo tràng mà làm như vậy thôi là cả cái tỉnh Cần Thơ được như vậy, huống chi là nhiều đạo tràng cùng làm. Rồi cả nước cùng làm đi, đất nước mình thật là an lành, hạnh phúc, ấm no, quốc thái dân an luôn đó. Như vậy luôn đó, thử làm coi. Cái đạo hạnh của chúng ta kinh khủng lắm. Cái quyền năng của Như Lai rất là kinh khủng. Nếu chúng ta tiếp nhận được quyền năng của chúng ta ban rải ra thì đất nước mình thiệt sự là an lành, hạnh phúc, ấm no. Chúng ta cùng lòng làm thử coi. Thấy không? Chúng ta không chịu làm thôi, mỗi người làm theo ý của mình. Cho nên Nam Mô Đại Thế Chí á, mỗi người mỗi ý là vậy á. Trong đạo nói rồi, thấy không? Vô đây tu mà chung một lòng với nhau cùng tu để cùng phát triển đạo tâm. Vô đây tu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Thấy không? Nam Mô Di Đà Phật, mỗi đứa mỗi tật. Ác vậy luôn. Thật ra mỗi đứa mỗi tật, mỗi đứa mỗi khác, mỗi đứa mỗi ý. Làm sao mà cùng lòng để học Phật Pháp được? Mà không cùng lòng học Phật Pháp, dứt khoát không phát triển đạo tâm được. Vô đây là chống đối với nhau không? Nghĩa là không đồng lòng đồng ý. Nhiều tật quá chắc chắn nghiệp lực sẽ nặng. Nhiều tật quá nghiệp lực dày thì trí tuệ không sáng suốt để học đạo được. Vì chúng ta nguyện Nam Mô Di Đà Phật, chúng con sẽ không còn tật xấu. Nguyện sẽ từ bỏ tất cả các tật. Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, chúng ta nguyện sẽ không có khác gì nhau để cùng tu học. Nam Mô Đại Thế Chí, chúng ta nguyện sẽ cùng một ý tu luyện. Lúc đó chúng ta mới tiến hóa được. Đúng không? Vô đây cố gắng làm sao Nam Mô Di Đà Phật để đừng còn có tật. Hả? Có tật là không bao giờ gặp Phật. Muốn gặp Phật phải bỏ tật. Đúng không bác? Dứt khoát là như vậy. Cho nên vô đây phải tánh mình là tánh Phật. Con người tánh Phật không sai mà. Con người tánh Phật không hai mà. Thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Cái căn cốt thiêng liêng nhất của mình trong này là Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy rồi. Phải ngồi xuống tu luyện để ông Phật này sống dậy, cùng sống chung với mình, làm việc cho ba tánh chúng sanh. Thực sự là thân tâm hòa nhập. Người xưa niết bàn là vậy đó. Thấy chưa? Tâm Phật mà. Cái thân là người nhưng mà thân tâm hòa nhập rồi.
trở về với người xưa Niết Bàn là ông cha của mình đó. Ghê chưa? Câu đơn giản mà rất là sâu sắc. Những lời chia sẻ của Trung Đạo Huynh Đệ có hiểu rõ không? Có dễ hiểu không? Huynh Đệ có thể làm được không? Làm giùm đi please. Làm ơn nha. Tu phải năn nỉ nữa đó. Ác vậy luôn. Năn nỉ mới chịu tu. Ví dụ cho nó ăn rồi dụ đủ điều đủ chuyện, nó giận nó bỏ tu. Anh tới chùa nó làm đủ cái chuyện cho chùa, làm tốt cho chùa thì cái nó Bồ Tát nó vui lắm. Rồi nó nổi điên, nổi chứng lên, cái mình nổi điên mình tát nó một phát, nó bỏ chùa, cái mình đói cũng là tát, chỉ là Bồ Tát, còn này là bị tát. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng đừng có bỏ cái hạnh đó. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng ráng giữ gìn cái thiện tâm của mình. Khi chúng ta có thiện tâm dù ít hay nhiều thì chung quanh chúng ta cũng có thiện thần hộ trì giúp đỡ ta tiến hóa. Cho nên chúng ta phải tranh thủ lợi dụng cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất đến đây để cùng tu luyện với nhau, để đừng còn giữ cái tật xấu, phải cùng một ý, đừng có khác nhau. Chúng ta còn tật còn ý khác nhau, dứt khoát chúng ta không thể nào cùng tu, gọi là đồng tu được. Nhớ không? Đã cùng một đạo tràng rồi phải cùng một lòng, phải không? Cùng một ý tu học. Nhớ không? Còn cái đạo tràng mình không cùng ý mà nhiều tật, mà khác nhau nhiều quá, nói qua nói lại, nói qua nói lại, đạo tràng đạn sẽ trào chết hết cả đám. Biết đạn trào không? Đứa nó bắn ra, mình mẩy có ghẻ hết. Chết sạch, cùng đọa. Nên vào đạo tràng này đừng có để đạn trào nha. Nó Di Đà Phật tạo tác nghiệp ác. Nhớ không? Hiểu gì không? Miệng mình mắng thấy ghê lắm á. Ác khẩu thì ác nghiệp sẽ trở lại với mình đó. Đừng có tưởng sỉ sói người ta là yên thân đâu, không có đâu. Cho nên các vị minh sư đất nước chúng ta để chúng ta rất nhiều câu mà chúng ta cứ nghĩ là thành ngữ tục ngữ ca dao là trật lất. Các ngài dạy mình vậy nè: cười người chứ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, đó là quả báo đó. Mà mình biết quả báo không? Không. Các ngài dạy mình đó, dạy mình đừng có cười người ta. Phật tổ nói giống y vậy nhưng mà nói một cái lời khác. Này huynh đệ, một khi huynh đệ phê bình chỉ trích nhận xét anh em mình là mình đang phê bình chỉ trích nhận xét chính bản thân mình đó. Thì cái câu mà nói là cười hôm trước hôm sau người cười là cái câu đó đó. Thấy chưa? Còn cái câu kêu gọi lòng đại từ đại bi của mình mà các ngài để lại, mình cứ nghĩ là thành ngữ tục ngữ, thực sự không phải. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Thấy chưa? Yêu thương nhau đó. Cho dù khác dạng với nhau nhưng mà thương nhau đi, biểu lộ cái lòng đại từ đại bi. Nhờ tánh đại từ đại bi này mình mới gần gũi được chư Phật. Và tánh tự cao tự đại sẽ làm cho mình xa rời chư Phật. Thấy rõ ghê chưa? Cái ngày dạy mình từng chút nhau, chúng ta dở, không có thâm nhập được Phật Pháp, có nghĩa là thành ngữ tục ngữ nhưng mà không sử dụng. Không sử dụng bao giờ. Cho nên chúng ta không gần gũi Phật Pháp được, không hiểu rõ được cái tâm trạng của huynh đệ các ngài đã dành lại cho dân tộc chúng ta. Những lời đó của các vị minh sư để lại không đó, chứ không phải thành ngữ tục ngữ đâu. Mình dở lắm á. Tại vì mình coi những cái câu đó là không có cái chân lý sâu sắc nhất các ngài dành lại cho người Việt Nam mình. Bầu ơi, nghe các ngài dạy cho mình đại từ đại bi nhưng mà mình không biết sử dụng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, thì là các giống chung một vàng. Đó là dạy cho mình biểu lộ tánh từ bi cho những người chung quanh mình. Biểu lộ dành, đừng có cười người ta, mình sẽ bị cười lại theo lực quả báo bất di bất dịch của vũ trụ. Cho nên muốn tu chuyển nghiệp rõ ràng và kết quả như ý, chúng ta phải biết sống biểu lộ, huân tập những đức tánh tốt. Những đức tánh tốt nhất là khiêm nhường, là kính trọng, là yêu thương, là rộng lượng, là từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng tha thứ. Tập đi tập lại những đức tánh này từ 1 tới 5 năm thì 5 năm sau những đức tánh sẽ ăn nhập với mình. Mình là những đức tánh đó thì mình là ai? Chư Phật đã biết. Rõ không? Thì mình mới chuyển nghiệp được. Còn nếu mà mình tu tụng ra kia cũng rứa u như kỹ thì thật sự nghiệp vẫn còn, hoàn cảnh vẫn thế, không thay đổi. Cho nên chúng ta không có giá trị tu học. Tu học không có giá trị thì dứt khoát không chuyển được nghiệp lực của chính bản thân mình tạo tác. Rõ không? Rõ không? A Di Đà Phật. Chúng ta nói chuyện đàm đạo với nhau trong việc tu học với nhau để chuyển nghiệp. Huynh đệ hỏi bất cứ điều gì trong ngày giảng hôm nay, đừng có đem cái chuyện của ma quỷ hay là
Cửu Huyền Thất Tổ hay là đời Cô Lụ vậy đó. Không, bây giờ tất cả những cái cần thiết trong cuộc tu học ngày hôm nay cứ hỏi, chúng ta sẽ trả lời với huynh đệ. Chúng ta tu chuyên đề và chia sẻ những chứng nghiệm tâm linh, nhưng huynh đệ phải thoải mái để hỏi trung đạo, nhớ không? Đừng có ngại. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con có hai vấn đề thắc mắc xin trình bày trước giảng sư và đại chúng để giải đáp giúp con. Dạ. Mô Phật, vấn đề thứ nhất á, con theo như con được hiểu biết á, về lịch sử Phật giáo thì Đức Phật Thích Ca trước khi xuất gia tu hành thành đắc đạo thì có một người con là La Hầu La. Dạ. Thì nhưng sao con xem ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì có cái trong cái phẩm phẩm Ca Diếp Bồ Tát, phẩm này có nói là có một vị là Thiện Tinh Tỳ Kheo, là con trai của Đức Phật. Vị này coi như là thị giả của Đức Phật, tu đã chứng tứ thiền, nhưng vì phạm tội là nhất xiển đề cho nên bị đọa địa ngục. Vậy xin giảng sư có thể nói đôi điều về vị Thiện Tinh Tỳ Kheo này. Vì sao gọi vị đó là nhất xiển đề, và vì sao vị đó đọa địa ngục, mà tại sao lại nói vị đó là con trai của Đức Phật Thích Ca? Thực sự nếu mà hỏi trung đạo thì không trả lời, vì trung đạo không có đi vào cái đó. Trung đạo không đi vào nhất xiển đề hay đọa địa ngục. Trung đạo đi thẳng con đường là sống biểu lộ nhân đạo của mình cho tròn. Thực sự nó chỉ là những cái bài kinh trong Đại Niết Bàn, đúng không? Chúng ta học lý luận, học chư Phật không nói những điều này. Thực sự Ngài không nói những cái điều quá xa. Bây giờ thí dụ trung đạo nói như huynh nói đi, trong này làm sao hiểu được? Huynh đọc huynh hiểu đúng không? Còn huynh chưa đã hiểu mới hỏi thầy. Bây giờ trung đạo nói huynh này không hiểu. Thì tất cả những cái đó để cho các vị học giả. Chẳng hạn như trung đạo là học giả này, trong học thiệt đó. Không học thiệt, học giả học thôi. Chúng ta nói lý luận với nhau, bàn cãi với nhau, cá nhân được. Bây giờ trung đạo nói ra, chúng ta đưa huynh đệ vào cái cảnh giới nào khác rồi, nó không thực tiễn. Trung đạo đang nói thực tiễn tu chuyển nghiệp, để sửa đổi tánh tình con người, để bớt tạo tác nghiệp ác. Huynh nói trong cái đề chúng ta đang làm đây, còn muốn nói riêng với thầy, trung đạo với huynh ra ngoài nói riêng với nhau. A Di Đà Phật. Rồi hỏi câu thứ hai. A Di Đà Phật. Câu thứ hai con xin được hỏi. Mô Phật, thì con có một số cái vị đạo hữu có cái quan niệm rằng là một cái vị hành giả tu tập thì phải có một cái pháp môn chuyên tu để mà coi như là mình nhất tâm vào cái pháp môn đó, không nên xen tạp các pháp môn khác. Ví dụ như là một vị hành giả tu niệm Phật, niệm coi như là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì chỉ nên là chuyên tâm vào cái việc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự Di Đà thôi. Còn các cái pháp môn khác, ví dụ như là tụng kinh, thì chú, ngồi thiền, thì không nên là coi như hành trì. Bởi vì là nếu mà hành trì á, thì nó sẽ làm xen tạp cái pháp môn của mình, nó không chuyên nhất thì rất là khó thành công trên cái đường đạo. Vậy xin thầy giải đáp về cái quan. Dạ, như là Phật, trung đạo có đọc cái sách này bên Úc viết á, cái câu này mà có vẻ là nó làm cho trung đạo hơi bị dị ứng một chút xíu, không nghĩa là trung đạo bài bác, mình tu không có bài bác nha. Huynh đệ nhớ, chúng ta tu bất cứ pháp môn nào chúng ta tuyệt đối không được bài bác, tuyệt đối không được chống đối huynh đệ, tuyệt đối luôn, không được nói ra nói vô, không được nói xấu huynh đệ. Mình tu pháp môn nào chuyện người ta chọn lựa, chúng ta phải tôn trọng sự chọn lựa của huynh đệ ở trong đạo tràng hoặc là huynh đệ khác, tuyệt đối không được chống đối và bài bác, không được như vậy. Chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ không phải là con một người Phật tử thuận thành. Bây giờ huynh hỏi thầy trả lời, chúng ta trả lời trong một cái phạm vi, trong một cái tinh thần rộng rãi và không bài bác chỉ trích. Trung đạo có đọc tụng một bài kinh không bằng một câu chú, tụng một câu chú không bằng niệm một câu Phật. Vậy là sách vở của chư Phật để lại mấy ngàn năm nay dục thùng rác hả? Mình có thấy vậy không?
Có đồng ý không? Nếu thực sự nếu mà mình niệm Phật, nó có ba cách niệm Phật mà chúng ta không có học luôn, không chịu học. Tại sao có ba cách niệm Phật mà chỉ biết niệm, thậm chí niệm có A Di Đà Phật mà từ ngàn năm tới giờ có bao giờ có tứ tự Di Đà không? Sách vở nào cũng để lục tự Di Đà cả. Mình tự nhiên mình không hiểu niệm lục tự Di Đà, mình sẽ được cái gì? Cơ thể mình sẽ được mở cái gì? Rồi mình tiếp nhận cái gì? Cái đầu mình sẽ mở làm sao? Nó sẽ nổ làm sao? Bởi vì mình không hề học cái pháp môn đó cho đúng. Cho nên mình cứ nghĩ rằng niệm như vậy, nhưng mà mình có sửa đổi tánh tình để chuyển nghiệp chưa? Bên cạnh cái niệm Phật đơn giản đó, Trung Đạo có giảng vấn đề nghe rồi đó, chúng ta phải biết sửa đổi bản thân mình, phải bỏ những tánh hư tật xấu, cái niệm Phật mình mới có giá trị. Còn nếu mình chỉ niệm mà mình cứ nghĩ mình hơn người ta, mình đã chết ngay từ lúc đó rồi. Trong Phật Pháp, muốn hơn là phải thua, muốn thắng tức thì bại. Bởi vì thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Còn mình niệm Phật, mình nghĩ mình hơn người, mình đã chết ngay từ lúc mình nghĩ đó rồi, thì còn gì có kết quả tu học. Chúng ta tu, thực sự trong Phật Pháp không ai cao, không ai thấp. Đừng có tưởng nó mới niệm có 5 ngày, mình niệm 10 năm mình không có đâu. 5 ngày nó niệm nhưng mà nó sống trong cái niệm Phật đó, nó bỏ mình mấy chục ngàn cây số rồi. Còn mình niệm 10 năm, cái miệng mình thúi quắc, vẫn còn ăn mặn, vẫn còn nhậu, vẫn còn làm tầm bậy tầm bạ, chửi bới bá tánh chúng sanh, coi thường huynh đệ chung quanh, thì 10 năm của mình là rác rưởi. Hiểu ý thầy nói không? Trung Đạo không moi ra để nói những tánh, không phải. Đó là nói chung mình cách học mình thế nào để mình biểu lộ được cái tánh yêu thương, tánh một người Phật tử thuận thành dành cho huynh đệ bá tánh sanh theo hướng dẫn của Phật Pháp. Tu không ai lớn, không ai nhỏ, không ai cao, không ai thấp. Bởi vì Phật Pháp là không có cao thấp, không có hay dở. Chúng ta còn nghĩ tới hay dở, chúng ta vẫn có sự so sánh, chúng ta vẫn bị vướng kẹt vì còn cái tôi trong đó. Mục đích chính của tu chỉ có Phật là tu không còn cái tôi. Vì cái phàm ngã chết rồi thì Phật ngã mới lộ diện được. Rõ không? Bây giờ huynh tụng pháp môn, Trung Đạo mới nói nãy, huynh dùng pháp môn gì không cần biết. Huynh tụng pháp môn gì, huynh đọc sách gì không cần biết. Mà huynh càng ngày càng cao ngạo thì huynh đã lọt vào tà pháp rồi. Huynh học dở thì dở, niệm Phật đơn giản, mình đại từ đại bi càng lớn, huynh lọt vào chánh pháp rồi. Chứ mình không thể nào mà nói cái nào giỏi nào dở được. Hiểu không? Tại ra bây giờ nếu Trung Đạo nói đi giờ niệm một câu, tụng một bài kinh không bằng niệm một câu chú, niệm không bằng niệm của Phật, thì sách vở dục thùng rác à? Đại Niết Bàn dục thùng rác rồi. Rõ không? Trung Đạo đọc tới câu đó nói ôi chà, cái ông này cho ông tột đỉnh luôn rồi đó. Thấy chưa? Thì tất cả những cuốn sách đó, ông đã nói được cái câu này thì mắc chứng ông viết cuốn sách vậy. Thấy chưa? Nếu mà huynh đệ nói niệm một câu Phật, tụng một bài kinh không bằng niệm một câu chú, niệm không bằng niệm Phật, thì mắc chứng phải viết câu sách vậy chứ vậy. Tức là ông cũng mâu thuẫn trong đó rồi. Niệm câu Phật thì dục hết đi, niệm câu Phật mắc chứng phải viết sách làm chi? Tự mình mâu thuẫn ra, thấy chưa? Nó rõ ràng trong lý luận. Lý luận nó đem con người ta nó vòng vòng trong đó. Tối nếu để mục đích gì? Để chứng tỏ cái biết của mình thật sự. Nếu mà biết rồi đâu có viết sách gì, Phật tổ không có viết chữ nào đâu. Phật cái Di Đà có viết chữ gì đâu. Phật Quan Thâm có viết để lại cuốn nào không? Không. Các ngài đạt lý, các ngài đắc cái đạo lý, chứ không có đắc được cái luận lý, lý luận. Các ngài không hề viết lại gì chúng ta đó. Chúng ta bắt chước rồi làm theo rồi thành thôi. Các ngài để lại con đường đi, nó gọi là đạo. Chúng ta bắt chước con đường đó, chúng ta sẽ tới nơi giống như các ngài. Nhưng Quán Thế Bồ Tát thì mình nói là nếu con theo ta, ta bước chân trái, con bước chân trái, ta bước chân phải, con bước chân phải, ta tới, con tới. Việc chi phải viết thêm cho nó phức tạp? Để vì mình thông minh quá mình viết thêm thành á, cái thông minh mình nó tới đó là hết. Nó gọi là thông minh bất định. Bởi thông minh bất định cái đầu nghĩ hoài hoài hoài. Còn chư Phật là thông minh định. Vì thông minh định cho nên các ngài chỉ sống trong cái đạo lý thôi, chứ không sống trong cái luận lý. Vậy luận lý sẽ đâm ra phức tạp, mâu thuẫn, biện luận, biện minh. Thế mình làm lỗi lầm nhưng mình còn viết những cái không lỗi lầm để mình che đậy cái lỗi lầm của mình. Thật ra mình không nên sống trong lý luận, mà sống trong cái đạo lý chư Phật đã lại cho mình, gọi là theo đạo Phật là con đường của Phật đi. Chúng ta mới đạt được những gì mà các ngài đã đạt. Trên các ngài nói tôi là Phật đã được, bây giờ các vị huynh đệ là được, giống như tôi. Nếu các vị sống giống tôi, có vậy thôi. Nhưng chúng ta không chịu sống giống các ngài, chúng ta viết hoài không bao giờ hết. Chính chúng ta không đạt được như các ngài đã đạt. Vì thích lý luận hơn là hành. Vì thích lý luận quá cho nên lọt vào luận ngôn, lộng ngôn, lộng ngữ, hí luận.
lọt vào đó sẽ đi vào tranh chấp, tranh luận. Hả? Có tranh chấp, tranh luận là có chiến đấu. Có chiến đấu là có hận thù là gây ác nghiệp. Hả? Gây ác nghiệp là đọa. Cho nên tu không tranh luận, hí luận, lọng ngôn, lọng ngữ, hết chuyện. A Di Đà Phật. Rõ không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh giảng. Kể đến tu sao tu, miễn nó vui được rồi, phải không? Nhưng làm sao nó đừng ghét mình, mà đừng ghét nó là đủ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa cô. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy giảng sư, con năm nay là năm mới mà con nhắc lại chuyện cũ. Còn nãy giờ thầy giảng cho con thì con nghe con mừng lắm. Nhưng mà bây giờ con lớn tuổi, con cũng không được nhớ hết. Nghe thầy nói là để kỳ tới thì xuống thầy viết ra để cho các con. Con mừng lắm. Còn những nói kia bây giờ thầy giảng con nghe con cũng biết chút chứ không được. Để đi thầy cho mà con mới hiểu được. Con nhắc lễ năm cũ là hồi thầy gì hồi năm rồi đó, thầy có về con có đứng lên con nói là con đau cái chân quá, thầy có cho con mà bấm nguyệt đó, thì thật ra kết quả rất là tốt. Cho nên con hết được từ đó tới bây giờ là cái chân con đau cũng đau lại mà đau ít rồi. Cái đó thì con thấy cũng như cái lời thầy nói đó là chuyển nghiệp, con cũng mừng lắm rồi đó. Nhưng mà sao bây giờ nó hết cái chân mà nó đau cái tay con bây giờ con đưa lên giày không nổi thầy. Là con học mới nay chừng nửa tháng thôi à. Để cho trung đạo chừng một phút thôi. Bà lên đây. Dạ. Dạ. Đây là hồi năm nay con cũng nợ, lên với thầy rồi thầy đòi cho nợ con. Nhưng mà hình thức khác. Dạ giờ dạ, đầu tiên là con nhớ ơn thầy. Con đây cũng là lời niệm Phật của con, là một cái móc của con móc thành một cái tọa cụ để thầy ngồi. Mỗi một cái móc của con là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con móc một cái Nam Mô Đà Phật. Rồi bà móc niệm A Di Đà Phật thì ngồi lên A Di Đà Phật làm sao? Dạ mới là có, ác cái chứ. Con không niệm Phật thì con sợ con chẳng quên đi, cho nên con móc để cho con nhớ Phật, con móc rồi. Mà công đức của bà đó là phải 10 ngày mới rồi đó thầy. Con xin ra dân thầy. Dạ để cảm niệm công đức bà, thầy sửa cái tay cho bà liền tại dạ, chỗ. Dạ thưa thầy. Đây là hình thức đòi nợ mà lịch sự. Chữa cái chân đau cái tay không thể nào đổ thừa được như vậy. Cái chân đau sửa rồi hết đau, đau cái tay là lý do gì? Lý do là quan gia trái chủ vẫn còn đeo, củ quyền thất tổ vẫn còn đòi. Vậy thì con dở lên vậy không nổi thầy. Dở không biết làm sao mà chừng nửa tháng nay à. Con quay cái cảnh nào. Con ơi quay cái cảnh bà dở lên sức đi bà. Dở lên. Đau rồi hả? Dạ đau cỡ này đau rồi thầy, giờ lên không nổi. Vậy đó hả? Dạ. Bao lâu rồi bà? Dạ nửa tháng nay rồi. Trời dữ vậy đó hả? Còn cái chân thì giờ con hết 10 phần, cái 9 phần rồi. Bà qua đây đứng đi bà, qua đây đứng. Dạ. Thì bà cụ lớn tuổi, hơi thở bà cạn quá. Cái này là bệnh nhẹ do cái tay biến nhẹ. Nên cái tay bà dở lên nó đau, bà dở lên hết sức đi coi tới đâu. Bây giờ hết. Bà hít thở nhiều vô, hít thở nhiều vô. Ừ. Ừ, lên nữa rồi tới đây là hết rồi phải không? Đau lắm rồi. Rồi A Di Đà Phật. Dạ. Để cái đó xuống. Rồi sẽ là đây, đứng thẳng lên hít thở đi, hít thở cho nhiều vô. Nè, ở trong chùa này có bán bảo hiểm hít thở đó, bà hít thở nhiều bà chết là đền. Thở nhẹ nhẹ nha, thở nhẹ nhẹ nha, ráng chịu xíu xíu nha bà nha, phải ráng chịu xíu xíu. Trời ơi. Thầy hồi sáng con đi bác sĩ rồi. Con thử máu nữa nè. Rồi thấy rồi. Cái con nghe thầy lớn đến cho con bỏ. Rồi dở tay lên đi. Dở hết luôn đi. Ừ, đó vậy đi. Rồi. Thở xuống lại, rồi dở lên lại. Dở mạnh lên. Mạnh lên. Con đau thì dở hai phần thầy. Rồi dở lên. Tưởng nằm dạ giật mình. Tưởng bà nằm dạ giật mình. Đang cho bà khỏe nha. Để cho bà hết luôn nha. Cái gì mà hết luôn, không có đau mà
Rồi làm lại lần nữa đi, xong rồi đó. Dở lên, chết đền. Nam mô Di Đà Phật, cảm niệm công đức bà đã cho thầy làm. Nếu không có bà cho thầy làm thì thất nghiệp. Nữa hả? À, Di Đà Phật, có vậy thôi à? Đi giảng, đang giảng con đưa lên làm chi? Làm gì bà? Khoan đi bà ơi, một chút nữa đi xuống dưới ngồi ghế đó bà, ngồi ghế đi, xong giảng đó bà. Dạ xong giảng đâu phải, trời đúng là thiệt, giống như là gì mình ở ngoài đường gọi là gì? Sơn Đông á, đâu phải Sơn Đông đâu, trời đất, đi về. Ôi mới làm liền à. A Di Đà Phật. Nói tới đâu rồi, huynh đệ nào? Dạ hỏi A Di Đà Phật huynh dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có những cái điều chưa được thông, kính để trình với thầy, cho thầy giúp cho con trong đạo tràng được hiểu. Trường hợp như là thầy nói là cái trì chú có thể giải được nghiệp quá, nghiệp chướng quá khứ, hiện tại và cái hiện tại. Nhưng mà có điều là cái như bà chú Đại Bi, thực sự thì chúng con trì chú rất là miên mật, nhưng mà không hiểu được rành cái nghĩa. Dù rằng con cũng có đọc thôi, đọc cái giải nghĩa của thầy Tịnh Không đó, nhưng mà như vậy thì cái nó có cái lợi lạc hay không, dù khi mà chúng con rất là thành tâm để mà trì chú. Và cái điều thứ hai về vấn đề là trường hợp như thầy lúc nãy có giảng là con hư thì thường là tại cha với mẹ, thì phần cha mẹ thì bao giờ cũng đôi lúc cũng có giáo dục những cái điều tốt cho con cái, nhưng mà nó vẫn có những cái ngỗ nghịch. Như vậy có phải đó là do cái nhân quả hay là do cái sự chiều chuộng quá đáng của cha mẹ? Kính thầy chỉ dẫn cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đã hỏi. Dạ thưa, ngày xưa thầy Tiên Hóa có viết lại cái bản mà gọi là ấn thủ, ngài cũng không có dịch. Ngài dịch từ tiếng Tàu, từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu, Tàu dịch tiếng Việt. Rồi ngài Thiện Tâm cũng dịch. Ngày xưa thầy có nói một câu, huynh đệ không để ý, thầy Tịnh Không là người đã từng tụng Đại Bi. Ông ta đã từng tụng Đại Bi, nhưng bây giờ ông ra pháp môn là A Di Đà Phật, là ngài chỉ lặp lại cái pháp môn sẵn có thôi, ngài mới đầu làm trở lại. Cái Tịnh Độ Tông đã có từ lâu, mà Nhật với lại Trung Quốc ngày xưa nó gọi là Tịnh Độ Nguyên Tông. Nhưng mà thực sự ngài Tịnh Không là từng tụng Đại Bi, bây giờ ngài mới phát triển cái pháp môn niệm Phật lại cho Trung Quốc rồi qua tới Đài Loan. Ở chúng ta cứ dựa mà làm. Thực sự Đại Bi là những linh ngữ luồng dao động theo khoa học. Chúng ta càng tụng Đại Bi nhiều, cái luồng dao động tốt lành càng lớn. Nó phát triển luồng năng lượng trong cơ thể của mình và để rửa sạch tất cả những tư tưởng không tốt lành, bởi vì nó là năng lượng trong vũ trụ. Ngộ lắm, cơ thể mình là những luồng năng lượng rất là dao động, rất là mạnh mẽ, nó rửa sạch đồ dơ hết. Thật ra mình tụng ngũ bộ chú cộng đi mình tụng á, thì trong người mình nó có tâm can tỳ phế thận, tim gan phổi thận, ruột, tim gan thận phổi bao tử, tâm can tỳ phế thận, năm cái. Bên ngoài nó có kim mộc thủy hỏa thổ, bên ngoài mình nè. Trong người mình có ngũ tạng, bên ngoài có ngũ hành. Ngũ tạng ngũ hành hai cái này nó tương thông với nhau, khiến ta tụng ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú tức là ngũ công dương Phật, năm vị này cai quản ngũ hành của vũ trụ, rất là khoa học. Cái ngũ tạng của mình mà càng năng lượng càng mạnh lớn chừng nào á, thì người mình nó càng sạch chừng đó. À, mình tụng ngũ bộ chú với Đại Bi càng nhiều á, thì cái luồng năng lượng trong cơ thể mình phát triển rất là lớn. Mà cái hệ thống miễn nhiễm, tiếng Anh nó gọi là cái immune system á, cái hệ thống miễn nhiễm cơ thể mình, nó tùy thuộc cái năng lượng lớn nhỏ trong cơ thể mình. À, năng lượng mình càng mạnh mẽ do sự tu tụng của mình, thì cái hệ thống miễn nhiễm mạnh mẽ hơn, thì nó giúp cho ngũ tạng của mình là tâm can thì cái thận rất là mạnh mẽ, nên bệnh tật không thể nào có được. Bởi vì ngũ tạng là kim mộc thủy hỏa thổ, nó sẽ tương ưng với kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài, hai bên bằng nhau thì bệnh tật sẽ dứt trừ.
nên mình biết tụng theo khoa học, không được mê tín. Tụng để dùng năng lượng của vũ trụ và năng lượng của mình, hai cái cùng đồng với nhau, thì bệnh tật sẽ biến mất. Trung đạo lấy cái bản thân mình làm chứng minh, mấy chục năm ở Mỹ chưa bao giờ mua bảo hiểm sức khỏe và không thèm mua. Bởi vì bên Mỹ á, hôm nay đi vô nhà thương nằm cấp cứu tới ngày mai là 14.000 tới 16.000 đô một ngày. Nếu nằm trên giường mà đút ống vô á, một tháng là 1 triệu đô. Mà Trung đạo không hề có một bảo hiểm sức khỏe nào ở Mỹ hết. Là lấy ngũ bộ chú với đại bi làm chứng minh, tụng liền liền liền. Nghĩa là thức dậy bất cứ giờ nào, hoặc là cả đêm không ngủ, sáng dậy đi giảng bình thường cũng không thấy mệt. Bởi vì luồng năng lượng quá mạnh, cái hệ thống miền nhiễm mạnh thì tự động bệnh tật lui, có vậy thôi. Mà chúng ta muốn hiểu gì đại bi, chúng ta phải tìm tận gốc cái người viết ra cuốn đại bi, chúng ta mới hiểu được. Nhưng tìm ở đâu? Chúng ta ngồi xuống tu tụng để lấy cái luồng năng lượng trong vũ trụ mà xài thôi. Chúng ta trực tiếp xài, không cần phải thắc mắc ai có đủ khả năng dịch, không ai có đủ khả năng dịch cả. Bởi vì nó là mật ngữ, mà mật ngữ rồi gọi là chú là không thể nào dịch được, mà chỉ có cảm nhận bằng tâm linh mà thôi, mà xài thôi. Cho nên chúng ta phải lao đầu vô làm, chúng ta mới tiếp nhận được cái quyền năng âm thầm đó, mà chỉ có mình mới hiểu thôi. Nước miếng của Trung đạo bây giờ trở thành thuốc. Nước miếng này nè, bị đứt tay sưng lên, tha tha lên mai lành hết nhất. Mà mình tụng đại bi nhiều năm, mình sẽ được cái điều này. Nước miếng thơm và ngọt là cam lộ đề hồ từ trong cái tụng hết. Huynh đệ phải sử dụng, lấy mình làm chứng nghiệm. Bây giờ cái miệng thầy đeo cái để cho cái răng nó thẳng á, đeo mấy tiếng hồ dở ra hửi không có mùi mùi hôi nào hết, mà để hai tiếng hồ ra ngoài hửi lại rất là thơm, thơm như vậy đó. Mà đệ tử của thầy rất là thích gần gũi, bị cái gì cũng nhờ thầy chấm chấm lành á. Bị sứa cắn cái mặt lấy tha lên á, mặt hết đỏ hết ngứa. Nó hay đến độ như vậy. Mình lấy mình làm chứng nghiệm, mình làm được, đệ tử mình làm được, huynh đệ làm được hết. Vì tất cả một cái đường đi thôi, mà chúng ta không chấp nhận đi, mà mình đi không tới nơi tới chốn, mình không đạt được những gì mình mong muốn, cho nên mình thấy nó mơ hồ. Còn người đã đi rồi là không mơ hồ, nó thực thể vô cùng. Mà bản thân này chứng nghiệm, nước miếng mình rất là ngọt và thơm. Thậm chí thì uống một cái ly trà, nó pha trà lá cho thầy xong, thì uống xong thì để phân nửa đó, thì đi tiểu bang khác. 3 tuần sau về trà vẫn thơm, lá không có mốc, không gì hết, trà vẫn không có mùi hôi. Bản thân cái người bác sĩ đó lấy uống thử coi, vẫn như là trà, như là mới pha, chỉ có cái nguội thôi. Bây giờ ảnh chứng minh cái điều đó, ảnh là bác sĩ mà. Ảnh mua một ly cà phê, ảnh để đó, ngày nó uống chút, ngày uống chút, 6 ngày sau vẫn là cà phê nhưng mà nó nguội thôi, không có hư. Thấy ghê không? Mình tụng kinh đó, cái lợi lạc của mình hưởng, mình mới hiểu được. Bây giờ hỏi thầy mới nói, bây giờ mình đem ra mà nói, ta nói ông này cũng điên, ông tự cao tự đại. Trung đạo đã từng bị người ta nói tự cao tự đại, không phải. Mình lấy chứng nghiệm này để chia sẻ với huynh đệ cùng tu với mình, cùng tiến hóa trở về với thực, để tạo cái phước đức cho mình tu học, không có giấu. Huynh đệ có chịu tu hay không, quyền lợi là từ đó. Nếu chấp nhận tu, quyền lợi huynh đệ có, của huynh đệ chứ không phải có Trung đạo. Bởi quyền lợi có sẵn, nhưng chúng ta không chịu xài quyền lợi của chư Phật, và chúng ta còn nghi ngại, nghi ngờ hoặc là không tin. Cho nên chúng ta không tiếp nhận sự dạy dỗ trong âm thầm từ chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Không cần phải tìm hiểu nó. Nếu tìm hiểu nào, tìm hiểu lâu rồi, chúng đọc đọc nhiều ghê lắm. Nhưng mà tin không? Ông lấy tư cách gì ông moi ra từng chữ? Chẳng hạn nói giờ chữ này trong cuốn sách ông thiếu 6 chữ. Ông lấy đâu làm chứng cớ thiếu 6 chữ? Phải không? Ông lấy từ đâu? Đưa tôi coi đi, làm gì có. Vì Trung đạo nói, ông thiếu 3 chữ đó, ông đưa tôi coi. Tao nghe người ta nói vậy, lấy gì chứng minh? Không có gì chứng minh cả. Rõ không? Cho nên chúng ta, ông nói cái đó, chưa chắc đã tin à. Phải chứng nghiệm, lấy cái này làm chứng nghiệm, lấy cái này cho huynh đệ, mình làm được, các vị làm được. Lỗ tai lỡ mấy ngày thầy chấm vô, 2 ngày sau lỗ tai sạch lại như cũ. Ra biển tắm với thầy á, nó bị sứa cắn cái mặt với cái vai, nó nói thầy chấm vô, 2 ngày sau hết, nhưng cái đùi nó không nói, cái đùi có thẹo. Mới mét thầy, con không có nói, con ngại, nó không nói, giờ cái đùi có thẹo. Thấy chưa? Mà bản thân thầy làm được, tụi nó cũng chứng minh được, rồi nó thấy được việc làm đó, nó tu giỏi hơn, bởi vì nó tin. Vì cái niềm tin mãnh liệt, chúng ta tu mới có kết quả. Cho nên cái chướng ngại lớn nhất của chúng ta trong cuộc tu học là 2 điều, sợ hãi và nghi ngờ. Sợ hãi và nghi ngờ là 2 điều lớn nhất trong việc tu học. Nếu Phật tổ mình nghi ngờ cái pháp môn ngài tu học, chưa chắc ngài đã đắc.
Ngài không nghi ngờ, đi thẳng vào vấn đề, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài biết rằng trong bản thể này có ổng ngự trị, đi thẳng vào trong đó kiếm ổng luôn, gặp lại người xưa. Lúc đó gọi là mình Như Lai sống trong tôi từng hơi thở, đâu biết rằng Ngài muôn thuở trong tôi. Qua bao nhiêu kiếp nổi trôi, chợt trong khoảnh khắc Ngài tôi tương phùng. Thấy chưa? Mình nhìn lại được ông già của mình. Lúc đó Trung Đạo mới viết câu là Như Lai là con cũng và cũng là tất cả, là càn khôn là vũ trụ bao la, tình yêu thương ban rải khắp ta bà, là vạn vật trong con Ngài một thể. Lúc đó mới dám nói câu này đó, mới dám nói câu như vậy, mới dám nói luôn, mới thực sự nói không sợ hãi. Bởi vì mình hiểu được ổng là ai, mình là ai. Mình mới dám nói câu là chợt trong khoảnh khắc Ngài tôi tương phùng. Hồi đó mình chưa tu, mình không hiểu, mình nghi ngờ, mình nghĩ là con không biết con từ đâu đến, cứ ngỡ từ bờ bến xa xôi, bao đời bao kiếp nổi trôi, quay về pháp giới Ngài tôi sum vầy. Thấy chưa? Mình không hiểu mình từ đâu đến, mình cứ nghĩ mình ở nơi nào đó xa xôi, bao đời bao kiếp nổi trôi, quay về pháp giới là càn khôn, là vũ trụ, là Như Lai đó, thì Ngài tôi sum vầy. Nghe chưa? A Di Đà Phật. Dạ. Còn hồi nãy con cái của mình á, không những mình ở trong nhà ảnh hưởng, thí dụ bây giờ thầy nói là huynh đệ thấy liền, các cô bác bà thấy ngay, đẻ đứa con ra dễ thương lắm, nó biết ăn là mình thích cái gì mình cứ nhét vô miệng, nó ngon lắm con, ngon lắm, là mình ngon cho mình thôi chứ nó biết gì mà ngon. Nhưng mà mình nhét chúng sanh vô người, nó riết dần dần, tánh linh nó dần dần mất dần mất dần, rồi bắt đầu nó sẽ tập những tánh xấu xung quanh, tập từ tánh xấu của cha mẹ, tánh xấu của trường học, tánh xấu bà con lối xóm, dần dần nó thâm nhập trong cái đầu, nó thấy một con nít nó rất là trong trắng, nó là một cái máy copy hoàn hảo nhất, nó thấy thầu, rồi chờ dịp nó sổ ra. Mà chúng ta không thấy được cái huân tập âm thầm trong tư tưởng đó, nó thấy thằng kia nhậu hoài nhậu riết, lớn lên nó nhậu y chang vậy, thấy ông cố nó chống gậy, mai mốt nó nghĩ tao sẽ chống gậy giống ông cố, già lên cũng chống gậy giống ông cố. Thực sự không có, mình thấy không, cái huân tập từ những nơi phải riêng mình, rồi chưa kể cái nghiệp nó mang từ ở cái tiền kiếp trở về với nó nữa. Nếu nó phước báo cha mẹ có tu học thì người con sanh vào trong cái nhà tu học đó để nó tiếp tục phát triển đạo tâm. Còn đứa con nghiệp lực quá sẽ nên vô cái nhà nghiệp lực nhiều hơn để cùng trả nợ với nhau, nó gọi là quan gia trái chủ. Bởi vì là quan gia trái chủ cho nên trở thành anh em vợ chồng để mà cùng trả với nhau, hoặc là đòi nhau, hoặc là bù đắp cho nhau. Nhưng mà vào chung nhà để học hỏi với nhau chứ không phải để trả thù. Chúng ta không hiểu chúng ta sẽ gây thêm nghiệp, còn chúng ta hiểu chúng ta sẽ trả hết nghiệp. Nghe chưa? Rõ không? Cái gì đọc rồi? Cái này là sách vở không có nói tới đâu á, nó ngoài lề hết. Những gì giảng là giảng ngoài chứ không có trong sách đó. Chứng nghiệm hết, tất cả là chứng nghiệm. Lấy cuộc đời làm chứng nghiệm tu học, nương đời luyện đạo bỏ mê, nhờ đời đạt đạo thôi về chân như. Nếu không có đời chúng ta không thể nào phát triển đạo tâm lớn lao được. Nhưng chúng ta đã đắc đạo rồi, quay trở lại làm sống với thế gian, sống với huynh đệ để giúp huynh đệ phát triển, để đừng có tạo tác nghiệp quả, thì giác hạnh mới viên mãn được. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Hỏi tiếp đi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con có được cái duyên lành để gặp thầy, thì trước tiên con cũng xin giới thiệu, con là Pháp Danh Phước Hưng, con quê con ở An Giang, cùng gia đình con đến đây là có một người bạn này dẫn con đến, là nói thầy về đây được thuyết pháp. Mình nói nôm na cũng như tụi tèn ở ngoài chút xíu nữa thầy, là cái fan hâm mộ của thầy. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là xin thầy chỉ dẫn cho con về cái cách luyện hơi tụng chú Đại Bi. Nhưng thì con có nghe thầy tụng có ba hơi à, mà trong vòng 17 phút, trong đó có cái bộ ngũ bộ lục chú và chú Đại Bi. Con theo thầy mà tụng không có được. Ba hơi mà thầy có 17 phút mấy giây mà thầy đã tụng hết cái bộ chú đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì con cũng
mới có quy theo Phật pháp có khoảng 5-6 năm nay thôi. Trước tiên đó là con cũng chưa biết là nghiệp. Nay thì con cũng được là quý sư cho con một cái thời gian để con chuyển nghiệp. Bây giờ đây á, là con cũng trước đại thiết thầy và cũng như trước đại chúng để cho con xin sắm lối phát lộ một lần nữa. Là lần thứ nhất á, là con đau ở trên cái đỉnh đầu của con á. Là cái này là do hồi lúc mà 77-78 miên nó quánh á, con đi giải phóng ở trên miên thì con chưa biết cái gì hết trơn á. Thì nói chung là đi lên trên đó đó thì là bộ đội nó đói dữ lắm, nó không có cái gì nó ăn, mà có đồ ăn á thì không dám ăn. Gà nguyên một chuồng vậy mà không dám ăn, bị ăn là bị chính điều quy định của bộ quốc phòng ta cấm, ta xử tử hình mình. Rồi cái anh đại đội phó của con á, ổng mới nghĩ ra một cách. Bây giờ có gà mà ăn không được, ăn toàn là muối không à. Rồi dân á, nó gặp gà nó cũng không dám nữa, nó cũng không dám ăn nữa, nó sợ mình bắt nó, mình sợ nó la, hai bên cứ sợ vậy hoài. Cái tối ông nói mày đi kiếm cho tao 7 cây cầm xe ông đa. Lúc đó là xe đạp xe ông đa nó nằm lên khên á, con lấy kèm cắt mấy cái cây cầm đó về, có con cũng không biết gì nữa. Ông nói mày mài cho nhọn cho tao đi. Thế con mới mài. Là con cứ nghĩ là đối với 7 cây cầm á, là đối với con á là cả một bổn mạng. Là bây giờ con đi xôm mịn á, đi gỡ mịn bằng cây cầm mới được. Ai cái dạ tối hôm nay ra đây nè Hoàng, ra đây. Ở như vậy mày vô chuồng gà đó, mày bắt mấy con gà ra cho tao coi rồi đặng tao kiếm con về gà đá. Thì con mới bắt đem ra cho ổng. Không ngờ lấy cây cầm đó, ổng xè xè trên đầu con gà. Rồi cái bắt đầu nó nói con này không có được mày ơi, đem vô. Ổng làm gần 20 con vậy đó. Rồi tới sáng ra cái ông nói ủa anh Tám, anh Tám sao mấy con gà này nó kỳ vậy. Nói trời nó bị tôi đó mày. Rồi bắt đầu mấy người dân miên người ta thấy gì, người ta lại nói con gà này nó bị tôi rồi, giờ để hay nó chết nguyên bầy. Ông nói thôi mà lấy ra cho dân ăn đi, cho dân mớ còn mớ. Ông lấy lại mấy thầy trò ăn. Nói vụ này con cũng không biết luôn. Mà gần một tháng trời như vậy, đi tới chỗ nào cũng vậy hết, thậm chí tới chó luôn. Tới chó luôn. Ông nói mày bắt con chó đực cái vô cho tao. Bắt vô cho ông vuốt ve cho chó ăn. Rồi ông lấy cái cầm ông băm ngay đỉnh đầu rồi nè. Ông làm vậy hoài. Mà nói đúng ra đó, bạch với thầy đâu có gì lắm, tụi con không có muối ăn. Lá tranh lợp nhà đó thầy biết rồi đó, chúng con đốt, đốt tới cái độ mà lá tro nó trắng tinh á, tụi con mới lấy ăn cơm. Còn mà có một cái hơi đen vô là ăn bị đứt ruột, ăn là đứt ruột đó. Rồi sau khi con phục viên về thì con cứ bị đau cái đầu đó hoài à. Tới khi con đi quy y, con có đi lại làm cái công tác Phật sự cũng như coi chỉnh âm thanh cho chùa. Rồi sư trụ trì nói, con cũng có kể tình trạng con vậy đó, thì sư nói thôi ông lên pháp lộ đi. Nói này con cũng ngu lắm, con cũng không biết cái vụ phát lộ là làm sao nữa. Nói chừng sư kêu con lên trước đại chúng, trước chư tăng để con nói ra hết. Thì vậy, tới ngày hôm nay á, là con giảm đi được phần nữa, nó đỡ được phần nữa. Nhưng mà cái tánh của con còn hay sân dữ lắm. Đừng ai nói chuyện là cái đầu con nó rần lên là con nổi cơn điên lên à. Mà cái bản chất của con là không phải vậy. Bản chất của con có nóng. Dạ. Thành thử ra do từ ở chỗ đó đó, thì con cũng có, sau khi con phát lộ xong tụi con có hồi hướng. Con xuống tóc 2 lần để con hồi hướng cho quan gia đó. À, tới ngày hôm nay á thì con cũng nói với thầy á, là con cứ nhìn con thấy một cái chuyện này mà con chưa có nói ra được, là ở gần tỉnh biên á, ở huyện Kỳ Trà Vong á, chỗ đó là khỉ á, như con nít vậy đó, bắt nó một lần đó hả, là thầy biết là một chuồng á, con khỉ á, nó lớn mỗi một con là 7-8 kg, 9-10 kg không á. Rồi vì cái tụi con không có đồ ăn á, làm đồ ăn
từ trung đội này làm vậy cái bắt đầu dây qua nó ăn. Ăn cái thằng này chữ kia, kia chữ nọ, cứ tưởng mình lấy ra ăn thôi. Nó chừng phát hiện ra cái con khỉ lại ăn, con nói con khỉ nó ăn chứ không phải tụi tao ăn. Bắt đầu xách súng nó đi bắn. Ở đây giờ ông xách súng đi với tôi, con cũng xách súng theo nữa. Nhưng mà con nói con khỉ này nó là con vật mà thấy nó dễ thương quá đi, chắc nó cũng đói. Mà không ngờ thằng bạn con á, nó bắn cái con khỉ. Mà thầy biết không, rồi con hối hận. Con mua con súng con hối hận, con không biết làm gì hết trơn á. Có một đứa con đèo bắn trúng vậy cái tim, rồi con khỉ con á quằng vô vai con khỉ mẹ, tự ở trên cây sao chót ở trên á, nó chìm xuống. Đến cây sao thứ hai con khỉ đực, nó mới phóng qua bệnh khỉ đực, nó mới ẩm con nó cho con khỉ đực. Rồi con khỉ đực le lưỡi liếm cái mặt đó, cái nó buồn xuống rớt nó chết. Rồi cái mấy đứa nó nói mày ăn đồ của tao phải không, giờ tao phải ăn thịt mày. Nó về nó kêu còn nó thôi tao không dám làm nữa, tao sợ lắm, cổ gà tao còn không dám cắt nữa, để tao làm. Chừng nó nấu nước sôi nó trụng, nói thiệt với thầy chứ con nít mới sanh ra làm sao con dòm con thấy trong mặt con ói hoài à. Rồi nó nói cái này không phải mình bắn mà bị mình đuổi nó đi thôi. Rồi nguyên một trung đội nó đói quá đói thì nó dành con khỉ nó ăn, con không có rớ vô tới cái miếng thịt đó, may là không rớ vô á. Vậy đó mà con cứ nằm con cứ thấy nó hoài. Dạ A Di Đà Phật, rồi thầy hiểu ý rồi, thầy nói chuyện cho nghe. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chú đã kể cho huynh đệ nghe. Huynh đệ thấy mình gián tiếp tạo nghiệp làm phương tiện cho người ta làm ác, mình phải chịu trách nhiệm. Nếu mà mình không xe cây câm á thì làm gì giết chó giết gà. Những cái đầu ông bị á, nếu thầy làm được liền tức thì, nhưng thầy làm á thầy là tự động lấy nghiệp của ổng. Quý đệ ngồi xuống đi. Dạ. Thầy làm hết liền. Nhưng nếu thầy làm vậy quan gia trái chủ nó không buông bỏ ổng. Ổng là nguyên nhân cho người ta phương tiện làm ác, lấy câm mài người ta đâm vô đầu để điểm huyệt á, rồi nó bị say. Là chính là đây là trực tiếp cho phương tiện làm ác. Cho nên tất cả đều phải bệnh, ông phải này bệnh, cái ông kia cũng bệnh mà bệnh khác. Ông này bệnh rồi bệnh khác, ông kia bệnh chết rồi phải không? Ừ. Thì cũng đâu có, nhân quả không bao giờ bỏ qua cho bất cứ một ai. Thì làm cái gì chịu cái đó. Nhưng mà phước là anh này biết tu cho nên anh chuyển nghiệp được. Bây giờ thầy chỉ cho huynh về tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho nhiều vô. Thì thất thì thôi không? Tụng đại bi xong đúng không? Đây là trả lời câu sau trước. Tụng đại bi xong, tụng Bát Nhã, tụng Yết Đế để giải trừ cái tâm chấp, xong tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho nhiều vô để giải cái tội sát sanh hay là gián tiếp hoặc trực tiếp sát sanh. Tụng xong tụng giải trừ quan gia trái chủ vãng sanh quyết định chân ngôn 49 lần. Tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho nhiều vô sám hối thì chắc chắn cái đầu sẽ hết. Một chút nữa thầy sẽ điểm vô đầu thì chú sẽ làm hết. Chú sẽ tánh sân hận chú bớt rất là nhiều. Sau khi tụng vãng sanh xong, tụng 21 lần thiện nữ thiên chú, tánh sân hận của chú sẽ hết. Trong vòng 49 ngày chắc chắn chú sẽ hết bệnh. Chúng thầy sẽ điểm cho chú A Di Đà Phật. Còn câu thứ hai, thứ nhất mà tụng đại bi, đại bi chính là nội công tâm pháp, bài đại bi chính là nội công tâm pháp. À, sau này trung đạo sẽ giảng cái bài là đại bi tam muội chân quả, trong đó có những hình ảnh trung đạo ở trần dưới trừ 5 độ C, trừ 10 độ C, ở trần đi bình thường, người ta đi chơi tuyết, người ta mặc đồ thì chơi tuyết tại cái đầu trọc ở trần trượt tuyết, mà đi trong trừ 5 độ quay phim bình thường. Thì thầy sẽ giảng cái bài đại bi tam muội chân quả. Đại bi chính là nội công tâm pháp. Nếu mình biết luyện thì chính biết luyện cho nên mới giải trừ tất cả những trược độc trược uế trong cơ thể ra. Mình tụng trược độc trược uế trong cơ thể ra hết thì mình sẽ sạch, gọi là thanh khí. Trược khí không còn thì thanh khí đầy rẫy. Thanh khí đầy rẫy thì thân thể không bệnh tật. Cho nên chúng ta tụng đại bi cũng vậy, tụng theo cái dĩa mà thầy tụng cho huynh đệ nghe là tụng thường thôi. Còn riêng trung đạo tụng cho bản thân mình, trung đạo đi mỏ rất là chậm, hít một hơi thiệt dài, tụng một hơi thiệt dài. Khi mình hít một hơi thiệt dài, 84,000 lỗ chân lông sẽ thở ra, là đồ dơ nó ra. Khi mình thở ra, mình đọc ra đó, thì 84,000 lỗ chân lông nó sẽ thấy thanh khí vào, cho nên gọi là tẩy trược lược thanh. Tụng đại bi là nội công tâm pháp cho nên phải tụng. Chúng đạo chỉ huynh đệ thôi, còn tụng nhanh cái tốc độ là bao nhiêu cứ làm, mà tụng phải hít sâu thở dài. Là chỉ bộ tụng thường thôi nha, cho huynh đệ nghe trước.
Nam mô Na 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 Ya Ya Nam mô A Di Đà Phật Ni Ni Ba Ra Ya O Di Ra Ba Ya Ma Ra Ba Ya Ma Ka Na Ni Ka Ya Ka Ba Na Ba Ya So Ra Na Na Ta Nam mô Tất Kỳ Lực Đó Y Mong A Di Đà Phật Lực Kiết Đế Đức Phật Ra. Đó là thường thôi. Giờ tụng trung đạo tụng để cho trung đạo cũng là nhịp này. Nam mô Na 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 Ya Ya Nam mô A Di Đà Phật Lực Kiết Đế Đức Phật Ra Ya Ma Ra Ba Ya Ma Ra Ba Ya Ma Ka Na Ya Ra Ba So Ra Na Ta Nam mô Tất Kỳ Lực Đó Y Mong A Di Đà Phật Lực Kiết Đế Đức Phật Ra Ya Ma Ra Ba Ya Ma Ka Na Ya Ra Ba So Ra Na Ta Nam mô Tất Kỳ Lực Đó Y Mong A Di Đà Phật Lực Kiết Đế Đức Phật Ra Ya Ma. Tốc độ như vậy mà rất là rõ ràng, từng chữ không mất chữ nào, nhưng mà cái hơi mình phải thật là sâu rồi tụng. Bà ra mùng đi về tân nắng nắng ra sao 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 A Di Đà Phật, nhớ không? Còn nếu tụng chúng, tụng chúng tụng đều thôi. Thiên độ thiên nhãn vô ngày này bi tâm đà na ni nam mô a di đà na na ra ya ya nam mô a di đà bà lo yên đền bà ya u đề na ba ya ma na na ba ya ma ca lo ni ca ya ta bằng ra phật giê xu đà na na nam mô tất cả lo đói mong a di đà bà lo yên đền bà ra lăng na ba nam mô na ra ang thi he ri ma bằng đa sa mê tăng ba ta đô yu bằng a thi yên tăng ba tăng đa nam ma ba ya ma phật đà đâu đà. Đó mình tụng chúng. Còn tụng riêng cho mình ở nhà là mình tụng tốc độ để mình lấy cái năng lượng, và tụng rõ, không được bỏ chữ, không được ăn gian, rõ không? Đó là cách luyện nội công tâm pháp. Cái hơi mình từ từ sẽ dài sẽ sâu, mà hơi dài sâu thì cái não mình có đủ dưỡng khí, mà cái đủ dưỡng khí rồi thì mặt mình sẽ sáng và đẹp. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi trung đạo sẽ đúc kết lại mấy phút hướng dẫn vấn đề tu như thế nào để chuyển nghiệp. Vấn đề nhớ không? Muốn chuyển nghiệp chúng ta phải sống với những đức tánh thật tốt lành của chư Phật, là sống khiêm nhường, sống kính trọng, sống yêu thương rộng lượng, từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng, tha thứ trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, trong từng hơi thở, biểu lộ những cái tánh tốt này từ 1 tới 5 năm sau, thì chúng ta chuyển nghiệp lực từ một cái nghiệp xấu nhất cho chuyển thành nghiệp tốt nhất trong cuộc đời tu học của mình. Trung đạo cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát mười phương luôn luôn gia hộ cho huynh đệ thân khỏe tâm an, trí tuệ sáng suốt, học đạo tinh tấn, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tụng đại bi để xóa cái nghiệp mình đã tạo tác, mình không phải xóa hẳn, nhưng mình sẽ làm hoán chuyển được cái nghiệp lực đó, thay vì nó đến thật là xấu, nó đến nhẹ hơn. Chúng ta miên mật nhiều nữa, mình tẩy trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng. Đó, công năng của đại bi là thế. Sau khi tụng thời kinh xong, ngồi nhắm mắt lại niệm Lục Tự Di Đà đúng nghĩa luôn, Nam Mô A Di Đà Phật, hít một hơi vào niệm Phật, thở ra niệm Phật, ít nhất phải 20 phút sau khi tụng kinh. Tuyệt đối không được đứng lên bỏ đi. Chúng ta tụng đại bi, thầy có nói rồi, chúng ta kính mời thỉnh chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát để chứng kiến sự tu tụng của mình. Mình đã mời các vị xuống xong, tụng xong đại bi chưa có gì hết, sách đích bỏ đi là mang cái tội đại bất kính. Mà ngày nào cũng vậy là đừng có hòng có sự gia hộ. Chúng ta phải ngồi lại ít nhất 20 phút để niệm Phật cho an lành lại, cái tánh mình nó an dịu lại, cái tâm mình nó bình tĩnh lại, cái trí mình nó định lại, thì tự nhiên nghiệp lực mình sẽ giảm đi. Mình phải ngưng tạo tác trong ngày hôm nay thì nghiệp lực của ngày hôm qua nó mới giảm đi, rồi nghiệp lực ngày mai sẽ tốt lành hơn. Trung đạo nói như vậy huynh đệ sẽ rõ ràng hơn, rất là dễ hiểu. Bây giờ luật nhân quả huynh đệ biết rồi, quả báo là không sai trật với ai hết, và không bao giờ tha thứ cho ai. Đừng có tưởng hối lộ được, không có đâu. Mình làm cái gì mình phải chịu trách nhiệm. Mình là cha đẻ của nghịch cảnh, thuận cảnh, nghịch duyên, thuận duyên, tốt và xấu. Mình là cha đẻ của tất cả những gì trở lại với mình. Đừng có hòng mà tránh né, không bao giờ tránh né được. Luật bất di bất dịch của vũ trụ gọi là luật nhân quả.
Chúng ta làm ra phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi chúng ta biết ngồi xuống tu, chúng ta sẽ chuyển hóa được cái luật này bằng cách là sẽ không đến như mình đã tạo tác, nhưng sẽ giảm đi rất là nhiều. Thí dụ đụng cái rầm là gãy 3-4 cái xương sườn đằng này, trầy da thôi. Đó là chuyển nghiệp đó. Nên chúng ta ngồi xuống tu, tu cho miệt mài, cho dù 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ cũng vậy, hết lòng trong đó đi, lúc đó cái tu mình mới được tính. Đó. Còn nếu mà tụng cho hết thời, đừng tụng, mất công lắm, phí thời gian. Tại vì chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát không bao giờ kêu chúng ta trả nợ. Thì mắc chứng gì ngồi xuống rồi trả nợ? Ở trong đây ai bị ép buộc tu giơ tay lên. Ai bị ép tu, ai bị dí dao vô cổ bắt ngồi xuống tu giơ tay lên. Tức là mình tình nguyện đúng không? Hả? Tình nguyện phải được vui mới làm chứ. Đã tình nguyện thì mới vui, vui làm thì có kết quả. Còn ngồi xuống mà tụng mà nhăn nhăn, đừng có hòng. Ông thấy cái mặt mình là ông không dám lại gần rồi. Tu mà mếu máu, nhăn nhó, bệnh tật, làm sao dám lại gần để độ. Vui vẻ để được tụng, vui vẻ để được niệm Phật. Nhờ cái an lạc hạnh phúc, niệm Phật tụng kinh đó, chúng ta mới tiếp nhận được cái kết quả lợi lạc như mong muốn. Những gì các con nguyện cầu đều sẽ được như ý. Nếu con trì tụng đại bi và niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ấy. Nếu lời cầu nguyện của các con không tụ thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đó là lời nguyện của mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Trung đạo là người dựa vào lời nguyện này làm hết mình thì Ngài phải đáp ứng thôi, vì Ngài không bao giờ nói ngoa. Cho nên thầy hỏi là có, hỏi là có, không có thầy dãy đạch đạch như con nít vậy đó, lúc đó kiếm chuyện đó. Thầy khóc thầy la là tại sao nói mà không làm, mà bắt người ta làm cho đã, bây giờ không chịu làm, đúng không? Mình có quyền đòi hỏi, mình có quyền nói nếu mà không thực hiện theo lời nguyện, bởi vì mình là con của Ngài mà. Mẹ kêu sao con làm vậy. Bây giờ thầy hỏi huynh đệ, một đứa con ngoan làm tất cả những bổn phận của mình, mẹ thương không, cha thương không? Quá thương luôn. Thì nó đòi gì có cho không? Cho hết. Cái thằng nghịch tử mà còn phải đưa gia tài cho nó, không chi thằng con có hiếu, phải không? Nó cờ bạc nhậu nhẹt rượu chè, hết gia tài phải bán đất cho nó không thôi, quý tử nó giận mình khổ làm sao. Hồi nhỏ mình thương nó quá, mình chiều nó quá, mình giết chết ông Phật của nó. Bây giờ cái thằng tôi nó khổng lồ, hồi nhỏ là quý tử, lớn lên thành quái tử rồi. Bây giờ nó quậy tan nát lối xóm hết đó. Lỗi của cha mẹ đi giết chết Phật tánh của con cái mình đó. Có nhớ không? Nhớ thầy nói gì không? Thương nó quá rồi, chiều nó quá rồi, cái tôi nó dần dần lớn, ông Phật nó nhỏ xíu à. Khi mà nó già, nó cứng đầu cứng cổ rồi, thì cái tôi nó cũng cứng nhắc luôn. Ông Phật nó không có cơ hội ngồi dậy để dạy dỗ nó, cho nên nó phá tan nát cuộc đời của nó. Bởi vì cha mẹ đã thương yêu quá độ, làm cho thằng con mình nó không còn cái tánh Phật, mà cái tánh tôi nó khổng lồ, phàm phu tục tử, thành ra chết Phật tánh của nó rồi. Lỗi của cha mẹ hết á, nhớ chưa? Đừng có nói tại sao tôi khổ với thằng con ba mấy bốn chục tuổi, ba mấy bốn chục tuổi vẫn còn nấu cơm, dọn lên cho nó ăn, rồi giặt quần áo cho nó mà ngồi đó. Hỏi con bà bao nhiêu, nói dạ mới có 36 tuổi. Ủa, mới 36 hả? Mà còn dọn cơm giặt quần áo cho nó đó, thấy chưa? Làm thằng nhỏ mất đi cái tánh của đàn ông, mất đi cái bổn phận làm con, mất đi bổn phận làm chồng, có vợ đẻ con để mẹ nuôi luôn, nó trở thành nghịch tử rồi đó, đâu phải là quý tử nữa đâu. Lỗi chúng ta là làm cho con mình mất đi cái Phật tánh, làm cho cái bản tánh phàm phu tục tử, cái tôi, cái ngã nó khổng lồ lên, cho nên nó làm khổ mình bây giờ. Bây giờ nó 100 tuổi mình còn sống, mình còn khổ gì nó, đúng không? Cho nên mình phải huấn luyện nó ngay từ lúc nhỏ, biết làm cho người khác an lành hạnh phúc. Mình giúp nó phát triển như vậy thì lớn lên á, Phật tánh nó phát triển rất là lớn rộng, cái tôi phàm phu tục tử nó dần dần sẽ chết. Là chúng ta đang giúp cho cái xã hội, đất nước của mình phát triển tốt lành hơn, đời sống tâm linh cao đẹp hơn. Có phải vậy không? Chúng ta sản xuất ra một minh quân, sản xuất ra một ông thầy giỏi, một ông thầy thông minh, ông thầy đạo đức, đạo hạnh cao, thì mình đang giúp cho dân tộc của mình đó. Đúng chưa? Còn mình sản xuất một thằng con thiệt là hại đất, hại nước, hại làng xóm, hại bà con, không lợi lạc cho ai, không lợi lạc cho bản thân nó. Mình là thủ phạm đó, chứ không ai hết trơn á. Đừng có nói là ông thầy nói quá đáng, mình là thủ phạm giết chết con của mình đó, chứ không ai cả. Rõ không? Đồng ý không? Ma Di Đà Phật. Chúng ta không những tạo nghiệp cho bản thân mình rồi, mình tạo cho thằng con mình, tạo tác nghiệp cho mẹ con, xuống cùng xuống nhau tạo tác nghiệp ác, không cho nên khổ hoài, bắt đầu than thở. Sao than được? Mình là chủ nhân của mọi thứ, sao mình than?
thay vì mình làm những điều như vậy đó, bây giờ quay ngược lại, làm ngược chiều lại đi, tạo ra một đứa con an lành, tốt lành cho đất nước, cho xã hội, mình hạnh phúc, nó hạnh phúc, bà con lối xóm hạnh phúc, thiệt sự là phước đức. Bây giờ biết cách chuyển nghiệp rồi phải không? Ngồi cho mình một khoảng cách thiêng liêng nhất, tụng miên mật, niệm Phật, an lành hạnh phúc, tụng kinh chú để giải trừ bệnh tật, nghiệp chướng, quan gia, trái chủ, niệm Phật để được an lành hạnh phúc. Hai cái này gồm lại mới đủ công phu. Còn nếu tụng kinh xong mà bỏ đi, không chịu niệm Phật là công phu không tròn đủ, thì đời sống tâm linh cũng không có mạnh mẽ được, không có đủ sức để chuyển nghiệp lực được. Dễ hiểu không? Có cần nói chậm lại không? Thực sự tu rất là dễ, chỉ cần mình thúc đẩy mình thôi. Chẳng hạn 4 giờ sáng tự nhiên ai nó nắm tóc giật, nắm tay kéo là ngồi dậy làm công phu liền tức thì, bởi có người nhắc nhở đi cùng tu với mình. Huynh đệ đừng có tưởng là mình tu một mình, không có đâu. Huynh đệ vừa ngồi xuống gõ chuông thỉnh mỏ gái là rồi, ít nhất cũng vài 30 người chung quanh mình ngồi xuống để lắng nghe mình tu một thời. Thiệt sự cái thời gian này rất là linh thiêng. Nếu huynh đệ tu hết lòng đi, những huynh đệ chung quanh nó lợi lạc vô cùng, chưa kể chư thiên đứng bên cạnh. Đừng có tưởng mình tu mình, không có đâu, không bao giờ một mình đâu. Trong này đã có một ông chờ sẵn, bên cạnh có những ông khác ngồi nghe. Có lần trung đạo đi trị bệnh, về trị bệnh nhiều năm nhiều tháng, về tới ngâm nước để xả độc á, ngâm muối rồi đổ nước nóng vô, nằm trong đây rồi niệm Phật, rồi xả những cái trược mình đã tiếp nhận của huynh đệ bệnh tật, bệnh tật của huynh đệ mình, nằm cái tự nhiên khóc ngon lành. Thấy mình đi đâu cũng có người, về tới cái chùa mình thì một thân một mình nằm trong cái bồn nước, rồi thấy đơn độc. Cái cảm xúc của một con người bình thường thì cảm thấy buồn, là không chung quanh không có ai không để nói chuyện tâm sự vui giỡn, nói chuyện này nọ, thì tự nhiên chảy nước mắt rồi khóc, cảm thấy mình đơn độc. Tự nhiên mình nghe nói khóc cái gì, trong con có ta mà, còn có một người với con mà, khóc cái gì. Mình mới giật mình, nói, ồ thì ra ổng luôn luôn ở với mình, nhưng mà mình không có ý thức được như vậy, chứ mình cảm thấy đơn độc. Từ đó đi hết thấy đơn độc, biết rằng là luôn luôn có ổng bên cạnh trong này luôn. Ông nào vậy? Ông Phật của mình đó. Lúc đó ông thức dậy rồi. Khóc cái gì? Trong ta, trong con có ta mà. Rồi chuẩn bị đi Ấn Độ nữa chứ, tụng kinh miên mật để được đi về đất Phật. Hỏi đi đâu vậy? Nói đi về Ấn Độ, về đất Phật. Nói đi đâu? Mày đi tao đi, mày đứng tao đứng, mày nằm tao nằm, mày ngồi tao ngồi. Đi đâu? Ông nào đi với mình? Ông nào đứng với mình? Ông nào ăn với mình? Ông Phật của mình đó. Thấy chưa, khi con phóng tâm ra ngoài kiếm một ông Phật không thực thể, không hiện hữu, thì con đã rời xa ông Phật tại tâm của chính mình rồi. Mình bỏ rơi ông Phật ở trong người của mình, thấy không? Cho nên chúng ta quay trở lại bản thể này, gọi là quay ngược trở vô trong mình, nhìn lại ông Phật của mình rồi tiếp nhận đây là người từng sống với mình, coi người này sống chung với mình cả đời này sang đời nọ, cùng với người này tu để chuyển hóa nghiệp lực. Đồng thời chúng ta độ tất cả những huynh đệ chung quanh cùng tiến hóa với mình để tạo âm đức trong việc chuyển nghiệp. Thấy lợi lạc vô cùng chưa? Nếu huynh đệ hiểu được như vậy thì huynh đệ rất là vui vẻ, hạnh phúc để được tu. Chúng ta chuyển hóa nghiệp lực của mình trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Cái nghiệp ngày mai của mình là Phật. Bây giờ tại sao chúng ta không còn nghiệp? Kể từ ngày hôm nay tới đây, trung đạo nói không cần nghiệp, huynh đệ cũng không tin. Những huynh đệ cứ tu thử đi, huynh đệ sẽ thấy được cái lời trung đạo nói. Huynh đệ đã hiểu rồi, luật nhân quả không tha thứ cho bất cứ một ai, đúng không? Bây giờ trong lòng huynh đệ có Phật, trong miệng mình nói Phật, trong đầu nghĩ Phật, con mắt mình nhìn thấy Phật, trước mặt là Phật, sau lưng là Phật, hai vai là Phật, trong tim có Phật, tất cả từ hơi thở ra vào đều nghĩ tưởng nói tới Phật. Mình cứ thải hết ra, tận cùng ra Phật, Phật, Phật. Quả báo trở về là gì? Là gì? Là Phật. Thì còn gọi là nghiệp không? Phật là không còn nghiệp. Chính vì chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống trong điều này, rồi biểu lộ cái điều này, chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn, là nghiệp chúng ta sẽ mất. Không những chuyển mà còn hết nghiệp. Bởi chúng ta chỉ có Phật ngự trị thôi. Trong mắt mình nhìn thấy Phật, huynh đệ là Phật. Bây giờ huynh đệ chưa thấy Phật huynh đệ, nhưng trung đạo nghĩ huynh đệ có Phật trong lòng. Phật sẽ thành, đang ngồi trước mặt trung đạo.
Trong đạo cúi đầu chào huynh đệ với cái tấm lòng kính trọng và khiêm nhường, bởi biết rằng một ngày nào đó lên kia nó ngồi mình lại thấy bà cố nội luôn đó, mình cũng kêu bằng Phật, phải không? Tất cả chúng ta là Phật sẽ thành đó. Chúng ta phải biết quý trọng cái thân này, giúp đỡ cái thân này sạch, khỏe, mạnh, sáng. Cái thân này khỏe, mạnh, sáng thì ông Phật có chỗ ở sạch sẽ, mạnh mẽ. Còn nếu cái thân này sức cùi gãy gọng thì khó tu ghê lắm, bởi ông Phật không có chỗ ở. Rõ không? Rõ chưa? Trung đạo mới đánh thức huynh đệ. Huynh đệ phải nhìn lại tại sao chúng ta bị khiếm khuyết, không đủ sức khỏe, mọi thứ nó trầy trật, con đường đi mình không có sáng. Hả, buồn phiền nhiều quá, nhất là đàn bà. Trung đạo học về y khoa rất là kỹ, trung đạo không phải là bác sĩ nha, không phải là thầy thuốc vậy đó. Học về cơ thể học rất là rõ ràng. Người đàn bà, cái ngực là nơi xúc cảm lớn nhất. Trung đạo tìm hiểu rất là kỹ. Khi người đàn bà sanh đẻ, huynh đệ đừng có tưởng rằng khi mình sanh là đau bụng rặn đẻ, không có như vậy đâu. Lúc sinh huynh đệ bắt đầu đau bụng thì trên đầu huynh đệ đã có một vị ngồi sẵn để tay lên đầu, hai vị thiện đần đứng hai bên, để chi đứa nhỏ ra đời thì các ngài mới đưa cái linh hồn vào đứa bé đó để nó trở thành một người tốt lành, mạnh khỏe, đâu ra đó nó không có điên khùng bậy bạ, rõ không? Thì đây huynh đệ đừng nghĩ rằng mình đẻ một mình, không có. Bởi vì đứa nhỏ ra đời rất là quan trọng. Đứa nhỏ này có thể trở thành một minh sư, một minh quân, một người tài giỏi cho đất nước, cho bà con lối xóm. Cho nên các ngài rất là trân trọng việc quý vị sinh đẻ ra một đứa đẻ rất là tốt lành. Ghê chưa? Huynh đệ không bao giờ. Nhưng mà đặc biệt khi sanh xong đứa nhỏ thì người đàn bà sẽ có sữa cho con bú. Giữa người đàn bà và đứa nhỏ nó có một cái nhịp cầu, nó gọi là thần giao cách cảm rất là mạnh. Bởi vì đứa nhỏ ở trong bụng mình tới 9 tháng 10 ngày, nó nằm trong cái bầu bụng của mẹ. Hàng ngày mẹ thở nó thở, người mẹ ăn nó ăn, người mẹ ngủ nó ngủ, người mẹ nghỉ nó nghỉ, mẹ làm nó làm. Hả, nó bậy nó nghe, lớn lên nó giống mình là vậy, đừng có trách tại sao nó xấu giống mình quá, đúng không? Thành ra khi giữa mình với nó, mà đặc biệt mình mệt cỡ nào, ngủ mê cỡ nào, mà đứa nhỏ nó ẹn cái mình thức liền. Tại sao vậy? Bởi vì cái tế bào nhũ, tức là sữa trong ngực người đàn bà, là những nhịp cầu. Khi mà đứa nhỏ nó ẹ thì tế bào sữa nó làm cho mình đau, nó đưa lên cái não, mình phải thức. Nó hay đến mức như vậy. Cái âm thanh đứa nhỏ nó ẹ cái làm rung động cái ngực, rung động cái đầu, người mẹ thức dậy cho con bú. Hay chưa? Mà huynh đệ không có hề biết cái tâm linh. Nhưng mà mình nhìn vô khía cạnh tâm linh, mình thấy sự thiêng liêng nằm trong giữa người mẹ và đứa bé là thần giao cách cảm. Cho nên người đàn bà cái xúc cảm rất là lớn. Hả, mà yếu lòng quá, buồn phiền đau khổ mà cứ giữ trong bụng này hoài, cái ngực nó sẽ có cục, nhớ không? Còn người nào ông buồn phiền đau khổ quá độ mà không nói ra được, mà giận hờn hoài sẽ bị tai biến. Thành ra phải cẩn thận. Hả, buồn ngồi xuống niệm Phật để đừng buồn. Hả, đau khổ niệm Phật để đừng đau khổ. Mình thấy người ta làm mình đau khổ, nguyện đời này được không làm ai đau khổ hết. Người thấy người ta ghen tị, ghen tuông với mình quá, nguyện đời này không ganh tị, ghen tuông với ai hết. Bởi vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp là thế. Người ta làm, mình thấy mình đừng làm. Người ta làm xấu với ba tánh sanh, mình nguyện không làm xấu ba tánh chúng sanh. Người ta hận thù ganh ghét với mình, nguyện không hận thù ganh ghét với ai. Đó mới thực sự là một người đang biểu lộ Phật Pháp trong thế gian Pháp. Còn nếu người ta làm mình trả thù lại, thì mình với nó cũng thứ xuống địa ngục hết à. Thấy chưa? Nếu mình lặp lại những gì người ta lặp lại với mình thì mình là tiểu nhân. Mà người tu theo Phật Pháp là quân tử chứ không tiểu nhân. Không thèm trả thù, không cần. Mình thấy làm xấu, đời này sẽ không làm xấu. Cho nên trong đạo nói, đã đau khổ rồi, nguyện sẽ không làm cho ai đau khổ hết. Đã bị hận thù rồi, nguyện đời này không làm cho ai hận thù và không hận thù ai cả. Mới gọi là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Bây giờ hiểu rõ Phật Pháp bất ly thế gian Pháp chưa? Bây giờ học là tốt rồi đó, học là giỏi rồi đó. Bây giờ đã hiểu rồi thì làm rất là dễ, rõ không? Cái gì đó Phật. Tu chuyển nghiệp thực sự rất là dễ, mà có điều kiện cần thiết để giúp chúng ta tu chuyển nghiệp là khi ngồi xuống tu, là cho dù ít hay nhiều cũng bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh trong đó, thì việc tu mình mới có giá trị như mong muốn. Chúng ta muốn cầu điều gì, chúng ta phải bỏ tấm lòng ra. Việt Nam mình nói là học thuộc lòng,
đúng không? Nếu làm không có tấm lòng thì không thể nào được như ý. Không bao giờ nói là học thuộc đầu, học thuộc não, không có đâu. Học thuộc tấm lòng. Còn người Mỹ nói là học bằng con tim. Cho nên con tim là tất cả. Người Tàu dùng chữ tâm, Mỹ dùng chữ tim, Việt Nam dùng tấm lòng. Cho nên tấm lòng bự hơn cái tim. Tấm lòng người Việt Nam rất là to, to ghê lắm. Cho nên chúng ta phải dụng lòng, dụng tâm, dụng trí tuệ trong lúc tu luyện, thì chúng ta mới có cơ hội chuyển được nghiệp lực mình đã tạo tác trong quá khứ. Rõ không? Thí dụ bây giờ tụng, ví dụ anh đệ tụng 108 biến đại bi đi, để cầu mong mình chuyển nghiệp. Nhưng mình tụng cho cái số lượng mà cứ tính cho xong để mình đứng dậy á, là không bao giờ có kết quả. Chẳng hạn tụng 21 biến mà biến nào cũng sống trong cái biến mình tụng á, sống trong nó, sống trong nó, sống trong nó, thì chắc chắn lời nguyện cầu mình sẽ được như ý. Bởi vì mình sống trong cái niệm, sống trong cái tụng thì kết quả mới mỹ mãn được. Còn tụng một số 108 biến cho nó lẹ ra xong không được gì đâu, chỉ mỏi miệng thôi à, cùng lắm thì gãi ngứa vậy thôi. Còn mình tụng cả tấm lòng ha, những người xung quanh này hưởng đủ hết, nó hay lắm. Mình hít một hơi thiệt dài, tụng một hơi thiệt dài, lỗ chân lông mình nó quan điểm nó sẽ đưa ra lỗ chân lông bên cạnh, nó hút vô cái nó rõ lên, nó mạnh lên, rồi từ từ nó siêu. Đó là âm đức vô cùng tận, đạo hạnh cao vô cùng. Chúng ta càng tu tụng, huynh đệ chung quanh càng siêu nhiều chừng nào, âm đức mình càng rộng lớn chừng đó, đạo hạnh mình mới cao dày được. Bởi chúng ta không hiểu biết, chúng ta không có làm tới nơi tới chốn. Nhưng việc tu học chúng ta nó trì trệ là vậy đó. Và chúng ta bê bối chừng nào á, bên cạnh nó càng buông nhiều chừng đó, chư thiên chư Phật bên cạnh không hộ trì mình được, bởi vì mình bê bối quá. Cái nhà mình không sạch, cái nhà mình lúc nào cũng đóng cửa, không chịu mở tấm lòng ra thì các ngài không đổ quà vào được. Cho nên người tu học, tu Phật để mở tấm lòng ra, mở trí tuệ ra thì chư Phật mới đổ những cái ân điển vào chúng ta để giúp chúng ta tiến hóa, giải trừ bệnh tật, nghiệp chướng và hoán chuyển nghiệp lực của mình. Dễ không? Hiểu được thì dễ vô cùng luôn á. Làm thử đi xem, trong 100 ngày thôi, không có nhiều. 100 ngày cuộc đời thay đổi liền. 100 ngày sau là mặt đẹp liền. Rõ ràng như vậy luôn á. Thử đi. Thử mấy, thôi làm chứ đừng có thử. Làm thiệt luôn đi. Làm thiệt luôn dạ. Lợi cho mình đâu phải cho thầy đâu, đâu phải cho chùa, cho Phật. Lợi cho mình, lợi cho con cái, lợi cho gia đình. Chắc chắn là lợi. Bởi vì Ngài đã nguyện rồi là Ngài sẽ thực hiện cái lời nguyện của Ngài, mà không nói ngoa điêu một lời nào hết. Làm không? A Di Đà Phật. Nói thì nhớ đó. Tất cả chúng ta đều có khả năng tu học giống nhau, nhưng chúng ta không chịu làm thôi. Nếu chúng ta khai thác cái khả năng này nó phát triển đến tột đỉnh, thì chúng ta đạt tới mức khả năng mình tới tột đỉnh, thì mình có cơ hội tiếp nhận quyền năng của chư Phật. Cho nên chúng ta phải ngồi xuống tu tụng để phát triển khả năng tâm linh mình đến tột đỉnh, thì lúc đó mình mới được chư Phật ban ân điển. Còn có nghĩa là mình tiếp nhận quyền năng của các ngài để làm phương tiện độ sinh, làm phương tiện độ linh. Độ sinh là làm việc cho huynh đệ sống, độ linh là những phần chưa siêu. Nên chúng ta có khả năng tiếp nhận quyền năng của chư Phật, với điều kiện là ngồi xuống phải làm cho ra trò. Còn không thôi, chúng ta không có đủ khả năng để tiếp nhận sự ban ân điển của các ngài, chúng ta để xuống cái chúng ta ngủ gục liền tức thì. Ngồi xuống gõ gõ cái ngủ ngáp rồi, bởi chúng ta không đủ lực để nhận đó. Có phải vậy không? Tụng cái lời rồi xong, lại một giấc đã đời. Lại một giấc, lại một lại là 30 phút á. Có ai lại 30 phút một lại chưa? Có ai chưa? Vậy là giỏi đó. Đệ tử thầy nó giỏi lắm, nó lại một cái là 30 phút. Nghe, từ khi nó lại xuống rồi nó ngóc lên là 30 phút một lại. Ghê chưa? Nó 30 phút à. Lại một giấc đã đời. Mà nó thấy nó chổng khu nó ngủ nữa chứ. Cái thương không? Mà nó nói là con làm liên tục một tháng luôn, có khi 10 phút, có khi 5 phút, mà con lại cái là con chổng khu ngủ luôn à. Nó không đủ lực thì tiếp nhận, thành ra cái ngày để xỉu luôn. Đó. Tu khù lù khù lù khù. Tu mà nửa tu nửa không, thành ra quốc phát ngủm liền rồi mất công. Những lúc chúng ta tụng cả lâm hay ngáp lên ngáp xuống là biết lúc đó mình bê bối đó. Nhưng ông đừng có đổ thừa, hôm nay sao tôi mệt. Không phải tôi bên huynh đệ đông quá, nó ngồi gần mình quá, mình không đủ lực giúp người ta cho nên mình ngáp, mình mệt là lý do đó. Chứ mình cố gắng mình sám hối cho nhiều vô, tụng cho mạnh mẽ vô để giúp huynh đệ đó. Nhớ không?
nó khỏe mình khỏe, mà mình yêu bê bối quá nó hút mình yếu. Họ cần sự giúp đỡ chúng ta, họ rất là cần sự quan tâm của mình. Cho nên Phật tổ ngài nói rất là dễ thương, chỉ có 5 phút thôi, nghĩ tưởng tình yêu thiêng liêng có 5 phút thôi, ban rải tình yêu thiêng liêng đó lòng đại từ đại bi á ra cho huynh đệ chung quanh. Khi mà con ban phát lòng đại từ đại bi ra cõi ta bà, con giúp đỡ rất là nhiều linh hồn trong cảnh giới này đó. Chỉ có 5 phút thôi, hỏi lại mình coi mình làm được 5 phút chưa. Chưa bao giờ biết làm được 5 phút cho huynh đệ của mình. Vì chúng ta ngồi xuống tụng 1 tiếng đồng hồ, trong 1 tiếng đó mình ban rải lòng đại từ đại bi cho những huynh đệ âm linh chưa siêu thì phước đức vô lượng. Một ngày ngài chỉ hỏi mình có 5 phút thôi, này mình cho cả tiếng đồng hồ, hỏi coi phước đức cỡ nào. Lúc đó mình sẽ có đủ khả năng tiếp nhận quyền năng của chư Phật ban cho mình. Là vậy đó. Rõ không? Dễ quá ha. Ừ, rất là dễ. Thực sự á, nếu mà huynh đệ mà tiếp nhận sự chia sẻ của trung đạo mà cùng tu rồi, chúng ta tiến hóa lẹ ghê lắm. Thì sao quay trở lại huynh đệ đẹp hơn, quay lại đẹp hơn, đẹp hơn. Đó là món quà cho trung đạo á. Còn tuần sau quay lại mặt thấy mà ớn thôi thì đau khổ vô cùng. Lời nói mình như là mây trôi gió thoảng vậy. Không tồn động lại chút nào. Nghe vỗ tay rầm rầm rầm, bước ra kia giáp cục đá quên hết. Đúng không? Thiệt sự là uổng công ngồi đây nghe. Sự chia sẻ rất là quan trọng. Trung đạo lặp đi lặp lại nhiều điểm cần thiết để huynh đệ nhớ. Mà chúng ta ngộ cái là trung đạo có viết câu là tánh xấu dễ thu thập, tánh tốt khó tu tập. Hả, xấu quẹt qua cái dính liền. Còn tốt lặp đi lặp lại hoài, cái vừa làm tốt được vài ba bữa cái thằng kia nó chọt vô cái xấu liền tức thì. Thấy không? Thì chúng ta phải có định lực trong cái biểu lộ của mình. Nếu mình đã biểu lộ cái tánh tốt rồi là cứ năng nổ làm bài đó thành một cái tính huân tập. Mà huân tập tốt nhiều năm quá, tự nhiên những cái xấu nó biến mất mà mình không hay biết. Đó là chuyển nghiệp đó. Bây giờ cái cách đơn giản nhất nào chia sẻ vấn đề, tập tánh khiêm nhường. Khiêm nhường thiệt là khiêm nhường. Như thường bất khinh Bồ Tát, thấy không? Gặp ai cũng cúi đầu, nhớ không? Anh sẽ thành Phật, huynh sẽ thành Phật, bác sẽ thành Phật, chú thành Phật. Ngài cúi đầu. Nhờ cúi đầu mới biểu lộ được cái tánh khiêm nhường. Nhờ khiêm nhường cho nên không có tánh tự cao tự đại, cao ngạo, kiêu ngạo, kiêu hãnh, hãnh diện. Nhờ không có tánh này cho nên mình còn có cơ hội học hỏi. Nhờ biết khiêm nhường cho nên còn có con đường trở về với chư Phật. Các ngài mong muốn tất cả chúng ta biểu lộ cái tánh khiêm nhường trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Cho dù cơ cực cỡ nào cũng phải biết khiêm nhường. Đó là cái sự mong cầu của các ngài đó. Vậy các ngài nói á, tự cao, tự đại, hãnh diện sẽ không bao giờ học được điều gì cả. Chỉ có lòng khiêm nhường tuyệt đối mới tiếp nhận được chân lý của chư Phật mà thôi. Bây giờ thí dụ, huynh đây học được cái pháp nào đó, đúng không? Rất là giỏi tới bậc đó luôn, nhìn thấy sự việc mọi thứ rất là hay trước con mắt mình, rồi mình chấp nhận nó luôn, mình sống trong nó, rồi những người khác mình coi không ra gì hết, là huynh tới đó luôn, chứ huynh không hơn được nữa, mà mình đã tự đóng cửa mình rồi. Nhưng nếu huynh đã học tới mức đó, huynh càng lúc càng thương yêu bá tánh nhiều nhiều nhiều, càng khiêm tốn càng tốt, quyền tiến hóa nữa, tiến hóa nữa, bởi vì mình mở cửa cho chính mình. Khi chúng ta biểu lộ cái tánh tự cao tự đại coi thường bá tánh chúng sanh là chúng ta tự lập cái hàng rào kiên cố nhất mà không có cái gì len lỏi vào được, là chúng ta đã chặn đứng con đường trở về với chư Phật rồi đó. Và nếu chúng ta mở tấm lòng rộng lớn, trí tuệ rộng lớn ra để thương yêu bá tánh chúng sanh, biểu lộ tánh khiêm nhường, còn có nghĩa là huynh đệ đã mở rộng cánh cửa tâm hồn mình ra để chư Phật đổ những ân điển, những quyền năng, sự dạy dỗ các ngài vào chúng ta, để chúng ta học hoài không bao giờ hết. Và chúng ta càng khiêm nhường, chúng ta càng có nhiều cơ hội gần gũi chư Phật. Bây giờ huynh đệ muốn tự cao tự đại hay khiêm nhường là tự quyết định đó nha. Tự cao hay là khiêm nhường? Mà Di Đà Phật còn có cơ hội trở về với Phật. Mình tu càng hiền, càng tu càng thương yêu bá tánh, càng tu càng đại từ đại bi là chúng ta vào chánh pháp. Nhớ chưa? Đừng quên câu này. Càng tu càng thương yêu huynh đệ bá tánh chúng sanh, càng kính trọng sự sống chung quanh chúng mình, càng yêu thương mọi người, muốn giúp đỡ mọi người, cho dù mình nghèo cũng muốn giúp đỡ người ta, là biết rằng mình đã vào chánh pháp. Còn mình tu được vài ba năm, vài ba tháng, thấy mình giỏi, mình hay, mình tụng phúc va ro như uống nước cháo nguội, tụng liền 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 mà không hiểu gì hết, mà tánh càng ngày càng dữ dằn,
càng coi mình trên mọi người là biết mình đã lọt vào tà pháp rồi. Tà pháp, chánh pháp cũng do chính mình quyết định thôi, đúng không? Bây giờ nếu muốn tà pháp thì cái tôi phàm phu tục tử mình nó rất là lớn. Hãy cái tôi mình lớn là nó đưa mình vào địa ngục là tà pháp. Còn cái tôi mình càng nhỏ, ông Phật mình càng lớn, càng từ bi bác ái, mình vào chánh pháp đó. Bây giờ rõ chánh pháp, tà pháp chưa? Rõ không? Dễ quá ha. À, dễ quá. Không nghĩa là ông tu vậy là ông lọt vào, không phải đâu. Nó tu nhỏ nhỏ nhưng mà nó yêu thương bá tánh lớn là cái chuyện mới là quan trọng. Còn mình tu cái dày dày, mình càng ngày mình càng tự cao mới là kinh khủng. Nguy hiểm ghê lắm á. Thấy không? Thì chúng ta cứ để ý đi, kể nó tu chút chút được rồi. Nhưng mà cái tính yêu thương càng lớn, càng khiêm nhường, càng kính trọng mới là quan trọng. Cho nên đầu tiên là biết khiêm nhường với tất cả mọi người xung quanh. Khi mà mình khiêm nhường tuyệt đối, tự nhiên mình sanh lòng kính trọng. Mà kính trọng tất cả lớn nhỏ xung quanh giống như nhau, mình sẽ sanh lòng yêu thương bình đẳng, yêu thương mọi người giống như nhau, không phân biệt, mới là Bồ Tát tại thế gian đó. Bây giờ Bồ Tát là tình yêu đồng đẳng, không phân biệt, không kỳ thị, không cao không thấp, không lớn không nhỏ, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Nếu chúng ta có một tình yêu này, chúng ta chính là Bồ Tát đó. Mà khi chúng ta có cái tánh hạnh Bồ Tát rồi, thì giữa mình và người Phật có một cái nhịp cầu nối liền, đó là cái Bồ Tát hạnh. Bồ Tát là nhịp cầu nối liền giữa người với Phật, hay mình gọi là tròn nhân đạo. Nhân đạo chính là nhịp cầu nối liền giữa mình với Phật. Nhân đạo tròn thì Bồ Tát hạnh có. Bồ Tát hạnh có thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón chúng ta. Đó gọi là chánh pháp đó, A Di Đà Phật. Yeah. Chúng ta tập đi tập lại những tánh tốt để chúng ta gọi là cái huân tập tốt. Chúng ta tập khiêm nhường, biểu lộ cái tánh khiêm nhường, gặp huynh đệ cười vui cúi đầu chào, tập kính trọng huynh đệ, gặp kính trọng sự sống xung quanh, tập yêu thương rộng lượng, tập từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ. Nhớ những tánh này không? Khiêm nhường, kính trọng, yêu thương rộng lượng, từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ. Tập đi tập lại những đức tính này từ 1 tới 5 năm sau, những đức tính này sẽ ăn nhập với mình. Thì lúc đó mình có tạo nghiệp nó không? Tất cả là nghiệp lành hết. Đây là chuyển nghiệp nè. Các ngài nói rất là dễ thương. Nếu con tập nói lời tốt từ 1 tới 5 năm sau thì con không biết nói lời xấu nào nữa hết. Nếu con tập tất cả những tư tưởng tốt lành từ 1 tới 5 năm sau thì con nghĩ bậy cũng không được nữa. Nếu con tập làm những điều tốt lành cho bá tánh chúng sanh từ 1 đến 5 năm sau thì con muốn làm bậy cũng không làm được nữa. Thì lúc đó chúng ta hoàn toàn hòa nhập những đức tánh tốt của Phật, đó gọi là Phật tánh. Khi mà Phật tánh đó mình cùng là một rồi thì mình là ai? Chư Phật đã biết rồi, đâu cần phải tuyên bố, phải không? Đâu cần phải tự tôn đâu. Thế gian tôn cho mình gọi là thế tôn. Giờ hiểu chữ thế tôn chưa? Thế tôn đâu phải cái ông khổng lồ trên kia đâu, trật lắc rồi. Thế gian tự tôn mình lên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận thế gian tôn mình á, mình lọt vô cảnh giới đó, năm tự cao tự đại bắt đầu trở đời thấy mình thấy ghê rồi đó, mình lọt vô địa ngục mình không hay luôn. Thấy chưa? Chút xíu xíu thôi nó đi ngược vô trở lại. Thành ra làm gì làm phải càng khiêm cung, hả? Càng to phải càng nhỏ, hả? Càng lớn phải càng thấp. Đó mới thực sự là một người biểu lộ chánh pháp. Còn nếu mình học được chút xíu, mình quậy một cái là mình đang phỉ báng Phật Pháp. Mình yêu thương bá tánh chúng sanh càng giúp đỡ nhiều chừng nào là mình quảng cáo cho Phật Pháp đó. Thấy chưa? Lấy mình làm tâm điểm để quảng cáo, để biểu lộ chánh Pháp. Mình, bây giờ mình học đơn giản đi, tụng bài đại bi niệm câu Phật đơn giản, càng ngày càng đẹp, mình chính là nơi đang quảng cáo cho Phật Pháp đó. Còn bắt đầu mình tụng đại bi, mình niệm Phật, mình quên quan tự đắc là mình đang phỉ báng Phật Pháp đó. Thấy chưa? Cũng là mình thôi. Mà mình sống khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, yêu thương, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ là mang biểu lộ chánh pháp đó. Dễ không? Khi chúng ta biểu lộ được chánh pháp rồi, có nghĩa là chúng ta đã chuyển hóa nghiệp lực, không còn tồn tại. Những nghiệp xấu không còn tồn tại thì tất cả nghiệp trở lại với mình là Phật, là lành, là thiện, là tốt, là sạch. Tất cả chúng ta gọi là đã dứt nghiệp trần, dứt nghiệp thế gian, lúc đó chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Thấy chưa? Nó lọt vô cái này nè. Hả? Mà thoát khỏi sanh lão bệnh tử rồi chúng ta đi về đâu? Về cảnh giới cực lạc gọi là vãng sanh như ý đó. A Di Đà Phật. Dễ vô cùng ha, dễ ghê.
Dễ không? Dễ không biết có làm được không? Ừ, dễ. Thực sự rất là dễ. Trung đạo thấy nó dễ bởi vì con đường đi đã thế rồi. Bây giờ muốn đổi không được nữa. Nó đã thế rồi. Nó nằm trên đường rầy, nó lăn hoài à. Chỉ có một đường duy nhất là đi thẳng thôi. Xe lửa đâu có chạy trái chạy phải được đâu. Đâu có tách qua trái lại. Một đường nó đi thôi. Chúng ta phải là như vậy. Bây giờ con đường có sẵn. Bây giờ con tập cái tánh này từ đây tới 5 năm sau. Khi tánh này với con là một thì con là ai chúng tôi đã biết. Con phải tập. Thay vì cái tánh xấu con không tập con cũng có. Đẻ ra là xấu rồi. Thấy không? Hả? Đói bụng là khóc la đập hét sùm đã xấu rồi. Đó. Người viết sách biết là nhân chi sơ tính bổn thiện. Đúng, cái bản chất thiêng liêng là thiện. Nhưng mà thật sự nhân chi sơ tính bổn ác. Ác là tại sao? Ở trong bụng chưa ra đời mà đạp lung tung rồi là cũng dữ dằn rồi. Chưa kể ra đói bụng là khóc khét la sùm, miệng bú tai bóp. Đã xấu từ nhỏ tới lớn luôn. Biểu lộ cái tánh ác tánh xấu đó từ nhỏ rồi. Thấy chưa? Nên chúng ta phải tập làm sao để diệt đi cái tánh ác tánh dữ đó. Chúng ta mới chuyển hóa nghiệp lực được. Bằng cách là tu tập. Tập những cái tốt lành mà mình đã thâu nhận từ Phật Pháp. Biểu lộ cái tánh. Tu hành là phải biểu lộ khiêm nhường. Biểu lộ cái tánh kính trọng. Biểu lộ sự yêu thương cho bá tánh chúng sanh. Từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua quên lãng tha thứ. Trung đạo chỉ mong huynh đệ chỉ làm 5 năm thôi. 5 năm sau huynh đệ là ai chư Phật đã biết rồi. Bởi vì huynh đệ không thể nào nghĩ bậy được. Không nói bậy được. Không thể nào làm bậy được. Bởi 5 năm đó huynh đệ đã bị trói buộc trong những cái đức tánh hiền lương nhất của chư Phật. Và thế gian gọi là Phật tánh hay là cái tính Phật. Chúng ta không thể nào biểu lộ cái trần gian Pháp hay thế gian Pháp được. Đối chúng ta là ai? Chư Phật đã hiểu. Rõ chưa? Bây giờ các ngài dặn mình á, nếu con nói lời tốt từ 1 đến 5 năm sau con sẽ không nói lời xấu được. Nếu con nghĩ những điều tốt lành không ngừng nghĩ từ 1 đến 5 năm sau con sẽ không bao giờ nghĩ được điều xấu. Nếu tập làm những điều tốt lành lợi lạc cho bá tánh sanh từ 1 đến 5 năm sau thì chắc chắn con không thể nào làm điều gì bậy cả. Thấy chưa? Những đức tính này sẽ ăn nhập với mình. Mình nhất định là một thì mình là ai? Chư Phật đã hiểu rồi. Đúng không? Đâu cần phải nói tôi lại này, tôi không cần tôi nữa. Hả? Còn tôi nữa là xong rồi đó. À, tôi này tôi nọ là chết rồi. Nhớ không? Tu làm sao cái tôi mình nó đừng còn. Huynh đệ ai cũng dễ thương hết. Cặp mắt mình huynh đệ ai cũng dễ thương hết là quan trọng. Bây giờ làm được cái điều này mới là chư Phật mới tính sổ với mình nè. À, còn mình nhìn ai cũng thấy ghét á, bắt đầu địa ngục tính sổ với mình đó. Ừ, thấy chưa? Hai cái rất là dễ, lật qua lật lại, thấy không? Niết bàn, địa ngục. Trung đạo có viết một câu là dốc lòng tu hành đại bi, trí tâm rộng mở, danh ghi niết bàn, đạo đời một lối thanh thang. Thì nếu mà không có đạo thì đời tan nát, mà đạo không có đời thì đạo chẳng hiển vinh. Cho nên mình nương đời luyện đạo. Đạo đời một lối thanh thang, Phật ta địa ngục niết bàn tại đây nè con khỉ độn. Dễ hiểu quá ha. Nương đời luyện đạo bỏ mê, nhờ đời đạt đạo ta về chân như. Bởi vì đời chính là thế gian Pháp, đạo chính là Phật Pháp. Cho nên nương đời luyện đạo bỏ mê. Nhờ thấy đời thấy ghê quá cho nên mình luyện đạo. Mình không bắt chước giống người ta những cái xấu. Mình tập sống tốt hơn cho nên mình mới thâm nhập cái đạo lý. Nương đời luyện đạo bỏ mê, nhờ đời đạt đạo ta về chân như. Cũng phải nhờ đời đó nha. Chứ không phải là thành đạo xong rồi bỏ đời đâu. Nếu thành đạo rồi bỏ đời tức là giác hạnh không bao giờ viên mãn. Khi mà nương đời luyện đạo bỏ mê chúng ta đã tự giác. Đúng không? Nhờ đời đạt đạo. Chúng ta phải sống với đời để biểu lộ làm việc cho bá tánh chúng sanh là giác tha. Nếu không giác tha thì giác hạnh không viên mãn được. Dễ ha? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái luật đó là phải giác tha nha. Nếu không đừng có hòng giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là không thể nào giải thoát viên mãn được đâu đó. A Di Đà Phật. Huynh đệ nên ngồi xuống tụng cho mình một thời kinh đâu ra đó đi. Thì rất là dễ thâm nhập kinh tạng. Rất là dễ phát triển đạo tâm. Rất là dễ phát triển đời sống tâm linh, tâm hồn của mình. Hả? Cái này mà nó sạch rồi thì ông Phật mình có chỗ ở sạch. Mà cái này còn dơ thì ông không muốn ở. Thì ông luôn luôn ở với mình mà chúng ta không ý thức được cái ông này luôn luôn ở với mình. Bởi vì không ý thức ông ở với mình cho nên cứ lặp đi lặp lại những tánh không tốt.
Bởi vì mình lập tánh không tốt nhiều quá cho nên ổng rất là khó ăn khó ở trong nhà này. Cái nhà này sạch chừng nào thì ổng ở nhiều chừng đó, ở lâu chừng đó. Còn nhà này mà bê bối quá thì ổng tìm chỗ khác thôi, ổng bỏ cái nhà này là mình ngủm đó. Ổng đi chỗ khác kiếm nhà mới đẹp hơn, đẹp trai hơn, đẹp gái hơn, sạch sẽ hơn, khôn ngoan hơn. Thì rất là thông minh, cái tánh Phật rất là thông minh. Hả, mình bê bối, mình sụm ịt xuống, mình ngủm là đi kiếm cái chỗ khác ở liền để tiếp tục tu luyện. Cho nên Ngài rất là chung thủy với chúng ta, còn chúng ta là bất chung thủy. Chúng ta ngồi đây chứ mà phóng tâm đi kiếm ở đâu, bên Ấn Độ, bên Tây Tạng hay là Trung Quốc gì đó, kiếm ông Phật. Cho nên huynh đệ, thầy nói câu này không phải đâu, mong được huynh đệ đừng có phóng tâm ra ngoài kiếm những điều không thật. Phải quay trở lại với mình, thấy không? Quay trở lại với mình, quay trở lại cái căn bổn của mình là Phật. Nếu huynh đệ biết nhìn vào đây rồi, huynh đệ thấy mình là ai? Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Mình là con của Như Lai, rõ không? Thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Một chút nữa chúng đạo thay vì ca, chúng đạo sẽ đọc cái bài sám hối cho huynh đệ nghe. Bài này rất là dễ thương. Họ đọc cái bài này rồi sẽ biết mình là ai liền tức thì luôn á. Dễ thương lắm. Mà đọc theo cái kiểu đánh lô tô á, tu giống lô tô hay lắm á. Dễ thương lắm. Dạ thì chúng ta khi mình hiểu được định tâm định ý, hỏi mình là ai, mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, mình biết mình là con của Phật, tại sao phải phóng tâm ra ngoài kiếm ai? Kiếm ai hả? Kiếm không ai ngoài đó đâu. Chúng ta phóng tâm ra ngoài kiếm thì mình đã bỏ rơi cái ông ở trong này rồi. Cái bài này Trung Đạo viết sám hối cho bản thân mình, Trung Đạo không có đưa ra ngoài. Nhưng mà trong có những cái từ ngữ mà chúng ta, nếu chúng ta nghĩ theo cái kiểu mà bắt lỗi lầm thì là cũng trật. Tại vì chúng ta bị ảnh hưởng người Trung Quốc, cả ngàn năm nô lệ giặc Tàu chúng ta mới có Phật giáo. Và người Tàu đã để lại chúng ta rất là nhiều cái hố sâu của mê tín dị đoan. Chẳng hạn như đốt tiền vàng bạc, đốt con này con nọ, chết xuống dưới rồi còn bị lừa xài đồ giả nữa. Đốt cả tỷ tỷ đồng. 1 tỷ tỷ đồng đó thầy Trung Đạo có thể cho người nghèo ăn không biết bao nhiêu phần cơm, 10.000 một phần. Không biết bao nhiêu người nghèo được ăn, người đói được ăn trong ngày hôm đó luôn. Mà đệ tử thầy ở tỉnh khác nó làm, nó đốt từ 4 giờ chiều tới 12 giờ đêm, công an phải tới là kiếm chuyện với nó đó. Nó đốt không biết nhiêu tỷ tiền luôn. Trung Đạo lên nó giảng hả, nói một phát một thằng đó dẹp liền luôn. Mà cái ông về hưu của bên sở giáo dục của tỉnh đó, nói ông này nói rất là khoa học. Huynh đệ có biết người Tàu rất là khôn, họ khôn lắm, họ làm ăn rất là khôn. Họ lụm giấy bậy với bạn ngoài đường, lụm về họ làm thành cái giấy tiền vàng bạc cho mình, 3 cái đồ dơ giấy, đốt lên đồ dơ không à. Củ Huyền Thất Tổ làm gì hửi nổi 3 cái đồ đó, chưa siêu mà hửi vô còn chết nữa, còn đọa sâu luôn. Mà đốt tiền tỷ tỷ mà đừng có hòng mua chuộc ở dưới, không có đâu, lực nhân quả đâu có mua chuộc được. Nhưng mà chúng ta bị mê muội cho nên cứ đốt, thấy chưa? Chúng ta cứ nhào đi mà mình không có ý thức là mình đang mê muội, gọi là mê tín dị đoan. Nhưng trong cái bài sám hối Trung Đạo có ghi rất là rõ ràng, nhưng mà Trung Đạo không có bài bác, nhưng mà Trung Đạo chỉ những cái điều chúng ta không nên mê tín dị đoan. Chẳng hạn như sinh xăm vậy, nếu mà mình là con của Phật rồi thì mắc chứng phải đi đội sao, Phật lo hết rồi đúng không? Mình là con Phật mắc chứng phải đi đội sớ, rồi cúng sao, rồi cúng này cúng nọ, rồi xin xăm. Đệ tử thầy nó vô ngay miếu ngũ hành, nó cầm cái xăm lắc rồi cái chùa đi ngang nó một câu, mình lụm số không bây giờ đó, lắc rồi ra bùm cây không có cái số nào hết. Thầy nói luôn á, mà nó cầm lên số không luôn, không có số nào. Thầy nói vừa 5 phút sau nó lụm được cái cây không có số. Mà con của Phật mà làm gì có số, phải không? Ổng lo hết rồi, mắc chứng mình phải lo, cứ để chư Phật no, mình no rồi. Tại là chúng ta tu Phật là phải trong sáng. Những gì mà mình nghe thì mình bắt chước, mình làm một cách mê muội mà không thấy kết quả mà cũng nhào vô đầm, nó gọi là mê tín. Còn mình hiểu được, mình làm được, mình thấy kết quả, mình thấy rõ ràng lợi lạc, đó là chánh tín. Rõ chưa? Thật ra tụng kinh phải hiểu biết mới có lợi lạc và quyền lợi. Còn tụng kinh không hiểu biết chắc chắn sẽ không đi có quyền lợi, không phát triển được đạo tâm. Tụng càng lúc càng mê là trật, gọi là mê tín, nhớ không? Để mà ngưng nghỉ đây chút xíu, con đạo
tặng cho huynh đệ cái bài sám hối này. Huynh đệ lắng nghe cho kỹ cái lời, rồi tụng rất là chậm theo cái kiểu lô tô đó. Kính lạy Cha Như Lai hằng sống, con quy đầu sám tội cuồng ông. Bao đời lần đần lóng đóng, nay con chỉ nguyện một lòng độ sinh. Cầu cha mẹ thương tình cứu khổ, độ con thơ giác ngộ rời mê. Cho dù đời có khen chê, khiêm cung tôn kính không hề kiêu căng. Con luôn nhớ cha răng khuyên bảo, hết một lòng hiếu thảo từ bi. Chớ nên kiêu mạn khinh khi, gây thêm nghiệp chướng kéo trì hạnh tu. Tám nghiệp báo tám ngu sân hận, khiến cho đời lận đận gian nan. Đường trần bể khổ mến mang, thâm danh đoạt lợi lầm than bao đời. Con luôn nhớ cha thời dạy dỗ, dạy cho con cứu độ nhân sinh. Trao dồi đời sống tâm linh, rời xa mê tín vô minh giáo truyền. Con luôn nhớ lời khuyên của cha mẹ, sống với đời chia sẻ yêu thương. Cầu xin chư Phật mười phương, độ người trần thế biết thương con người. Muốn khẩu ý thân thời an lạc, sống đơn thuần mộc mạc vô tư. Đâu cần ngẫu nhiên kinh thư, chỉ cần quyết chí làm sư giúp đời. Giúp ba tránh trao dồi đức hạnh, giúp người nhìn Phật tánh trong tâm. Phật đâu ở chốn xa xăm, Phật luôn ngự trị trong tâm của mình. Muôn vạn vật chúng sinh lớn nhỏ, cây lá cành ngọn cỏ bông hoa. Cho dù xinh đẹp xấu xa, cũng đồng một tánh của cha khôn cùng. Trong vạn vật có chung là sự sống, tánh thiêng liêng là hạt giống của Như Lai. Con người tánh Phật không hay, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đã biết thế còn chờ chi nữa, sao không ngồi gội rửa thân tâm. Cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa. Chuyện cần tụng niệm sớm trưa, thân tâm hòa nhập người xưa niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con người tánh Phật không sai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đúng không? Phải không? Đã biết thế còn chờ chi nữa, sao không ngồi gội rửa thân tâm. Cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa. Bởi vì mình không tạo tác lỗi lầm như xưa, tức là mình chuyển nghiệp, tu chuyển nghiệp mà. Nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa, chuyên cần tụng niệm sớm trưa, thân tâm hòa nhập người xưa niết bàn. Người xưa niết bàn ở đâu? Là ai? Hả? Là ai? Là Phật, A Di Đà Phật. Dễ thương quá à? Không phải trung đạo dễ thương đâu, cái bài đó đó. Đã biết thế còn chờ, trung đạo nhắc nhở mình không? Muôn vạn vật có chung là sự sống, tánh thiêng liêng là hạt giống của Như Lai. Con người tánh Phật không sai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đã biết thế còn chờ chi nữa, sao không ngồi gội rửa thân tâm. Cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa. Bởi mình cầu xin sám hối và nguyện không tạo tác lỗi lầm, còn có nghĩa là mình chuyển được nghiệp lực mình tạo tác trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Nhờ biết thành tâm sám hối cho nên mình chuyển được nghiệp lực. Thấy chưa? Có muốn vậy không? Muốn thì làm đó, A Di Đà Phật.
Bài sám hối này dành cho trung đạo, cho đệ tử trung đạo. Nhưng mà nếu như vấn đề nghe đó, 21:28 có đĩa hả? À, có đĩa này. Ừ. 28 tây thì về đây là để dự khánh thành đó. Cũng mong là thầy sẽ đem một số cái bài đó về cho huynh đệ. Huynh đệ dựa đó sám hối cho mình. Nhưng không đơn giản thôi, nhưng mà nhắc nhở mình là ai, nhắc mình phải làm cái gì, mình sống làm sao, cầu xin chư Phật mười phương độ người trần thế biết thương con người. Thấy không? Cầu xin chư Phật gia hộ cho huynh đệ ba tánh chúng sanh sống được an lành, hạnh phúc ấm no, cầu cho quốc thái dân an. Cầu cho huynh đệ thương yêu nhau cùng tu tập để tiến hóa. Nếu trong này là cùng một lòng tu học thì thật sự cái tỉnh Cần Thơ này rất là an lành hạnh phúc, dân tộc sẽ được ấm no. Nếu chỉ có một cái đạo tràng mà làm như vậy thôi là cả cái tỉnh Cần Thơ được như vậy, huống chi là nhiều đạo tràng cùng làm, rồi cả nước cùng làm đi, đất nước mình thật là an lành hạnh phúc ấm no, quốc thái dân an luôn đó, như vậy luôn đó. Thử làm coi, cái đạo hạnh của chúng ta kinh khủng lắm, cái quyền năng của Như Lai rất là kinh khủng. Nếu chúng ta tiếp nhận được quyền năng và chúng ta ban rải ra thì đất nước mình thiệt sự là an lành hạnh phúc ấm no. Chúng ta cùng lòng làm thử coi, thấy không? Chúng ta không chịu làm thôi, mỗi người làm theo ý của mình. Cho nên Nam Mô Đại Thế Chí á, mỗi người mỗi ý là vậy á. Trong đạo nói rồi, thấy không? Vô đây tu mà chung một lòng với nhau cùng tu để cùng phát triển đạo tâm. Vô đây tu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Thấy không? Nam Mô Di Đà Phật, mỗi đứa mỗi tật. Ác vậy luôn. Tại ra mỗi đứa mỗi tật, mỗi đứa mỗi khác, mỗi đứa mỗi ý, làm sao mà cùng lòng để học Phật Pháp được? Mà không cùng lòng học Phật Pháp, dứt khoát không phát triển đạo tâm được. Vô đây là chống đối với nhau không? Nghĩa là không đồng lòng đồng ý. Nhiều tật quá chắc chắn nghiệp lực sẽ nặng. Nhiều tật quá nghiệp lực dày thì trí tuệ không sáng suốt để học đạo được. Vì chúng ta nguyện Nam Mô Di Đà Phật, chúng con sẽ không còn tật xấu. Nguyện sẽ từ bỏ tất cả các tật. Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, chúng ta nguyện sẽ không có khác gì nhau để cùng tu học. Nam Mô Đại Thế Chí, chúng ta nguyện sẽ cùng một ý tu luyện, lúc đó chúng ta mới tiến hóa được, đúng không? Vô đây cố gắng làm sao Nam Mô Di Đà Phật để đừng còn có tật. Hả? Có tật là không bao giờ gặp Phật. Muốn gặp Phật phải bỏ tật. Nam Mô Di Đà Phật. Đúng không bác? Dứt khoát là như vậy. Thì nó vô đây phải tánh mình là tánh Phật. Có người tánh Phật không sai mà. Có người tánh Phật không hay mà. Thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Cái căn cốt thiêng liêng nhất của mình trong này là Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy rồi, phải ngồi xuống tu luyện để ông Phật này sống dậy, cùng sống chung với mình, làm việc cho ba tánh chúng sanh. Thực sự là thân tâm hòa nhập. Người xưa Niết Bàn là vậy đó. Thấy chưa? Tâm Phật mà. Cái thân là người nhưng mà thân tâm hòa nhập rồi, trở về với người xưa Niết Bàn là ông cha của mình đó. Ghê chưa? Câu đơn giản mà rất là sâu sắc. Những lời chia sẻ của trung đạo huynh đệ có hiểu rõ không? Có dễ hiểu không? Huynh đệ có thể làm được không? Làm giùm đi please. Làm ơn nha. Tu phải năn nỉ nữa đó. Ác vậy luôn. Năn nỉ mới chịu tu. Ví dụ cho nó ăn, rồi dụ đủ điều đủ chuyện, nó giận nó bỏ tu. Anh tới chùa nó làm đủ cái chuyện cho chùa, làm tốt cho chùa thì cái nó Bồ Tát nó vui lắm. Rồi nó nổi điên, nổi chứng lên, cái mình nổi điên mình tát nó một phát, nó bỏ chùa, cái mình đói cũng là tát, chứ là Bồ Tát, còn này là bị tát. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng đừng có bỏ cái hạnh đó. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng ráng giữ gìn cái thiện tâm của mình. Khi chúng ta có thiện tâm dù ít hay nhiều thì chung quanh chúng ta cũng có thiện thần hộ trì giúp đỡ ta tiến hóa. Cho nên chúng ta phải tranh thủ lợi dụng cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất đến đây để cùng tu luyện với nhau, để đừng còn giữ cái tật xấu. Phải cùng một ý, đừng có khác nhau. Chúng ta còn tật còn ý khác nhau, dứt khoát chúng ta không thể nào cùng tu, gọi là đồng tu được. Nhớ không? Đã cùng một đạo tràng rồi phải cùng một lòng, phải không? Cùng một ý tu học. Nhớ không? Còn cái đạo tràng mình không cùng ý mà nhiều tật, mà khác nhau nhiều quá, nói qua nói lại, nói qua nói lại, đạo tràng đạn sẽ trào chết hết cả đám. Biết đạn trào không? Đứa nó bắn ra mình mẩy có ghẻ hết. Chết sạch, cùng đọa. Nên vào đạo tràng này đừng có để đạn trào nha. Nhớ Di Đà Phật, tạo tác nghiệp ác. Nhớ không?
hiểu gì không? Miệng mình mắng thấy ghê lắm đó. Ác khẩu, ác khẩu, ác khẩu thì ác nghiệp sẽ trở lại với mình đó. Đừng có tưởng sỉ sói người ta là yên thân đâu, không có đâu. Cho nên các vị minh sư đất nước chúng ta để cho chúng ta rất nhiều câu mà chúng ta cứ nghĩ là thành ngữ tục ngữ ca dao là trật lắc. Các ngài dạy mình vậy nè: cười người chứ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười đó là quả báo đó. Mà mình biết quả báo không? Không. Các ngài dạy mình đó, dạy mình đừng có cười người ta. Phật tổ nói giống y vậy nhưng mà nói một cái lời khác. Này huynh đệ, một khi huynh đệ phê bình chỉ trích nhận xét anh em mình là mình đang phê bình chỉ trích nhận xét chính bản thân mình đó. Thì cái câu mà nói là cười hôm trước hôm sau người cười là cái câu đó đó. Thấy chưa? Còn cái câu kêu gọi lòng đại từ đại bi của mình mà các ngài để lại, mình cứ nghĩ là thành ngữ tục ngữ, thực sự không phải. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một dạng. Thấy chưa? Yêu thương nhau đó, cho dù khác dạng với nhau nhưng mà thương nhau đi, biểu lộ cái lòng đại từ đại bi. Nhờ tánh đại từ đại bi này mình mới gần gũi được chư Phật. Và tánh tự cao tự đại sẽ làm cho mình xa rời chư Phật. Thấy rõ ghê chưa? Cái ngày dạy mình từng chút nha, chúng ta dở, không có thâm nhập được Phật Pháp, có nghĩa là thành ngữ tục ngữ, nhưng mà không sử dụng. Không sử dụng bao giờ. Cho nên chúng ta không gần gũi Phật Pháp được, không hiểu rõ được cái tâm trạng của huynh đệ các ngài đã dành lại cho dân tộc chúng ta. Những lời đó của các vị minh sư để lại không đó, chứ không phải thành ngữ tục ngữ đâu. Mình dở lắm á. Tại vì mình coi những cái câu đó là không có cái chân lý sâu sắc nhất các ngài dành lại cho người Việt Nam mình. Bầu ơi, nghe các ngài dạy cho mình đại từ đại bi nhưng mà mình không biết sử dụng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, thì là các giống chung một dạng. Đó là dạy cho mình biểu lộ tánh từ bi cho những người chung quanh mình. Biểu lộ dành, đừng có cười người ta, mình sẽ bị cười lại theo lực quả báo bất di bất dịch của trụ. Cho nên muốn tu chuyển nghiệp rõ ràng và kết quả như ý, chúng ta phải biết sống biểu lộ, huân tập những đức tánh tốt. Những đức tánh tốt nhất là khiêm nhường, là kính trọng, là yêu thương, là rộng lượng, là từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng tha thứ. Tập đi tập lại những đức tánh này từ 1 tới 5 năm thì 5 năm sau những đức tánh sẽ ăn nhập với mình là những đức tánh đó. Thì mình là ai? Chư Phật đã biết. Rõ không? Thì mình mới chuyển nghiệp được. Còn nếu mà mình tu tụng ra kia cũng rứa u như kỹ thì thật sự nghiệp vẫn còn, hoàn cảnh vẫn thế, không thay đổi. Cho nên chúng ta không có giá trị tu học. Tu học không có giá trị thì dứt khoát không chuyển được nghiệp lực của chính bản thân mình tạo tác. Rõ không? Rõ không? A Di Đà Phật. Chúng ta nói chuyện đàm đạo với nhau trong việc tu học với nhau để chuyển nghiệp. Huynh đệ hỏi bất cứ điều gì trong ngày giảng hôm nay, đừng có đem cái chuyện của ma quỷ hay là củ quyền thất tổ hay là đời cô lụ vậy đó. Không, bây giờ tất cả những cái cần thiết trong cuộc tu học ngày hôm nay cứ hỏi, chúng ta sẽ trả lời với huynh đệ. Chúng ta tu chuyên đề và chia sẻ những chứng nghiệm tâm linh. Nhân huynh đệ phải thoải mái để hỏi trung đạo, nhớ không? Đừng có ngại. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con có hai vấn đề thắc mắc xin trình bày trước giảng sư và đại chúng để giải đáp giúp con. Dạ. Mô Phật, vấn đề thứ nhất á, con theo như con được hiểu biết á, về lịch sử Phật giáo thì Đức Phật Thích Ca trước khi xuất gia tu hành thành đắc đạo thì có một người con là La Hầu La. Dạ. Nhưng sau con xem ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì có cái trong cái phẩm phẩm Ca Diếp Bồ Tát, phẩm này có nói là có một vị là Thiện Tinh Tỳ Kheo, là con trai của Đức Phật. Vị này coi như là thị giả của Đức Phật, tu đã chứng tứ thiền, nhưng vì phạm tội là nhất xiển đề cho nên bị đọa địa ngục. Vậy xin giảng sư có thể nói đôi điều về vị Thiện Tinh Tỳ Kheo này, vì sao gọi vị đó là nhất xiển đề, và vì sao vị đó đọa địa ngục, mà tại sao lại nói vị đó là con trai của Đức Phật Thích Ca? Dạ, thực sự nếu mà hỏi trung đạo thì không trả lời, vì trung đạo không có đi vào cái đó. Trung đạo không đi vào nhất xiển đề hay đọa địa ngục. Trung đạo đi thẳng con đường là sống biểu lộ nhân đạo của mình cho tròn. Thực sự nó chỉ là những cái
những cái bài kinh trong Đại Niết Bàn đúng không? Chúng ta học lý luận, học chư Phật không nói những điều này, thực sự Ngài không nói những cái điều quá xa. Bây giờ thí dụ trong đạo nói như huynh nói đi, trong này làm sao hiểu được? Huynh đọc huynh hiểu đúng không? Còn huynh chưa đã hiểu mới hỏi thầy. Bây giờ trong đạo nói huynh này không hiểu. Thì tất cả những cái đó để cho các vị học giả, chẳng hạn như trung đạo là học giả này, trong học thiệt đó, không học thiệt, học giả học thôi. Chúng ta nói lý luận với nhau, bàn cãi với nhau, cá nhân được. Bây giờ trung đạo nói ra, chúng ta đưa huynh đệ vào cái cảnh giới nào khác rồi, nó không thực tiễn. Trung đạo đang nói thực tiễn tu chuyển nghiệp, để sửa đổi tánh tình con người, để bớt tạo tác nghiệp ác. Huynh nói trong cái đề chúng ta đang làm đây, còn muốn nói riêng với thầy, chúng đạo với huynh ra ngoài nói riêng với nhau. A Di Đà Phật. Rồi hỏi câu thứ hai. A Di Đà Phật. Câu thứ hai con xin được hỏi. Mô Phật, thì con có một số cái vị đạo hữu có cái quan niệm rằng là một cái vị hành giả tu tập thì phải có một cái pháp môn chuyên tu để mà coi như là mình nhất tâm vào cái pháp môn đó, không nên xen tạp các pháp môn khác. Ví dụ như là một vị hành giả tu niệm Phật, niệm coi như là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì chỉ nên là chuyên tâm vào cái việc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Lục Tự Di Đà thôi. Còn các cái pháp môn khác, ví dụ như là tụng kinh, thì chú, ngồi thiền, thì không nên là coi như hành trì. Bởi vì là nếu mà hành trì á, thì nó sẽ làm xen tạp cái pháp môn của mình, nó không chuyên nhất thì rất là khó thành công trên cái đường đạo. Vậy xin thầy giải đáp về cái quan điểm. Dạ, như là Phật, trung đạo có đọc cái sách này, bên Úc viết á, cái câu này mà có vẻ là nó làm cho trung đạo hơi bị dị ứng một chút xíu. Không nghĩa là trung đạo bài bác, mình tu không có bài bác nha. Quân đệ nhớ, chúng ta tu bất cứ pháp môn nào, chúng ta tuyệt đối không được bài bác, tuyệt đối không được chống đối huynh đệ, tuyệt đối luôn. Không được nói ra, nói vô, không được nói xấu huynh đệ mình tu pháp môn nào. Chuyện người ta chọn lựa, chúng ta phải tôn trọng sự chọn lựa huynh đệ ở trong đạo tràng hoặc là huynh đệ khác. Tuyệt đối không được chống đối và bài bác, không được như vậy. Chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ không phải là con một người Phật tử thuận thành. Bây giờ huynh hỏi thầy trả lời, chúng ta trả lời trong một cái phạm vi, trong một cái tinh thần rộng rãi và không bài bác chỉ trích. Trung đạo có đọc, tụng một bài kinh không bằng một câu chú, tụng một câu chú không bằng niệm một câu Phật. Vậy là sách vở của chư Phật để lại mấy ngàn năm nay dục thùng rác hả? Mình có thấy vậy không? Có đồng ý không? Nếu thực sự nếu mà mình niệm Phật, nó có ba cách niệm Phật mà chúng ta không có học luôn, không chịu học. Tại sao có ba cách niệm Phật mà chỉ biết niệm, thậm chí niệm có A Di Đà Phật, mà từ ngàn năm tới giờ có bao giờ có Tứ Tự Di Đà không? Sách vở nào cũng để Lục Tự Di Đà cả. Mình tự nhiên mình không hiểu niệm Lục Tự Di Đà, mình sẽ được cái gì? Cơ thể mình sẽ được mở cái gì? Rồi mình tiếp nhận cái gì? Cái đầu mình sẽ mở làm sao? Nó sẽ nổ sao? Bởi vì mình không hề học cái pháp môn đó cho đúng. Cho nên mình cứ nghĩ rằng niệm như vậy, nhưng mà mình có sửa đổi tánh tình để chuyển nghiệp chưa? Bên cạnh cái niệm Phật đơn giản đó, trung đạo có giảng cho mình để nghe rồi đó, chúng ta phải biết sửa đổi bản thân mình, phải bỏ những tánh hư tật xấu, cái niệm Phật mình mới có giá trị. Còn nếu mình chỉ niệm mà mình cứ nghĩ mình hơn người ta, mình đã chết ngay từ lúc đó rồi. Trong Phật Pháp, muốn hơn là phải thua, muốn thắng tức thì bại. Bởi vì thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Còn mình niệm Phật, mình nghĩ mình hơn, mình đã chết ngay từ lúc mình nghĩ đó rồi, thì còn gì có kết quả tu học. Chúng ta tu, thực sự trong Phật Pháp không ai cao, không ai thấp. Đừng có tưởng nó mới niệm có 5 ngày, mình niệm 10 năm mình không có đâu. 5 ngày nó niệm nhưng mà nó sống trong cái niệm Phật đó hả? Nó bỏ mình mấy chục ngàn cây số rồi. Còn mình niệm 10 năm cái miệng mình thúi quắc, vẫn còn ăn mặn, vẫn còn nhậu, vẫn còn làm tầm bậy tầm bạ, chửi bới bá tánh chúng sanh, coi thường huynh đệ chung quanh, thì 10 năm của mình là rác rưởi. Hiểu ý thầy nói không? Trung đạo không moi ra để nói những tánh, không phải. Đó là nói chung mình cách học mình thế nào để mình biểu lộ được cái tánh yêu thương, tánh một người Phật tử thuận thành dành cho huynh đệ bá tánh sanh theo hướng dẫn của Phật Pháp. Tu không ai lớn, không ai nhỏ, không ai cao, không ai thấp. Bởi vì Phật Pháp là không có cao thấp, không có hay dở. Chúng ta còn nghĩ tới hay dở, chúng ta vẫn có sự so sánh, chúng ta vẫn bị vướng kẹt bởi còn cái tôi trong đó. Mục đích chính của tu chỉ có Phật là tu không còn cái tôi,
Vì cái phàm ngã chết rồi thì Phật ngã mới lộ diện được. Rõ không? Bây giờ huynh tụng pháp môn, Trung Đạo mới nói nãy á, huynh dùng pháp môn gì không cần biết, huynh tụng pháp môn gì, huynh đọc sách gì không cần biết, mà huynh càng ngày càng cao ngạo thì huynh đã lọt vào tà pháp rồi. Huynh học dở thì dở, niệm Phật đơn giản, mình đại từ đại bi càng lớn, huynh lọt vào chánh pháp rồi. Chứ mình không thể nào mà nói cái nào giỏi nào dở được, hiểu không? Thật ra bây giờ nếu Trung Đạo nói đi, giờ niệm một câu, tụng một bài kinh không bằng niệm một câu chú, niệm không bằng niệm của Phật, thì sách vở dục thùng rác à? Đại Niết Bàn dục thùng rác rồi. Rõ không? Trung Đạo đọc tới câu đó, nói ua chà, cái ông này cho ông tột đỉnh luôn rồi đó. Thấy chưa? Thì tất cả những cuốn sách đó, ông đã nói được cái câu này thì mắc chứng ông viết cuốn sách vậy. Thấy chưa? Nếu mà huynh đệ nói niệm một câu Phật, tụng một bài kinh không bằng niệm một câu chú, niệm không bằng niệm Phật, thì mắc chứng phải viết câu sách vậy chứ vậy. Tức là ổng cũng mâu thuẫn trong đó rồi. Niệm câu Phật thì dục hết đi, niệm câu Phật bắt chân viết sách làm chi? Tự mình mâu thuẫn ra, thấy chưa? Nó rõ ràng trong lý luận. Lý luận nó đem con người ta nó vòng vòng trong đó. Nó tới đó để mục đích chi? Để chứng tỏ cái biết của mình thật sự. Nếu mà biết rồi đâu có viết sách gì, Phật tổ không có viết chữ nào đâu. Phật Di Đà có viết chữ gì đâu. Phật Quán Thâm có viết để lại cuốn nào không? Không. Các ngài đạt lý, các ngài đắc cái đạo lý, chứ không có đắc về cái luận lý, lý luận. Các ngài không hề viết lại gì chúng ta đó. Chúng ta bắt chước rồi làm theo rồi thành thôi. Các ngài để lại con đường đi, nó gọi là đạo. Chúng ta bắt chước con đường đó, chúng ta sẽ tới nơi giống như các ngài. Nhưng Quán Thế Bồ Tát mà nói là, nếu con theo ta, ta bước chân trái, con bước chân trái, ta bước chân phải, con bước chân phải, ta tới, con tới. Việc chi phải viết thêm cho nó phức tạp? Để vì mình thông minh quá mình viết thêm, thì nó cái thông minh mình nó tới đó là hết. Nó gọi là thông minh bất định. Bởi thông minh bất định cái đầu nghĩ hoài hoài hoài. Còn chư Phật là thông minh định. Vì thông minh định cho nên các ngài chỉ sống trong cái đạo lý thôi, chứ không sống trong cái luận lý. Vậy luận lý sẽ đâm ra phức tạp, mâu thuẫn, biện luận, biện minh. Thế mình làm lỗi lầm nhưng mình còn viết những cái không lỗi lầm để mình che đậy cái lỗi lầm của mình. Thật ra mình không nên sống trong lý luận, mà sống trong cái đạo lý chư Phật đã lại cho mình, gọi là theo đạo Phật là con đường của Phật đi. Chúng ta mới đạt được những gì mà các ngài đã đạt. Trên các ngài nói, tôi là Phật đã được, bây giờ các vị huynh đệ là được, giống như tôi. Nếu các vị sống giống tôi, có vậy thôi. Nhưng chúng ta không chịu sống giống các ngài, chúng ta viết hoài không bao giờ hết. Chúng ta không đạt được như các ngài đã đạt. Mình thích lý luận hơn là hành. Mình thích lý luận quá cho nên lọt vào luận ngôn, lộng ngôn, lộng ngữ, hí luận. Lọt vào đó sẽ đi vào tranh chấp, tranh luận. Có tranh chấp, tranh luận là có chiến đấu. Có chiến đấu là có hận thù là gây ác nghiệp. Gây ác nghiệp là đọa. Cho nên tu không tranh luận, hí luận, lộng ngôn, lộng ngữ, hết chuyện. A Di Đà Phật. Rõ không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh dạy. Kể đến tu sao tu, miễn nó vui được rồi, phải không? Nhưng làm sao nó đừng ghét mình, mà đừng ghét nó là đủ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa cô. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy giảng sư, con năm nay là năm mới mà con nhắc lại chuyện cũ. Còn nãy giờ thầy giảng cho con thì con nghe con mừng lắm, nhưng mà bây giờ con lớn tuổi, con cũng không được nhớ hết. Nghe thầy nói là để kỳ tới thì xuống thầy viết ra để cho các con mừng lắm. Còn những nói kia bây giờ thầy giảng con nghe con cũng biết chút cho không được, để đi thầy cho mà con mới hiểu được. Con nhắc lễ năm cũ là hồi thầy gì hồi năm rồi đó, thầy có về con có đứng lên con nói là con đau cái chân quá, thầy có cho con mà bấm nguyệt đó, thì thật là kết quả rất là tốt. Cho nên con hết được từ đó tới bây giờ là cái chân con đau cũng đau lại mà đau ít. Rồi cái đó thì con thấy cũng như cái lời thầy nói đó là chuyển nghiệp, con cũng mừng lắm rồi đó. Nhưng mà sao bây giờ nó hết cái chân mà nó đau cái tay con bây giờ con đưa lên giày không nổi thầy. Là con học mới nay chừng nửa tháng thôi à. Để cho Trung Đạo chừng một phút thôi, bà lên đây. Dạ. Dạ. Đây là hồi năm ngoái con cũng lên với thầy đòi cho nợ con. Nhưng mà hình thức khác. Dạ, giờ đầu tiên là con nhớ ơn thầy, con đây cũng là lời niệm Phật của con, là một cái móc của con móc thành một cái tọa cụ để thầy ngồi.
mỗi một cái móc của con là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con móc cái Nam Mô Đà Phật. Rồi bà móc niệm A Di Đà Phật thì ngồi lên A Di Đà Phật làm sao? Dạ, mới là ác cái chứ. Con không niệm Phật thì con sợ con chẳng quên đi, cho nên con móc để cho con nhớ, Phật, con móc rồi con đức của bà. Đó là phải 10 ngày mới rồi đó thầy. Di Đà Phật. Con xin đại dân thầy. Dạ, để cảm niệm công đức bà, thầy sửa cái tay cho bà liền tại dạ, chỗ. Dạ, thưa thầy. Đây là hình thức đòi nợ mà lịch sự. Chữa cái chân đau cái tay. Không thể nào đổ thừa được như vậy. Cái chân đau sửa rồi hết đau đau cái tay là lý do gì? Lý do là quan gia trái chủ vẫn còn đeo, củ quyền thất tổ vẫn còn đòi. Dạ, giờ con dở lên vậy không nổi thầy. Dở không biết làm sao mà chừng nửa tháng nay à. Con quay cái cảnh nào. Con ơi, quay cái cảnh bà dở lên sức đi bà. Dở lên. Đau rồi hả? Dạ, đau cỡ này đau rồi thầy, dở lên rồi không nổi. Vậy đó hả? Dạ. Bao dạ, lâu rồi bà? Dạ, nửa tháng nay rồi. Trời dữ vậy đó hả? Còn cái chân thì giờ con hết 10 phần, cái 9 phần rồi. Bà qua đây đứng đi bà, qua đây đứng. Dạ. Thì bà cụ lớn tuổi, hơi thở bà cạn quá. Cái này là bệnh nhẹ do cái tay biến nhẹ. Nên cái tay bà dở lên nó đau, bà dở lên hết sức đi coi tới đâu. Bây giờ hít thở nhiều vô, hít thở nhiều vô. Ừ. Ừ, lên nữa, lên nữa. Rồi tới đây là hết rồi phải không? Đau lắm rồi. Rồi A Di Đà Phật. Dạ. Để cái đó xuống. Rồi sẽ là đây, đứng thẳng lên hít thở đi. Hít thở cho nhiều vô. Nè, ở trong chùa này có bán bảo hiểm hít thở đó, bà hít thở nhiều bà chết là đền. Thở nhẹ nhẹ nha, thở nhẹ nhẹ nha. Rồi, ráng chịu xíu xíu nha bà nha. Phải ráng chịu chứ gì. Trời ơi. Thưa thầy, hồi sáng con đi bác rồi, sĩ. Rồi. Con thử máu nữa nè. Rồi thấy rồi. Cái con nghe thầy lớn ra con bỏ. Rồi, dở tay lên đi, dở tay lên đi. Dở hết hai tay. Dở hết luôn đi, ừ. Đó, vậy đi. Rồi. Thở xuống lại, rồi dở lên lại. Dở mạnh lên. Mạnh lên. Phần, rồi dở lên. Rồi. Tưởng nằm dạ giật mình. Tưởng bà nằm dạ giật mình. Rồi ra cho bà khỏe nha. Để cho bà hết luôn nha. Bà làm cái bên mình cho bà hết luôn. Không có đau mạnh nào được đâu. Rồi làm lại lần nữa đi xong rồi đó. Dở lên. Chết đền. Nam Mô A Di Đà Phật, cảm niệm công đức bà đã cho thầy làm. Nếu không có bà cho thầy làm thì thất nghiệp. Nữa hả? A Di Đà Phật. Có vậy thôi à? Để giảng, đang giảng con đưa lên làm chi? Làm gì bà? Khoan đi bà ơi, một chút nữa đi xuống dưới ngồi ghế đó bà, ngồi ghế đi. Xong giảng đó bà. Dạ xong giảng đâu phải. Trời đúng là thiệt, giống như là gì mình ở ngoài đường gọi là gì? Sơn Đông á, đâu phải Sơn Đông đâu, trời đất, đi về. Ôi, mới làm liền à. A Di Đà Phật. Nói tới đâu rồi, huynh đệ nào? Dạ hỏi A Di Đà Phật, huynh dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có những cái điều chưa được thông, kính để trình với thầy, cho thầy giúp cho con trong đạo tràng được hiểu. Trường hợp như là thầy nói là cái trì chú có thể giải được nghiệp quá, nghiệp chướng quá khứ, hiện tại và cái hiện tại. Nhưng mà có điều là cái như bà chú Đại Bi, thực sự thì chúng con trì chú rất là miên mật, nhưng mà không hiểu được rành cái nghĩa. Dù rằng con cũng có đọc thôi, đọc cái giải nghĩa của thầy Tịnh Không đó, nhưng mà như vậy thì cái
cái nó có cái lợi lạc hay không, dù khi mà chúng con rất là thành tâm để mà trì chú. Và cái điều thứ hai về vấn đề là trường hợp như thầy lúc nãy có giảng là con hư thì thường là tại cha với mẹ, thì phần cha mẹ thì bao giờ cũng đôi lúc cũng có giáo dục những cái điều tốt cho con cái, nhưng mà nó vẫn có những cái ngỗ nghịch. Như vậy có phải đó là do cái nhân quả hay là do cái sự chiều chuộng quá đáng của cha mẹ? Kính thầy chỉ dẫn cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đã hỏi. Dạ thưa, ngày xưa thầy Thiên Hóa có viết lại cái bản mà gọi là ấn thủ, ngài cũng không có dịch. Ngài dịch từ tiếng Tàu, từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu, Tàu dịch tiếng Việt. Rồi ngài Thiện Tâm cũng dịch. Ngày xưa thầy có nói một câu, huynh đệ không để ý, thầy Tịnh Không là người đã từng tụng Đại Bi. Ông ta đã từng tụng Đại Bi, nhưng bây giờ ông ra pháp môn là A Di Đà Phật, là ngài chỉ lặp lại cái pháp môn sẵn có thôi, ngài mới đầu làm trở lại. Cái Tịnh Độ Tông đã có từ lâu, mà Nhật với lại Trung Quốc ngày xưa nó gọi là Tịnh Độ Nguyên Tông. Nhưng mà thực sự ngài Tịnh Không là từng tụng Đại Bi, bây giờ ngài mới phát triển cái pháp môn niệm Phật lại cho Trung Quốc rồi qua tới Đài Loan. Ở chúng ta cái dựa mà làm. Thực sự Đại Bi là những linh ngữ luồng dao động theo khoa học. Chúng ta càng tụng Đại Bi nhiều, cái luồng dao động tốt lành càng lớn. Nó phát triển luồng năng lượng trong cơ thể của mình, và nó rửa sạch tất cả những tư tưởng không tốt lành, bởi vì nó là năng lượng trong vũ trụ. Ngộ lắm, cơ thể mình là những luồng năng lượng rất là dao động, rất là mạnh mẽ, nó rửa sạch đồ dơ hết. Thật ra mình tụng ngũ vô chú cộng đi mình tụng á, thì trong người mình nó có tâm can tỳ phế thận, tim gan phổi thận, ruột, tim gan thận phổi bao tử, tâm can tỳ phế thận, năm cái. Bên ngoài nó có kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài mình nè. Trong người mình có ngũ tạng, bên ngoài có ngũ hành. Ngũ tạng ngũ hành hai cái này nó tương thông với nhau. Khi chúng ta tụng ngũ bộ chú, ngũ bộ chú tức là ngũ công dương Phật, năm vị này cai quản ngũ hành của vũ trụ, rất là khoa học. Cái ngũ tạng của mình mà càng năng lượng càng mạnh lớn chừng nào á thì người mình nó càng sạch chừng đó. Mình tụng ngũ bộ chú Đại Bi càng nhiều á thì cái luồng năng lượng trong cơ thể mình phát triển rất là lớn. Mà cái hệ thống miễn nhiễm, tiếng Anh nó gọi là cái immune system á, cái hệ thống miễn nhiễm cơ thể mình nó tùy thuộc cái năng lượng lớn nhỏ trong cơ thể mình. Năng lượng mình càng mạnh mẽ do sự tu tụng của mình thì cái hệ thống miễn nhiễm mạnh mẽ hơn, thì nó giúp cho ngũ tạng của mình là tâm can thì cái thận rất là mạnh mẽ, nên bệnh tật không thể nào có được. Bởi vì ngũ tạng là kim mộc thủy hỏa thổ, nó sẽ tương ưng với kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài, hai bên bằng nhau thì bệnh tật sẽ dứt trừ. Nên mình biết tụng theo khoa học, không được mê tín. Tụng để dùng năng lượng của vũ trụ và năng lượng của mình hai cái cùng đồng với nhau thì bệnh tật sẽ biến mất. Trung đạo lấy cái bản thân mình làm chứng minh, mấy chục năm ở Mỹ chưa bao giờ mua bảo hiểm sức khỏe và không thèm mua. Bởi vì bên Mỹ á, hôm nay đi vô nhà thương nằm cấp cứu tới ngày mai là 14.000 tới 16.000 đô một ngày. Nếu nằm trên giường mà đắt đút ống vô á, một tháng là 1 triệu đô. Mà Trung đạo không hề có một bảo hiểm sức khỏe nào ở Mỹ hết. Là lấy ngũ bộ chú với Đại Bi làm chứng minh, tụng liền liền liền. Nghĩa là thức dậy bất cứ giờ nào, hoặc là cả đêm không ngủ, sáng dậy đi giảng bình thường cũng không thấy mệt, bởi vì luồng năng lượng quá mạnh. Cái hệ thống miễn nhiễm mạnh thì tự động bệnh tật lui, có vậy thôi. Mà chúng ta muốn hiểu gì Đại Bi, chúng ta phải tìm tận gốc cái người viết ra cuốn Đại Bi, chúng ta mới hiểu được. Nhưng tìm ở đâu? Chúng ta ngồi xuống tu tụng để lấy cái luồng năng lượng trong vũ trụ mà xài thôi. Chúng ta trực tiếp xài, không cần phải thắc mắc ai có đủ khả năng dịch, không ai có đủ khả năng dịch cả. Bởi vì nó là mật ngữ. Mà mật ngữ rồi gọi là chú là không thể nào dịch được, mà chỉ có cảm nhận bằng tâm linh mà thôi, mà xài thôi. Cho nên chúng ta phải lao đầu vô làm, chúng ta mới tiếp nhận được cái quyền năng âm thầm đó, mà chỉ có mình mới hiểu thôi. Nước miếng của Trung Đạo bây giờ trở thành thuốc. Nước miếng này nè, bị đứt tay sưng lên, tha tha lên mai lành hết nhất. Mà mình tụng Đại Bi nhiều năm mình sẽ được cái điều này. Nước miếng thơm và ngọt là cam lộ đề hồ từ trong cái tụng hết. Huynh đệ phải sử dụng, lấy mình làm chứng nghiệm. Bây giờ cái miệng thầy đeo cái để cho cái răng nó thẳng á, đeo mấy tiếng hồ dở ra hửi không có mùi mùi hôi nào hết, mà để hai tiếng hồ ra ngoài hửi lại rất là thơm. Thơm như vậy đó. Mà đệ tử của thầy rất là
thích gần gũi, bị cái gì cũng nhờ thầy chấm chấm lành, bị sứa cắn cái mặt lấy tha lên á, mặt hết đỏ hết ngứa. Nó hay đến độ như vậy, mình lấy mình làm chứng nghiệm, mình làm được, đệ tử mình làm được, huynh đệ làm được hết, vì tất cả một cái đường đi thôi, mà chúng ta không chấp nhận đi, mà mình đi không tới nơi tới chốn, mình không đạt được những gì mình mong muốn, cho nên mình thấy nó mơ hồ. Còn người đã đi rồi là không mơ hồ, nó thực thể vô cùng, mà bản thân này chứng nghiệm. Nước miếng mình rất là ngọt và thơm, thậm chí thầy uống một cái ly trà, nó pha trà lá cho thầy xong, thầy uống xong thầy để phân nửa đó, thầy đi tiểu bang khác. 3 tuần sau về trà vẫn thơm, lá không có mốc, không gì hết, trà vẫn không có mùi hôi. Bản thân cái người bác sĩ đó lấy uống thử coi, vẫn như là trà, như là mới pha, chỉ có cái nguội thôi. Bây giờ anh chứng minh cái điều đó, anh là bác sĩ mà. Anh mua một ly cà phê, anh để đó, ngày anh uống chút, ngày uống chút, 6 ngày sau vẫn là cà phê nhưng mà nó nguội thôi, không có hư. Thấy ghê không? Mình tụng kinh đó, cái lợi lạc của mình hưởng, mình mới hiểu được. Bây giờ hỏi thầy mới nói, bây giờ mình đem ra mà nói, ta nói ông này muốn điên, ông tự cao tự đại. Trung đạo đã từng bị người ta nói tự cao, thì không phải. Mình lấy chứng nghiệm này để chia sẻ với huynh đệ cùng tu với mình, cùng tiến hóa trở về với trực, để tạo một cái phước đức cho mình tu học. Không có giấu, huynh đệ có chịu tu hay không, quyền lợi là từ đó. Nhưng chấp nhận tu, quyền lợi huynh đệ có, của huynh đệ chứ không phải có trung đạo. Bởi quyền lợi có sẵn, nhưng chúng ta không chịu xài quyền lợi của chư Phật, và chúng ta còn nghi ngại, nghi ngờ hoặc là không tin. Cho nên chúng ta không tiếp nhận sự dạy dỗ trong âm thầm từ chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Không cần phải tìm hiểu nó. Nếu tìm hiểu nào, tìm hiểu lâu rồi, chúng đọc đọc nhiều ghê lắm. Nhưng mà tin không? Ông lấy tư cách gì ông moi ra từng chữ? Chẳng hạn nói giờ chữ này trong cuốn sách ông thiếu 6 chữ, ông lấy đâu làm chứng cớ thiếu 6 chữ? Phải không? Ông lấy từ đâu? Đưa tôi coi đi, làm gì có. Vì chúng đạo nói ông thiếu 3 chữ đó, ông đưa tôi coi. Tao nghe người ta nói vậy, lấy gì chứng minh? Không có gì chứng minh cả. Đó không? Cho nên chúng ta, ông nói cái đó chưa chắc đã tin à. Phải chứng nghiệm. Lấy cái này làm chứng nghiệm, lấy cái này cho huynh đệ, mình làm được, các vị làm được. Cái lỗ tai lỡ mấy ngày thầy chấm vô, 2 ngày sau lỗ tai sạch lại như cũ. Ra biển tắm với thầy á, nó bị sứa cắn cái mặt với cái vai. Nó nói thầy chấm vô, 2 ngày sau hết, nhưng cái đùi nó không nói, cái đùi có thèo. Mới mét thầy, con không có nói, con ngại nó không nói, giờ cái đùi có thèo. Thấy chưa? Mà bản thân thầy làm được, tụi nó cũng chứng minh được, rồi nó thấy được việc làm đó, rồi nó tu giỏi hơn bởi vì nó tin. Vì cái niềm tin mãnh liệt, chúng ta tu mới có kết quả. Cho nên cái chướng ngại lớn nhất của chúng ta trong cuộc tu học là 2 điều, sợ hãi và nghi ngờ. Sợ hãi và nghi ngờ là 2 điều lớn nhất trong việc tu học. Nếu Phật tổ mình nghi ngờ cái pháp môn ngài tu học, chưa chắc ngài đã đắc. Ngài không nghi ngờ, đi thẳng vào vấn đề, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Ngài biết rằng trong bản thể này có ổng ngự trị, đi thẳng vào trong đó kiếm ổng luôn, gặp lại người xưa. Lúc đó gọi là mình Như Lai sống trong tôi từng hơi thở, đâu biết rằng ngày muôn thuở trong tôi, qua bao nhiêu kiếp nổi trôi, chợt trong khoảnh khắc ngày tôi tương phùng. Thấy chưa? Mình nhìn lại được ông già của mình. Lúc đó chúng đạo mới viết câu là Như Lai là con cũng và cũng là tất cả, là càng khôn là vũ trụ bao la, tình yêu thương ban rải khắp ta bà, là vạn vật trong con ngài một thể. Lúc đó mới dám nói câu này đó, mới dám nói câu như vậy, mới dám nói luôn, mới thực sự nói không sợ hãi, bởi vì mình hiểu được ổng là ai, mình là ai. Mình mới dám nói câu là chợt trong khoảnh khắc ngài tôi tương phùng. Hồi đó mình chưa tu, mình không hiểu, mình nghi ngờ, mình nghĩ là con không biết con từ đâu đến, cứ ngỡ từ bờ bến xa xôi, bao đời bao kiếp nổi trôi, quay về pháp giới ngày tôi sum vầy. Thấy chưa? Mình không hiểu mình từ đâu đến, mình cứ nghĩ mình ở nơi nào đó xa xôi, bao đời bao kiếp nổi trôi, quay về pháp giới là càng khôn, là vũ trụ, là Như Lai đó, thì ngày tôi sum vầy. Nghe chưa? A Di Đà Phật. Yeah. Còn hồi nãy con cái của mình á, không những mình ở trong nhà ảnh hưởng, thí dụ bây giờ thầy nói là huynh đệ thấy liền, các cô bác bà thấy ngay, đẻ đứa con ra dễ thương lắm, nó biết ăn là mình thích cái gì mình cứ nhét vô miệng, nó ngon lắm con, ngon lắm, là mình ngon cho mình thôi chứ nó biết gì mà ngon.
Nhưng mà mình nhét chúng sanh vô người nó riết dần dần, tánh linh nó dần dần mất dần. Rồi bắt đầu nó sẽ tập những tánh xấu xung quanh, tập từ tánh xấu của cha mẹ, tánh xấu của trường học, tánh xấu bà con lối xóm. Dần dần nó thâm nhập trong cái đầu, nó thấy một con nít nó rất là trong trắng, nó là một cái máy copy hoàn hảo nhất. Nó thấy, nó thấy thầu, rồi chờ dịp nó sổ ra. Mà chúng ta không thấy được cái huân tập âm thầm trong tư tưởng đó. Nó thấy thằng kia nhậu hoài, nhậu riết, lớn lên nó nhậu y chang vậy. Thấy ông cố nó chống gậy, mới mốt nó nghĩ tao sẽ chống gậy giống ông cố, già lên cũng giống gậy giống ông cố. Thực sự không có. Mình thấy không? Cái huân tập từ những nơi phải riêng mình, rồi chưa kể cái nghiệp nó mang từ ở cái tiền kiếp trở về với nó nữa. Nếu nó phước báo cha mẹ có tu học thì người con sanh vào trong cái nhà tu học đó để nó tiếp tục phát triển đạo tâm. Còn đứa con nghiệp lực quá sẽ nên vô cái nhà nghiệp lực nhiều hơn để cùng trả nợ với nhau. Nó gọi là quan gia trái chủ. Bởi vì là quan gia trái chủ cho nên trở thành anh em vợ chồng để mà cùng trả với nhau, hoặc là đòi nhau, hoặc là bù đắp cho nhau. Nhưng mà vào chung nhà để học hỏi với nhau chứ không phải để trả thù. Nếu chúng ta không hiểu chúng ta sẽ gây thêm nghiệp, còn chúng ta hiểu chúng ta sẽ trả hết nghiệp. Ghê chưa? Rõ không? Cái gì đọc rồi? Cái này là sách vở không có nói tới đâu á. Nó ngoài lề hết. Những gì giảng là giảng ngoài chứ không có trong sách đó. Chứng nghiệm hết, tất cả là chứng nghiệm. Lấy cuộc đời làm chứng nghiệm tu học, nương đời luyện đạo bỏ mê, nhờ đời đạt đạo thôi về chân như. Nếu không có đời chúng ta không thể nào phát triển đạo tâm lớn lao được. Vì chúng ta đã đắc đạo rồi, quay trở lại làm sống với thế gian, sống với huynh đệ để giúp huynh đệ phát triển, để đừng có tạo tác nghiệp quả, thì giác hạnh mới viên mãn được. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi tiếp đi dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con có được cái duyên lành để gặp thầy. Thì trước tiên con cũng xin giới thiệu, con là pháp danh Phước Hưng, con quê con ở An Giang, cùng gia đình con đến đây là có một người bạn này dẫn con đến, là nói thầy về đây được thuyết pháp. Mình nói nôm na cũng như tụi tèn ở ngoài chút xíu nha thầy, là cái fan hâm mộ của thầy. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là xin thầy chỉ dẫn cho con về cái cách luyện hơi tụng chú Đại Bi. Nhưng thì con có nghe thầy tụng có ba hơi à, mà trong vòng 17 phút, trong đó có cái bộ ngũ bộ lục chú và chú Đại Bi. Con theo thầy mà tụng không có được. Ba hơi mà thầy có 17 phút mấy giây mà thầy đã tụng hết cái bộ chú đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì con cũng mới có quy theo Phật pháp có khoảng 5-6 năm nay thôi. Trước tiên đó là con cũng chưa biết là nghiệp. Nay thì con cũng được là quý sư cho con một cái thời gian để con chuyển nghiệp. Bây giờ đây á, là con cũng trước đại trước thầy và cũng như trước đại chúng, thì cho con xin sắm lối phát lộ một lần nữa. Là lần thứ nhất á, là con đau ở trên cái đỉnh đầu của con á. Là cái này là do hồi lúc mà 77-78 miên nó quánh á, con đi giải phóng ở trên miên thì con chưa biết cái gì hết trơn á. Thì nói chung là đi lên trên đó đó thì là bộ đội nó đói dữ lắm, không có cái gì nó ăn, mà có đồ ăn á thì không dám ăn. Gà nguyên một chuồng nhé mà không dám ăn, bị ăn là bị chính điều quy định của bộ quốc phòng ta cấm, ta xử tử hình mình. Rồi cái canh đại đội phó của con á, ổng mới nghĩ ra một cách. Bây giờ có gà mà ăn không được, ăn toàn là muối không à. Rồi dân á, nó gặp gà nó cũng không dám nữa, nó cũng không dám ăn nữa, nó sợ mình bắt nó, mình sợ nó la, hai bên cứ sợ vậy hoài. Cho tối hôm nay mày đi kiếm cho tao 7 cây cầm xe Honda. Lúc đó là xe đạp xe Honda nó nằm lên khên á, con lấy kèm cắt mấy cái cây cầm đó về, có con cũng không biết gì nữa. Con nói mày mài cho nhọn cho tao đi, cho con mới mài. Tại con có nghĩ là đối với 7 cây cầm á, là đối với con á là cả một bổn mạng. Là bây giờ con đi xơm mịn á, đi gỡ mịn bằng cây cầm mới được. Ai cái dạ tối hôm nay ra đây nè Hoàng, ra đây
Hỏi như vậy, mày vô chuồng gà đó, mày bắt mấy con gà ra cho tao coi rồi, đằng tao kiếm con về gà đá. Thì con mới bắt đem ra cho ổng. Không ngờ lấy cây câm đó, ổng xè xè trên đầu con gà. Rồi cái bắt đầu nó nói, con này không có được mày ơi, đem vô. Ổng làm gần 20 con vậy đó. Rồi tới sáng ra cái ông nói, ủa, anh Tám sao mấy con gà này nó kỳ vậy? Nói, trời nó bị tôi lắm mày. Rồi bắt đầu mấy người dân miền người ta thấy gì, người ta lỡ nó con gà này nó bị tôi rồi. Giờ để hay nó chết nguyên bầy. Ông nói, thôi mà lấy ra cho dân ăn đi. Để cho dân mớ còn mớ, ông lấy lại mấy thầy trò ăn. Nói vụ này là con cũng không biết luôn. Mà gần tháng trời như vậy, đi tới chỗ nào cũng vậy hết. Thậm chí tới chó luôn. Tới chó luôn, ông nói mày bắt con chó đực cái vô cho tao. Bắt vô cho ông vuốt ve cho chó ăn. Rồi ông lấy cái cầm ông băm ngay đỉnh đầu rồi nè. Ông làm vậy hoài. Mà nói đúng ra đó, bạch với thầy, đâu có gì lắm, tụi con không có muối ăn. Lá tranh lập nhà đó thầy biết rồi đó, chúng con đốt, đốt tới cái độ mà lá tro nó trắng tinh á, tụi con mới lấy ăn cơm. Còn mà có một cái hơi đen vô là ăn bị đứt ruột, ăn là đứt ruột đó. Rồi sau khi con phục viên về thì con cứ bị đau cái đầu đó hoài à. Tới khi con đi quy y, con có đi lại làm cái công tác Phật sự cũng như coi chỉnh âm thanh cho chùa. Rồi sư trụ trì nói, con cũng có kể tình trạng con vậy đó. Thì sư nói, thôi ông lên pháp lộ đi. Nói này, con cũng ngu lắm, con cũng không biết cái vụ pháp lộ là làm sao nữa. Nói chừng sư kêu con lên trước đại chúng, trước chư tăng để con nói ra hết. Thì vậy, tới ngày hôm nay là con giảm đi được phần nữa, nó đỡ được phần nữa. Nhưng mà cái tánh của con còn hay sân dữ lắm. Đừng ai nói chuyện là cái đầu con nó rần lên là con nổi cơn điên lên à. Mà cái bản chất của con là không phải vậy. Bản chất của con có nóng. Dạ. Thành thử ra do từ ở chỗ đó đó. Thì con cũng có, sau khi con phát lộ xong, tụi con có hồi hướng. Con xuống tóc 2 lần để con hồi hướng cho quan gia đó. À, tới ngày hôm nay á, thì con cũng nói với thầy á, là con cứ nhìn con thấy một cái chuyện này mà con chưa có nói ra được, là ở gần tỉnh biên á, ở huyện Kỳ Trà Vong á, chỗ đó là khỉ á, như con nít vậy đó, bắt nó một lần đó hả, là thầy biết là một chuồng á, con khỉ á, nó lớn, mỗi một con là 7-8 kg, 9-10 kg không á. Rồi vì cái tụi con không có đồ ăn á, làm đồ ăn từ trung đội này làm như cái bắt đầu dây qua nó ăn. Nó ăn cái thằng này chữ kia, kia chữ nọ, cứ tưởng mình lấy ra ăn thôi. Nó chừng phát hiện ra cái con khỉ lại nó ăn. Con nói con khỉ nó ăn chứ không phải tụi tao ăn. Bắt đầu xách súng nó đi bắn. Ở đây giờ ông xách súng đi với tôi, con cũng xách súng theo nữa. Nhưng mà con nói con khỉ này nó là con vật mà thấy nó dễ thương quá đi, chắc nó cũng đói. Mà không ngờ thằng bạn con á, nó bắn cái con khỉ. Mà thầy biết không, rồi con hối hận. Con mua con súng con hối hận, con không biết làm gì hết trơn á. Có một đứa con đeo bắn trúng vậy cái tim. Rồi con khỉ con á, quằn vô vai con khỉ mẹ, từ ở trên cây sao chót ở trên á, nó chìm xuống. Đến cây sao thứ hai, con còn khỉ đực, nó mới phóng qua bệnh khỉ đực. Nó mới ẩm con nó cho con khỉ đực. Rồi con khỉ đực le lưỡi liếm cái mặt đó, cái nó buồn xuống rớt nó chết. Rồi cái mấy đứa nó nói, mày ăn đồ của tao phải không, giờ tao phải ăn thịt mày. Nó về nó kêu con nó, thôi tao không dám làm nữa, tao sợ lắm. Cổ gà tao còn không dám cắt nữa, liệu tao làm. Chừng nó nấu nước sôi nó trụng. Nói thiệt với thầy, con nít mới sanh ra làm sao con dòm con thấy con, trong mặt con ối hoài à. Rồi nó nói cái này không phải mình bắn, mà bị mình đuổi nó đi thôi. Rồi nguyên một trung đội nó đói quá đói thì nó dành con khỉ nó ăn. Con không có rớ vô tới cái miếng thịt đó. May là không rớ vô mà vậy đó, mà con cứ nằm con cứ thấy nó hoài. Dạ Di Đà Phật, rồi thầy hiểu ý rồi, thầy nói chuyện cho nghe. Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chú đã kể cho huynh đệ nghe. Huynh đệ thấy mình gián tiếp tạo nghiệp, làm phương tiện cho người ta làm ác, mình phải chịu trách nhiệm. Nếu mà mình không xe cây câm á thì làm gì giết chó giết gà.
Nhưng cái đầu ông bị á, nếu thầy làm được liền tức thì, nhưng nếu thầy làm á, thầy tự động lấy nghiệp của ông. Quý đệ ngồi xuống đi. Dạ. Thầy làm hết liền, nhưng nếu thầy làm vậy quan gia trái chủ nó không buông bỏ ông. Ông là nguyên nhân cho người ta phương tiện làm ác, lấy câm mày người ta đâm vô đầu để điểm huyệt á, rồi nó bị say. Là chính là đây là trực tiếp cho phương tiện làm ác, cho nên tất cả đều phải bệnh. Ông phải cái này bệnh, cái ông kia cũng bệnh mà bệnh khác, ông này bệnh mà bệnh khác, ông kia bệnh chết rồi phải không? Ừ, thì cũng đâu có, nhân quả không bao giờ bỏ qua cho bất cứ một ai, thì làm cái gì chịu cái đó. Nhưng mà phước là anh này biết tu cho nên chuyển nghiệp được. Bây giờ thầy chỉ cho huynh về tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho nhiều vô, thì thất thì thôi không, tụng đại bi xong đúng không? Đây là trả lời câu sau trước. Tụng đại bi xong, tụng Bát Nhã, tụng Yết Đế để giải trừ cái tâm chấp, xong tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho nhiều vô để giải cái tội sát sanh hay là gián tiếp hoặc trực tiếp sát sanh. Tụng xong tụng giải trừ quan gia trái chủ vãng sanh quyết định chân ngôn 49 lần. Tụng sát Phật diệt tội chân ngôn cho nhiều vô sám hối thì chắc chắn cái đầu sẽ hết. Một chút nữa thầy sẽ điểm vô đầu thì chú sẽ làm hết. Chú sẽ tánh sân hận chú bớt rất là nhiều. Sau khi tụng vãng sanh xong, tụng 21 lần thiện nữ thiên chú, tánh sân hận của chú sẽ hết. Trong vòng 49 ngày chắc chắn chú sẽ hết bệnh. Chúng thầy sẽ điểm cho chú A Di Đà Phật. Còn câu thứ hai, đâu thứ nhất mà tụng đại bi, đại bi chính là nội công tâm pháp, bài đại bi chính là nội công tâm pháp. À, sau này trung đạo sẽ giảng cái bài là đại bi tam muội chân quả, trong đó có những hình ảnh trung đạo ở trần dưới trừ 5 độ C, trừ 10 độ C, ở trần đi bình thường, người ta đi chơi tuyết, người ta mặc đồ thì chơi tuyết thì cái đầu trọc ở trần trượt tuyết, mà đi trong trừ 5 độ quay phim bình thường. Thì thầy sẽ giảng cái bài đại bi tam muội chân quả. Đại bi chính là nội công tâm pháp. Nếu mình biết luyện thì chính biết luyện cho nên mới giải trừ tất cả những trược độc trược uế trong cơ thể ra. Mình tụng trược độc trược uế trong cơ thể ra hết thì mình sẽ sạch, gọi là thanh khí. Trược khí không còn thì thanh khí đầy rẫy. Thanh khí đầy rẫy thì thân thể không bệnh tật. Nhưng chúng ta tụng đại bi cũng vậy, tụng theo cái dĩa mà thầy tụng cho huynh đệ nghe là tụng thường thôi. Còn riêng trung đạo tụng cho bản thân mình, trung đạo đi mỏ rất là chậm, hít một hơi thiệt dài, tụng một hơi thiệt dài. Khi mình hít một hơi thiệt dài, 84.000 lỗ chân lông sẽ thở ra, là đồ dơ nó ra. Khi mình thở ra, mình đọc ra đó, thì 84.000 lỗ chân lông nó sẽ thấy thanh khí vào, cho nên gọi là tẩy trược lược thanh. Tụng đại bi là nội công tâm pháp, cho nên mình phải tụng. Trung đạo chỉ với huynh đệ thôi, còn tụng nhanh cái tốc độ là bao nhiêu cứ làm, mà tụng phải hít sâu thở dài. Là chỉ độ tụng thường thôi nha, chú huynh đệ nghe trước. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đó là thường thôi. Giờ tụng trung đạo, tụng để cho trung đạo cũng là nghiệp này. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Tốc độ như vậy mà rất là rõ ràng, từng chữ không mất chữ nào, nhưng mà cái hơi mình phải thật là sâu rồi tụng. Hơi dài, hít sâu vô, đọc dài ra, hít sâu thì mình mới tẩy trược lược thanh nổi. Bởi vì nó là nội công tâm pháp, mình càng tụng nhiều, cơ thể mình càng nhiều năng lượng thì tự động đồ dơ sẽ biến mất. Nó từ từ nó sạch 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 dần, nước miếng mình sẽ thơm và ngọt, là cam lộ đề hồ. A Di Đà Phật, nhớ không? Còn nếu tụng chúng, tụng chúng tụng đều thôi. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà na ni, nam mô A Di Đà Na Đa Ra Ya Ya, nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Ba Ya Mu Đề Na Ba Ya Ma Na Na Ba Ya Ma Ca Lô Ni Ca Ya Ta Ban Ra Phật Giê Su Đà Na Na. Nam mô Tát Kiệt Lợi Đại Mông A Di Đà Bà Lô Yên Đề Na Phật Ra Na Na Ma Nam Mô Na Đăng Thi Hê Ri Ma Ban Đa Sa Mi Tăng Ba Ta Đô Yu Ban A Thi Yên Tăng Ba Tăng Đa Nam Ma Ba Ya Ma Phật Đa Đâu Đa. Đó mình tụng chúng. Còn tụng riêng cho mình ở nhà là mình tụng tốc độ để mình lấy cái năng lượng, và tụng rõ, không được bỏ chữ, không được ăn gian, rõ không?
Đó là cách luyện nội công tâm pháp. Cái hơi mình từ từ sẽ dài sẽ sâu. Mà hơi dài sâu thì cái não mình có đủ dưỡng khí. Mà cái đủ dưỡng khí rồi thì mặt mình sẽ sáng và đẹp. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi trung đạo sẽ đúc kết lại mấy phút hướng dẫn huynh đệ tu như thế nào để chuyển nghiệp. Huynh đệ nhớ không? Muốn chuyển nghiệp chúng ta phải sống với những đức tánh thật tốt lành của chư Phật, là sống khiêm nhường, sống kính trọng, sống yêu thương rộng lượng, từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng, tha thứ trong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, trong từng hơi thở. Biểu lộ những cái tánh tốt này từ 1 tới 5 năm sau thì chúng ta chuyển nghiệp lực từ một cái nghiệp xấu nhất cho chuyển thành nghiệp tốt nhất trong cuộc đời tu học của mình. Trung đạo cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát mười phương luôn luôn gia hộ cho huynh đệ thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng suốt, học đạo tinh tấn, Bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tụng đại bi để xóa cái nghiệp mình đã tạo tác, mình không phải xóa hẳn, nhưng mình sẽ làm hoán chuyển được cái nghiệp lực đó. Thay vì nó đến thật là xấu, nó đến nhẹ hơn. Chúng ta miên mật nhiều nữa, mình tẩy trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng. Đó, công năng của đại bi là thế. Sau khi tụng thời kinh xong, ngồi nhắm mắt lại niệm Lục Tự Di Đà đúng nghĩa luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Hít một hơi vào niệm Phật, thở ra niệm Phật. Ít nhất phải 20 phút sau khi tụng kinh. Tuyệt đối không được đứng lên bỏ đi. Chúng ta tụng đại bi, thầy có nói rồi, chúng ta kính mời thỉnh chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát để chứng kiến sự tu tụng của mình. Mình đã mời các vị xuống xong, tụng xong đại bi chưa có gì hết, sách đích bỏ đi là mang cái tội đại bất kính. Mà ngày nào cũng vậy là đừng có hòng có sự gia hộ. Chúng ta phải ngồi lại ít nhất 20 phút để niệm Phật, cho an lành lại, cái tánh mình nó an dịu lại, cái tâm mình nó bình tĩnh lại, cái trí mình nó định lại, thì tự nhiên nghiệp lực mình sẽ giảm đi. Mình phải ngưng tạo tác trong ngày hôm nay thì nghiệp lực của ngày hôm qua nó mới giảm đi, rồi nghiệp lực ngày mai sẽ tốt lành hơn. Trung đạo nói như vậy huynh đệ sẽ rõ ràng hơn, rất là dễ hiểu. Bây giờ luật nhân quả huynh đệ biết rồi, quả báo là không sai trật với ai hết và không bao giờ tha thứ cho ai. Đừng có tưởng hối lộ được, không có đâu. Mình làm cái gì mình phải chịu trách nhiệm. Mình là cha đẻ của nghịch cảnh, thuận cảnh, nghịch duyên, thuận duyên, tốt và xấu. Mình là cha đẻ của tất cả những gì trở lại với mình. Đừng có hòng mà tránh né, không bao giờ tránh né được. Luật bất di bất dịch của vũ trụ gọi là luật nhân quả. Chúng ta làm ra phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi chúng ta biết ngồi xuống tu, chúng ta sẽ chuyển hóa được cái luật này bằng cách là sẽ không đến như mình đã tạo tác, nhưng sẽ giảm đi rất là nhiều. Thí dụ đụng cái rầm là gãy 3-4 cái xương sườn đằng này, trầy da thôi. Đó là chuyển nghiệp đó. Cho nên chúng ta ngồi xuống tu, tu cho miệt mài, cho dù 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ cũng vậy, hết lòng trong đó đi, lúc đó cái tu mình mới được tính. Đó. Còn nếu mà tụng cho hết thời, đừng tụng, mất công lắm, phí thời gian. Tại vì chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát không bao giờ kêu chúng ta trả nợ. Thì mắc chứng gì ngồi xuống rồi trả nợ. Ở trong đây ai bị ép buộc tu giơ tay lên. Ai bị ép tu, ai bị dí dao vô cổ bắt ngồi xuống tu giơ tay lên. Tức là mình tình nguyện đúng không? Hả? Tình nguyện phải được vui mới làm chứ. Đã tình nguyện thì mới vui, vui làm thì có kết quả. Còn ngồi xuống mà tụng mà nhăn nhăn, đừng có hòng. Ông thấy cái mặt mình là ông không dám lại gần rồi. Tu mà mếu máu nhăn nhó bệnh tật, làm sao dám lại gần để độ. Vui vẻ để được tụng, vui vẻ để được niệm Phật. Nhờ cái an lạc hạnh phúc niệm Phật tụng kinh đó, chúng ta mới tiếp nhận được cái kết quả lợi lạc như mong muốn. Những gì các con nguyện cầu đều sẽ được như ý. Nếu con trì tụng đại bi và niệm danh hiệu của cha ta, cầu quả vị gì con được quả vị ấy. Nếu lời cầu nguyện của các con không tụ thành, ta không thành chánh đẳng chánh giác. Đó là lời nguyện của mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Trung đạo là người dựa vào lời nguyện này làm hết mình thì ngài phải đáp ứng thôi. Vì ngài không bao giờ nói ngoa. Cho nên thầy hỏi là có. Hỏi là có, không có thầy dãy đạch đạch như con nít vậy đó, lúc đó kiếm chuyện đó.
thầy khóc thầy la là tại sao nói mà không làm, mà bắt người ta làm cho đã, bây giờ không chịu làm, đúng không? Mình có quyền đòi hỏi, mình có quyền nói nếu mà không thực hiện theo lời nguyện, bởi vì mình là con của Ngài mà. Mẹ kêu sao con làm vậy? Bây giờ thầy hỏi huynh đệ, một đứa con ngoan làm tất cả những bổn phận của mình, mẹ thương không? Cha thương không? Quá thương luôn. Thì nó đòi gì có cho không? Cho hết. Cái thằng nghịch tử mà còn phải đưa gia tài cho nó không chi, thằng con có hiếu phải không? Nó cờ bạc nhậu nhẹt rượu chè hết gia tài, phải bán đất cho nó không thôi, quý tử nó giận mình khổ làm sao? Hồi nhỏ mình thương nó quá, mình chiều nó quá, mình giết chết ông Phật của nó. Bây giờ cái thằng tôi nó khổng lồ, hồi nhỏ là quý tử, lớn lên thành quái tử rồi, bây giờ nó quậy tan nát lối xóm hết đó. Lỗi của cha mẹ đi giết chết Phật tánh của con cái mình đó. Có nhớ không? Nhớ thầy nói gì không? Thương nó quá rồi, chiều nó quá rồi, cái tôi nó dần dần lớn, ông Phật nó nhỏ xíu à. Khi mà nó già, nó cứng đầu cứng cổ rồi, thì cái tôi nó cũng cứng nhắc luôn. Ông Phật nó không có cơ hội ngồi dậy để dạy dỗ nó, cho nên nó phá tan nát cuộc đời của nó. Bởi vì cha mẹ đã thương yêu quá độ, làm cho thằng con mình nó không còn cái tánh Phật, mà cái tánh tôi nó khổng lồ, phàm phu tục tử, thành ra chết Phật tánh của nó rồi. Lỗi của cha mẹ hết á, nhớ chưa? Đừng có nói tại sao tôi khổ, thằng con ba mấy bốn chục tuổi, ba mấy bốn chục tuổi vẫn còn nấu cơm, dọn lên cho nó ăn, giặt quần áo cho nó mà ngồi đó. Hỏi con bà bao nhiêu, nói dạ mới có 36 tuổi. Ủa mới 36 hả? Mà còn dọn cơm giặt quần áo cho nó đó, thấy chưa? Làm thằng nhỏ mất đi cái tánh của đàn ông, mất đi cái bổn phận làm con, mất đi bổn phận làm chồng, có vợ đẻ con để mẹ nuôi luôn, nó trở thành nghịch tử rồi đó, đâu phải là quý tử nữa đâu. Lỗi chúng ta là làm cho con mình mất đi cái Phật tánh, làm cho cái bản tánh phàm phu tục tử, cái tôi, cái ngã nó khổng lồ lên, cho nên nó làm khổ mình. Bây giờ nó 100 tuổi mình còn sống, mình còn khổ gì nó, đúng không? Cho nên mình phải huấn luyện nó ngay từ lúc nhỏ, biết làm cho người khác an lành hạnh phúc. Mình giúp nó phát triển như vậy thì lớn lên á, Phật tánh nó phát triển rất là lớn rộng, cái tôi phàm phu tục tử nó dần dần sẽ chết. Là chúng ta đang giúp cho cái xã hội, đất nước của mình phát triển tốt lành hơn, đời sống tâm linh cao đẹp hơn. Có phải vậy không? Chúng ta sản xuất ra một minh quân, sản xuất ra một ông thầy giỏi, một ông thầy thông minh, ông thầy đạo đức, đạo hạnh cao, thì mình đang giúp cho dân tộc của mình đó. Đúng chưa? Còn mình sản xuất một thằng con thiệt là hại đất, hại nước, hại làng xóm, hại bà con, không lợi lạc cho ai, không lợi lạc cho bản thân nó. Mình là thủ phạm đó, chứ không ai hết trơn á. Đừng có nói là ông thầy nói quá đáng, mình là thủ phạm giết chết con của mình đó, chứ không ai cả. Rõ không? Đồng ý không? Ma Di Đà Phật. Chúng ta không những tạo nghiệp cho bản thân mình rồi, mình tạo cho thằng con mình, tạo tác nghiệp cho mẹ con, súng cùng súng nhau tạo tác nghiệp ác không, cho nên khổ hoài, bắt đầu than thở. Sao than được? Mình là chủ nhân của mọi thứ, sao mình than? Thay vì mình làm những điều như vậy đó, giờ quay ngược lại, làm ngược chiều lại đi, tạo ra một đứa con an lành, tốt lành cho đất nước, cho xã hội, mình hạnh phúc, nó hạnh phúc, bà con lối xóm hạnh phúc, thiệt sự là phước đức. Bây giờ biết cách chuyển nghiệp rồi phải không? Ngồi cho mình một khoảng cách thiêng liêng nhất, tụng miên mật, niệm Phật, an lành hạnh phúc, tụng kinh chú để giải trừ bệnh tật, nghiệp chướng, quan gia, trái chủ, niệm Phật để được an lành hạnh phúc. Hai cái này gồm lại mới đủ công phu. Còn nếu tụng kinh xong mà bỏ đi, không chịu niệm Phật là công phu không tròn đủ, thì đời sống tâm linh cũng không có mạnh mẽ được, không có đủ sức để chuyển nghiệp lực được. Dễ hiểu không? Có cần nói chậm lại không? Thực sự tu rất là dễ, chỉ cần mình thúc đẩy mình thôi. Chẳng hạn 4 giờ sáng tự nhiên ai đó nắm tóc giật, nắm tay kéo là ngồi dậy làm công phu liền tức thì, bởi có người nhắc nhở đi cùng tu với mình. Huynh đệ đừng có tưởng là mình tu một mình, không có đâu. Huynh đệ vừa ngồi xuống gõ chuông thỉnh mỏ gái là rồi, ít nhất cũng vài 30 người chung quanh mình ngồi xuống để lắng nghe mình tu một thời. Thiệt sự cái thời gian này rất là linh thiêng. Nếu huynh đệ tu hết lòng đi, những huynh đệ chung quanh nó lợi lạc vô cùng, chưa kể chư thiên đứng bên cạnh. Đừng có tưởng mình tu mình, không có đâu. Không bao giờ một mình đâu. Trong này đã có một ông chờ sẵn, bên cạnh có những ông khác ngồi nghe. Có lần trung đạo đi trị bệnh, về trị bệnh nhiều năm nhiều tháng, về tới ngâm nước để xả độc á, ngâm muối rồi đổ nước nóng vô, nằm trong đây rồi niệm Phật, rồi xả những cái trược mình đã tiếp nhận của huynh đệ bệnh tật. Bệnh tật của huynh đệ mình nằm cái tự nhiên khóc ngon lành, thấy mình đi đâu cũng có người, về tới cái chùa mình thì một thân một mình nằm trong cái bồn nước rồi thấy đơn độc. Cái cảm xúc của một người
một con người bình thường thì cảm thấy buồn là không, chúng mình không có ai không để nói chuyện tâm sự vui giỡn, nói chuyện này nọ, thì tự nhiên chảy nước mắt rồi khóc, cảm thấy mình đơn độc. Thì chứ mình nghe nói khóc cái gì, trong con có ta mà, còn có một người với con mà, khóc cái gì. Mình mới giật mình á, ồ thì ra ổng luôn luôn ở với mình, nhưng mà mình không có ý thức được như vậy, nhưng mình cảm thấy đơn độc. Từ đó đi hết thấy đơn độc, biết rằng là luôn luôn có ổng bên cạnh trong này luôn. Ông nào vậy? Ông Phật của mình đó. Lúc đó ổng thức dậy rồi. Khóc cái gì, trong ta, trong con có ta mà. Rồi chuẩn bị đi Ấn Độ nữa chứ, tụng kinh niên mật để được đi về đất Phật. Hỏi đi đâu vậy? Nói đi về Ấn Độ, về đất Phật. Nói đi đâu? Mày đi tao đi, mày đứng tao đứng, mày nằm tao nằm, mày ngồi tao ngồi. Đi đâu? Ông nào đi với mình? Ông nào đứng với mình? Ông nào ăn với mình? Ông Phật của mình đó. Thấy chưa? Khi con phóng tâm ra ngoài kiếm một ông Phật không thực thể, không hiện hữu, thì con đã rời xa ông Phật tại tâm của chính mình rồi. Mình bỏ rơi ông Phật ở trong người của mình đó. Thấy không? Cho nên chúng ta quay trở lại bản thể này, gọi là quay ngược trở vô trong mình, nhìn lại ông Phật của mình, rồi tiếp nhận đây là người từng sống với mình, coi người này sống chung với mình cả đời này sang đời nọ, cùng với người này tu để chuyển hóa nghiệp lực, đồng thời chúng ta độ tất cả những huynh đệ chung quanh cùng tiến hóa với mình để tạo âm đức trong việc chuyển nghiệp. Thấy lợi lạc vô cùng chưa? Nếu huynh đệ hiểu được như vậy thì huynh đệ rất là vui vẻ, hạnh phúc để được tu. Chúng ta chuyển hóa nghiệp lực của mình trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Cái nghiệp ngày mai của mình là Phật. Bây giờ tại sao chúng ta không còn nghiệp? Kể từ ngày hôm nay tới đây, Trung Đạo nói không còn nghiệp, huynh đệ cũng không tin. Nhưng huynh đệ cứ tu thử đi, huynh đệ sẽ thấy được cái lời Trung Đạo nói. Huynh đệ đã hiểu rồi, luật nhân quả không tha thứ cho bất cứ một ai, đúng không? Bây giờ trong lòng huynh đệ có Phật, trong miệng mình nói Phật, trong đầu nghĩ Phật, con mắt mình nhìn thấy Phật, trước mặt là Phật, sau lưng là Phật, hai vai là Phật, trong tim có Phật, tất cả từ hơi thở ra vào đều nghĩ tưởng nói tới Phật. Mình cứ thải hết ra, tận cùng ra Phật, Phật, Phật. Quả báo trở về là gì? Là gì? Là Phật. Thì còn gọi là nghiệp không? Phật là không còn nghiệp. Chính vì chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sống trong điều này, rồi biểu lộ cái điều này, chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn, là nghiệp chúng ta sẽ mất. Không những chuyển mà còn hết nghiệp. Bởi chúng ta chỉ có Phật ngự trị thôi. Trong mắt mình nhìn thấy Phật, huynh đệ là Phật. Bây giờ huynh đệ chưa thấy Phật huynh đệ, nhưng Trung Đạo nghĩ huynh đệ có Phật trong lòng. Phật sẽ thành, đang ngồi trước mặt Trung Đạo. Trung Đạo cúi đầu chào huynh đệ với cái tấm lòng kính trọng và khiêm nhường, bởi biết rằng một ngày nào đó lên kia nó ngồi, mình lại thấy bà cố nội luôn đó. Mình cũng kêu bằng Phật, phải không? Tất cả chúng ta là Phật sẽ thành đó. Chúng ta phải biết quý trọng cái thân này, giúp đỡ cái thân này sạch, khỏe, mạnh, sáng. Cái thân này khỏe mạnh sáng thì ông Phật có chỗ ở sạch sẽ mạnh mẽ. Còn nếu cái thân này sức cùi gãy gọng thì khó tu ghê lắm, bởi ông Phật không có chỗ ở. Rõ không? Rõ chưa? Trung Đạo mới đánh thức huynh đệ. Huynh đệ phải nhìn lại tại sao chúng ta bị khiếm khuyết, không đủ sức khỏe, mọi thứ nó trầy trật, con đường đi mình không có sáng. Hả, buồn phiền nhiều quá, nhất là đàn bà. Trung Đạo học về y khoa rất là kỹ, Trung Đạo không phải là bác sĩ nha, không phải là thầy thuốc vậy đó. Học về cơ thể học rất là rõ ràng. Người đàn bà, cái ngực là nơi xúc cảm lớn nhất. Trung Đạo tìm hiểu rất là kỹ. Khi người đàn bà sanh đẻ, huynh đệ đừng có tưởng rằng khi mình sanh là đau bụng rặn đẻ, không có như vậy đâu. Lúc sinh huynh đệ bắt đầu đau bụng thì trên đầu huynh đệ đã có một vị ngồi sẵn để tay lên đầu, hai vị thiện đần đứng hai bên, để chi đứa nhỏ ra đời thì các ngài mới đưa cái linh hồn vào đứa bé đó để nó trở thành một người tốt lành mạnh khỏe, đâu ra đó nó không có điên khùng bậy bạ, rõ không? Thật ra huynh đệ đừng nghĩ rằng mình đẻ một mình, không có. Bởi vì đứa nhỏ ra đời rất là quan trọng, đứa nhỏ này có thể trở thành một minh sư, một minh quân, một người tài giỏi cho đất nước, cho bà con lối xóm. Cho nên các ngài rất là trân trọng việc quý vị sinh đẻ ra một đứa đẻ rất là tốt lành. Ghê chưa? Huynh đệ không bao giờ. Nhưng mà đặc biệt khi sanh xong đứa nhỏ,
thì người đàn bà sẽ có sữa cho con bú. Giữa người đàn bà và đứa nhỏ nó có một cái nhịp cầu, nó gọi là thần giao cách cảm rất là mạnh. Bởi vì đứa nhỏ ở trong bụng mình tới 9 tháng 10 ngày, nó nằm trong cái bầu bụng của mẹ. Hằng ngày mẹ thở nó thở, người mẹ ăn nó ăn, người mẹ ngủ nó ngủ, người mẹ nghỉ nó nghỉ, mẹ làm nó làm. Hằng nói bậy nó nghe, thì lớn lên nó giống mình là vậy, đừng có trách tại sao nó xấu giống mình quá. Đúng không? Thành ra khi giữa mình với nó, mà đặc biệt mình mệt cỡ nào, ngủ mê cỡ nào, mà đứa nhỏ nó ẹn cái mình thức liền. Tại sao vậy? Bởi vì cái tế bào nhũ, tức là sữa trong ngực người đàn bà, là những nhịp cầu. Khi mà đứa nhỏ nó ẹ thì tế bào sữa nó làm cho mình đau, nó đưa lên cái não, mình phải thức. Nó hay đến mức như vậy. Cái âm thanh đứa nhỏ nó ẹ cái nó làm rung động cái ngực, rung động cái đầu, người mẹ thức dậy cho con bú. Hay chưa? Mà huynh đệ không có hề biết cái tâm linh. Nhưng mà mình nhìn vô khía cạnh tâm linh, mình thấy sự thiêng liêng nằm trong giữa người mẹ và đứa bé là thần giao cách cảm. Trên người đàn bà cái xúc cảm rất là lớn. Hả, mà yếu lòng quá, buồn phiền đau khổ mà cứ giữ trong bụng này hoài, cái ngực nó sẽ có cục. Nhớ không? Còn người nào ông buồn phiền đau khổ quá độ mà không nói ra được, mà giận hờn hoài sẽ bị tai biến. Thành ra phải cẩn thận. Hả, buồn ngồi xuống niệm Phật để đừng buồn. Hả, đau khổ niệm Phật để đừng đau khổ. Mình thấy người ta làm mình đau khổ, nguyện đời này được không làm ai đau khổ hết. Người thấy người ta ghen tị, ghen tuông với mình quá, nguyện đời này không ganh tị, ghen tuông với ai hết. Bởi vì Phật Pháp bất ly thế gian Pháp là thế. Người ta làm, mình thấy mình đừng làm. Người ta làm xấu với ba tánh sanh, mình nguyện không làm xấu ba tánh chúng sanh. Người ta hận thù ganh ghét với mình, nguyện không hận thù ganh ghét với ai. Đó mới thực sự là một người đang biểu lộ Phật Pháp trong thế gian Pháp. Còn nếu người ta làm mình trả thù lại, thì mình với nó cũng thứ xuống địa ngục hết à. Thấy chưa? Nếu mình lặp lại những gì người ta lặp lại với mình thì mình là tiểu nhân. Mà người tu theo Phật Pháp là quân tử chứ không tiểu nhân. Không thèm trả thù, không cần. Mình thấy làm xấu, đời này sẽ không làm xấu. Cho nên trong đạo nói, đã đau khổ rồi, nguyện sẽ không làm cho ai đau khổ hết. Đã bị hận thù rồi, nguyện đời này không làm cho ai hận thù và không hận thù ai cả. Mới gọi là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Bây giờ hiểu rõ Phật Pháp bất ly thế gian Pháp chưa? Bây giờ học là tốt rồi đó. Học là giỏi rồi đó. Bây giờ đã hiểu rồi thì làm rất là dễ. Rõ không? Cái gì là Phật? Tu chuyển nghiệp thực sự rất là dễ. Mà có điều kiện cần thiết để giúp chúng ta tu chuyển nghiệp là khi ngồi xuống tu, là cho dù ít hay nhiều cũng bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh trong đó, thì việc tu mình mới có giá trị như mong muốn. Chúng ta muốn cầu điều gì, chúng ta phải bỏ tấm lòng ra. Việt Nam mình nói là học thuộc lòng, đúng không? Nếu làm không có tấm lòng thì không thể nào được như ý. Không bao giờ nói là học thuộc đầu, học thuộc não, không có đâu. Học thuộc tấm lòng. Còn người Mỹ nói là học bằng con tim. Cho nên con tim là tất cả. Người Tàu dùng chữ tâm, người Mỹ dùng chữ tim, Việt Nam mình dùng tấm lòng. Cho nên tấm lòng bự hơn cái tim. Tấm lòng người Việt Nam rất là to, to ghê lắm. Cho nên chúng ta phải dụng lòng, dụng tâm, dụng trí tuệ trong lúc tu luyện, thì chúng ta mới có cơ hội chuyển được nghiệp lực mình đã tạo tác trong quá khứ. Rõ không? Thí dụ giờ tụng, ví dụ anh đệ tụng 108 biến đại bi đi, để cầu mong mình chuyển nghiệp. Nhưng mình tụng cho cái số lượng mà cái tính cho xong để mình đứng dậy á, là không bao giờ có kết quả. Chẳng hạn tụng 21 biến mà biến nào cũng sống trong cái biến mình tụng á, sống trong nó, sống trong nó, sống trong nó, thì chắc chắn lời nguyện cầu mình sẽ được như ý. Bởi vì mình sống trong cái niệm, sống trong cái tụng, thì kết quả mới mỹ mãn được. Còn tụng một số 108 biến cho nó lẹ ra xong, không được gì đâu, chỉ mỏi miệng thôi à, cùng lắm thì gãi ngứa thôi. Còn mình tụng cả tấm lòng ha, những người xung quanh này hưởng đủ hết, nó hay lắm. Mình hít một hơi thiệt dài, tụng một hơi thiệt dài, lỗ chân lông mình nó quan điểm, nó sẽ đưa ra lỗ chân lông bên cạnh, nó hút vô cái nó rõ lên, nó mạnh lên, rồi từ từ nó siêu. Đó là âm đức vô cùng tận, đạo hạnh cao vô cùng. Chúng ta càng tu tụng, huynh đệ xung quanh càng siêu nhiều chừng nào, âm đức mình càng rộng lớn chừng đó, đạo hạnh mình mới cao dày được. Vì chúng ta không hiểu biết, nên chúng ta không có làm tới nơi tới chốn. Nhưng việc tu học chúng ta nó trì trệ là vậy đó. Và chúng ta bê bối chừng nào á, bên cạnh nó càng buông nhiều chừng đó, chư thiên chư Phật bên cạnh không hộ trì mình được, bởi vì mình bê bối quá. Cái nhà mình không sạch, cái nhà mình lúc nào cũng đóng cửa, không chịu mở tấm lòng ra thì các ngài không đổ quà vào được. Cho nên người tu học, tu Phật phải mở tấm lòng ra,
mở trí tuệ ra thì chư Phật mới đổ những cái ân điển vào chúng ta để giúp chúng ta tiến hóa, giải trừ bệnh tật, nghiệp chướng và hoán chuyển nghiệp lực của mình. Dễ không? Hiểu được thì dễ vô cùng luôn á. Làm thử đi thấy, trong 100 ngày thôi, không có nhiều, 100 ngày cuộc đời thay đổi liền, 100 ngày sau là mặt đẹp liền. Rõ ràng như vậy luôn á. Thử đi, thử mấy, ờ thôi làm chứ đừng có thử, làm thiệt luôn đi. Làm thiệt luôn nha. Lợi cho mình đâu phải cho thầy đâu, đâu phải cho chùa, cho Phật. Lợi cho mình, lợi cho con cái, lợi cho gia đình. Chắc chắn là lợi, bởi vì Ngài đã nguyện rồi là Ngài sẽ thực hiện cái lời nguyện của Ngài mà không nói ngoa điêu một lời nào hết. Làm không? A Di Đà Phật, nói thì nhớ đó. Tất cả chúng ta đều có khả năng tu học giống nhau, nhưng chúng ta không chịu làm thôi. Nếu chúng ta khai thác cái khả năng này nó phát triển đến tột đỉnh thì chúng ta đạt tới mức khả năng mình tới tột đỉnh thì mình có cơ hội tiếp nhận quyền năng của chư Phật. Cho nên chúng ta phải ngồi xuống tu tụng để phát triển khả năng tâm linh mình đến tột đỉnh thì lúc đó mình mới được chư Phật ban ân điển, còn có nghĩa là mình tiếp nhận quyền năng của các ngài để làm phương tiện độ sinh, làm phương tiện độ linh. Độ sinh là làm việc cho huynh đệ sống, độ linh là những phần chưa siêu. Cho nên chúng ta có khả năng tiếp nhận quyền năng của chư Phật, quý vị hiện là ngồi xuống phải làm cho ra trò. Còn không thôi chúng ta không có đủ khả năng tiếp nhận sự ban ân điển các ngài, chúng ta để xuống cái chúng ta ngủ gục liền tức thì, ngồi xuống gõ gõ cái ngủ ngáp rồi, bởi chúng ta không đủ lực để nhận đó. Có phải vậy không? Tụng cái lời rồi xong, lại một giấc đã đời, lại một giấc, lại một lại là 30 phút á. Có ai lại 30 phút một lại chưa? Có ai chưa? Vậy là giỏi đó. Đệ tử thầy nó giỏi lắm, nó lại một cái là 30 phút. Từ khi nó lạy xuống rồi nó ngóc lên là 30 phút một lạy. Ghê chưa? Nó ịt ịt 30 phút à. Lạy một giấc đã đời. Mà nó thấy nó chổng khu nó ngủ nữa chứ. Thấy thương không? Mà nó nói là con làm liên tục một tháng luôn, có khi 10 phút, có khi 5 phút, mà con lạy cái là con chổng khu ngủ luôn à. Không đủ lực thì tiếp nhận, thành ra cái ngày để ịt xỉu luôn. Đó, tu khù lù, tu mà nửa tu nửa không thì ra quốc phát tịch ngủm liền rồi mất công. Những lúc chúng ta tụng cả lâm hay ngáp lên ngáp xuống là biết lúc đó mình bê bối đó. Nhưng ông đừng có đổ thừa, hôm nay sao tôi mệt. Không phải tôi bên huynh đệ đông quá, nó ngồi gần mình quá, mình không đủ lực giúp người ta cho nên mình ngáp, mình mệt là lý do đó. Chứ mình cố gắng mình sám hối cho nhiều vô, tụng cho mạnh mẽ vô để giúp huynh đệ đó. Nhớ không? Nó khỏe, mình khỏe. À mình yêu bê bối quá nó hút mình yếu. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta, họ rất là cần sự quan tâm của mình. Cho nên Phật Tổ Ngài nói rất là dễ thương. Chỉ có 5 phút thôi, nghĩ tưởng tình yêu thiêng liêng có 5 phút thôi. Ban rải tình yêu thiêng liêng tới lòng đại từ đại bi á, ra cho huynh đệ chung quanh. Khi mà con ban phát lòng đại từ đại bi ra cõi ta bà, con giúp đỡ rất là nhiều linh hồn trong cảnh giới này đó. Chỉ có 5 phút thôi, hỏi lại mình coi mình làm được 5 phút chưa? Chưa bao giờ biết làm được 5 phút cho huynh đệ của mình. Vì chúng ta ngồi xuống tụng 1 tiếng đồng hồ, trong 1 tiếng đó mình ban rải lòng đại từ đại bi cho những huynh đệ âm linh chưa siêu thì phước đức vô lượng. Một ngày ngài chỉ hỏi mình có 5 phút thôi, là mình cho cả tiếng đồng hồ hỏi coi phước đức cỡ nào, lúc đó mình sẽ có đủ khả năng tiếp nhận quyền năng của chư Phật ban cho mình, là vậy đó. Rõ không? Dễ quá ha. Ừ, rất là dễ. Thực sự á, nếu mà huynh đệ mà tiếp nhận sự chia sẻ của trung đạo mà cùng tu rồi, chúng ta tiến hóa lẹ ghê lắm. Kỳ sau quay trở lại huynh đệ đẹp hơn, quay lại đẹp hơn, đẹp hơn. Đó là món quà cho trung đạo á. Còn tuần sau quay lại mặt thấy mà ớn thôi thì đau khổ vô cùng. Lời nói mình như là mây trôi gió thoảng vậy. Không tồn động lại chút nào. Nghe vỗ tay rầm 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 bước ra kia giáp cục đá quên hết. Đúng không? Thiệt sự là uổng công ngồi đây nghe. Sự chia sẻ rất là quan trọng. Trung đạo lặp đi lặp lại nhiều điểm cần thiết để huynh đệ nhớ. Mà chúng ta ngộ cái là trung đạo có viết câu là tánh xấu dễ thu thập, tánh tốt khó tu tập. Hả, xấu quẹt qua cái dính liền. Còn tốt lặp đi lặp lại hoài, cái vừa làm tốt được vài ba bữa cái thằng kia nó chọt vô cái xấu liền tức thì. Thấy không? Thì chúng ta phải có định lực trong cái biểu lộ của mình.
Nếu mình đã biểu lộ cái tánh tốt rồi là cứ năng nổ làm bài, trở thành một cách huân tập. Mà huân tập tốt nhiều năm quá, tự nhiên những cái xấu nó biến mất mà mình không hay biết. Đó là chuyển nghiệp đó. Bây giờ cái cách đơn giản nhất nào chia sẻ vấn đề, tập tánh khiêm nhường. Khiêm nhường thiệt là khiêm nhường. Như thường bất khinh Bồ Tát, thấy không? Gặp ai cũng cúi đầu, nhớ không? Anh sẽ thành Phật, huynh sẽ thành Phật, bác sẽ thành Phật, chú thành Phật. Ngài cúi đầu. Nhờ cúi đầu mới biểu lộ được cái tánh khiêm nhường. Nhờ khiêm nhường cho nên không có tánh tự cao tự đại, cao ngạo, kiêu ngạo, kiêu hãnh, hãnh diện. Nhờ không có tánh này cho nên mình còn có cơ hội học hỏi. Nhờ biết khiêm nhường cho nên còn có con đường trở về với chư Phật. Các ngài mong muốn tất cả chúng ta biểu lộ cái tánh khiêm nhường trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Cho dù cơ cực cỡ nào cũng phải biết khiêm nhường. Đó là cái sự mong cầu của các ngài đó. Vậy các ngài nói á, tự cao, tự đại, hãnh diện sẽ không bao giờ học được điều gì cả. Chỉ có lòng khiêm nhường tuyệt đối mới tiếp nhận được chân lý của chư Phật mà thôi. Bây giờ thí dụ, huynh đây học được cái pháp nào đó, đúng không? Rất là giỏi tới bậc đó luôn, nhìn thấy sự việc mọi thứ rất là hay trước con mắt mình, rồi mình chấp nhận nó luôn, mình sống trong nó. Rồi những người khác mình coi không ra gì hết, là huynh tới đó luôn, chứ huynh không hơn được nữa. Rồi mình đã tự đóng cửa mình rồi. Nhưng nếu huynh đã học tới mức đó, huynh càng lúc càng thương yêu bá tánh nhiều nhiều nhiều, càng khiêm tốn càng khiêm tốn, huynh tiến quá nữa, tiến quá nữa. Bởi vì mình mở cửa cho chính mình. Khi chúng ta biểu lộ cái tánh tự cao tự đại, coi thường bá tánh chúng sanh, là chúng ta tự lập cái hàng rào kiên cố nhất mà không có cái gì len lỏi vào được, là chúng ta đã chặn đứng con đường trở về với chư Phật rồi đó. Và nếu chúng ta mở tấm lòng rộng lớn, trí tuệ rộng lớn ra để thương yêu bá tánh chúng sanh, biểu lộ tánh khiêm nhường, còn có nghĩa là huynh đệ đã mở rộng cánh cửa tâm hồn mình ra để chư Phật đổ những ân điển, những quyền năng, sự dạy dỗ các ngài vào chúng ta, để chúng ta học hoài không bao giờ hết. Và chúng ta càng khiêm nhường, chúng ta càng có nhiều cơ hội gần gũi chư Phật. Bây giờ huynh đệ muốn tự cao tự đại hay khiêm nhường là tự quyết định đó nha. Tự cao hay là khiêm nhường? A Di Đà Phật, còn có cơ hội trở về với Phật. Mình tu càng hiền, càng tu càng thương yêu bá tánh, càng tu càng đại từ đại bi, là chúng ta vào chánh pháp. Nhớ chưa? Đừng quên câu này. Càng tu càng thương yêu huynh đệ bá tánh chúng sanh, càng kính trọng sự sống chung quanh chúng mình, càng yêu thương mọi người, muốn giúp đỡ mọi người, cho dù mình nghèo cũng muốn giúp đỡ người ta, là biết rằng mình đã vào chánh pháp. Còn mình tu được vài ba năm, vài ba tháng, thấy mình giỏi, mình hay, mình tụng phúc hoa ro như uống nước cháo nguội, tụng liền mà không hiểu gì hết, mà tánh càng ngày càng dữ dằn, càng coi mình trên mọi người, là biết mình đã lọt vào tà pháp rồi. Tà pháp, chánh pháp cũng do chính mình quyết định thôi, đúng không? Bây giờ nếu muốn tà pháp thì cái tôi phàm phu tục tử mình nó rất là lớn. Hả? Cái tôi mình lớn là nó đưa mình vào địa ngục, là tà pháp. Còn cái tôi mình càng nhỏ, ông Phật mình càng lớn, càng từ bi bác ái, mình vào chánh pháp đó. Bây giờ rõ chánh pháp, tà pháp chưa? Rõ không? Dễ quá ha. À, dễ quá. Không nghĩa là ông tu vậy là ông lọt vào, không phải đâu. Nó tu nhỏ nhỏ nhưng mà nó yêu thương bá tánh lớn là cái chuyện mới là quan trọng. Còn mình tu cái dày dày, mình càng ngày mình càng tự cao mới là kinh khủng, nguy hiểm ghê lắm á, thấy không? Thì chúng ta cứ để ý đi, kệ nó, tu chút chút được rồi. Nhưng mà cái tính yêu thương càng lớn, càng khiêm nhường, càng kính trọng mới là quan trọng. Cho nên đầu tiên là biết khiêm nhường với tất cả mọi người xung quanh. Khi mà mình khiêm nhường tuyệt đối, tự nhiên mình sanh lòng kính trọng. Mà kính trọng tất cả lớn nhỏ xung quanh giống như nhau, mình sẽ sanh lòng yêu thương bình đẳng, yêu thương mọi người giống như nhau, không phân biệt, mới là Bồ Tát tại thế gian đó. Bởi vì Bồ Tát là tình yêu đồng đẳng, không phân biệt, không kỳ thị, không cao không thấp, không lớn không nhỏ, không giàu không nghèo, không sang không hèn. Nếu chúng ta có một tình yêu này, chúng ta chính là Bồ Tát đó. Mà khi chúng ta có cái tánh hạnh Bồ Tát rồi, thì giữa mình và người Phật có một cái nhịp cầu nối liền, đó là cái Bồ Tát hạnh. Bồ Tát là nhịp cầu nối liền giữa người với Phật, hay mình gọi là tròn nhân đạo. Nhân đạo chính là nhịp cầu nối liền giữa mình với Phật. Nhân đạo tròn thì Bồ Tát hạnh có. Bồ Tát hạnh có thì Phật đạo sẽ mở cửa chờ đón chúng ta. Đó gọi là chánh pháp đó, A Di Đà Phật. Yeah. Chúng ta tập, đi tập lại những tánh tốt, để chúng ta gọi là cái huân tập tốt. Chúng ta tập khiêm nhường,
biểu lộ cái tánh khiêm nhường, gặp huynh đệ cười vui cúi đầu chào, tập kính trọng huynh đệ, tập kính trọng sự sống chung quanh, tập yêu thương rộng lượng, tập từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng tha thứ. Nhớ những tánh này không? Khiêm nhường, kính trọng, yêu thương rộng lượng, từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng tha thứ. Tập đi tập lại những đức tính này từ 1 tới 5 năm sau, những đức tánh này sẽ ăn nhập với mình. Thì lúc đó mình có tạo nghiệp nó không? Tất cả là nghiệp lành hết. Đây là chuyển nghiệp nè. Các ngài nói rất là dễ thương. Nếu con tập nói lời tốt từ 1 tới 5 năm sau thì con không biết nói lời xấu nào nữa hết. Nếu con tập tất cả những tư tưởng tốt lành từ 1 tới 5 năm sau thì con nghĩ bậy cũng không được nữa. Nếu con tập làm những điều tốt lành cho bá tánh chúng sanh từ 1 đến 5 năm sau thì con muốn làm bậy cũng không làm được nữa. Thì lúc đó chúng ta hoàn toàn hòa nhập những đức tánh tốt của Phật, đó gọi là Phật tánh. Khi mà Phật tánh đó mình cùng là một rồi thì mình là ai? Chư Phật đã biết rồi, đâu cần phải tuyên bố, phải không? Đâu cần phải tự tôn đâu. Thế gian tôn cho mình gọi là Thế Tôn. Giờ hiểu chữ Thế Tôn chưa? Thế Tôn đâu phải cái ông khổng lồ trên kia đâu, trật lắc rồi. Thế gian tự tôn mình lên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận thế gian tôn mình á, mình lọt vô cảnh giới đó, năm tự cao tự đại thì bắt đầu trở đời thì mình thấy ghê rồi đó, mình lọt vô địa ngục mình không hay luôn. Thấy chưa? Chút xíu xíu thôi nó đi ngược vô trở lại. Thành ra làm gì làm phải càng khiêm cung hả, càng to phải càng nhỏ, hả càng lớn phải càng thấp. Đó mới thực sự là một người biểu lộ chánh pháp. Còn nếu mình học được chút xíu, mình quậy cái là mình đang phỉ báng Phật pháp. Mình yêu thương bá tánh chúng sanh càng giúp đỡ nhiều chừng nào là mình đang mình quảng cáo cho Phật pháp đó. Thấy chưa? Lấy mình làm tâm điểm để quảng cáo, để biểu lộ chánh pháp. Mình bây giờ mình học đơn giản đi, tụng bài đại bi niệm câu Phật đơn giản, càng ngày càng đẹp, mình chính là nơi đang quảng cáo cho Phật pháp đó. Còn bắt đầu mình tụng đại bi, mình niệm Phật, mình quên quan tự đắc là mình đang phỉ báng Phật pháp đó. Thấy chưa? Cũng là mình thôi. Mà mình sống khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, yêu thương, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ là mang biểu lộ chánh pháp đó. Dễ không? Khi chúng ta biểu lộ được chánh pháp rồi, có nghĩa là chúng ta đã chuyển hóa nghiệp lực không còn tồn tại. Những nghiệp xấu không còn tồn tại thì tất cả cái nghiệp trở lại với mình là Phật, là lành, là thiện, là tốt, là sạch. Tất cả chúng ta gọi là đã dứt nghiệp trần, dứt nghiệp thế gian. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Thấy chưa? Nó lọt vô cái này nè. Hả mà thoát khỏi sanh lão bệnh tử rồi chúng ta đi về đâu? Về cảnh giới cực lạc gọi là vãng sanh như ý đó. A Di Đà Phật. Dễ vô cùng ha, dễ ghê. Dễ không? Dễ không biết có làm được không? Ừ, dễ. Thực sự rất là dễ. Trung đạo thấy nó dễ bởi vì con đường đi đã thế rồi. Bây giờ muốn đổi không được nữa. Nó đã thế rồi. Nó nằm trên đường rầy, nó lăn hoài à. Chỉ có một đường duy nhất là đi thẳng thôi. Xe lửa đâu có chạy trái chạy phải được đâu. Đâu có tách qua trái lại. Một đường nó đi thôi. Chúng ta phải là như vậy. Bây giờ con đường có sẵn. Bây giờ con tập cái tánh này từ đây tới 5 năm sau. Khi tánh này với con là một thì con là ai? Chúng tôi đã biết. Con phải tập. Thay vì cái tánh xấu con không tập con cũng có. Đẻ ra là xấu rồi. Thấy không? Hả? Đói bụng là khóc la đập hét sùm đã xấu rồi. Đó. Viết sách biết là nhân chi sơ tính bổn thiện. Đúng. Cái bản chất thiên liêng là thiện. Nhưng mà thật sự nhân chi sơ tính bổn ác. Ác là tại sao? Ở trong bụng chưa ra đời mà đạp lung tung rồi là cũng dữ dằn rồi. Chưa kể ra đói bụng là khóc hét la sùm, miệng bú tai bóp. Đã xấu từ nhỏ tới lớn luôn. Biểu lộ cái tánh ác, tánh xấu đó từ nhỏ rồi. Thấy chưa? Nên chúng ta phải tập làm sao để diệt đi cái tánh ác, tánh dữ đó. Chúng ta mới chuyển hóa nghiệp lực được. Bằng cách là tu tập. Tập những cái tốt lành mà mình đã thâu nhận từ Phật pháp. Biểu lộ cái tánh. Tu hành là phải biểu lộ khiêm nhường. Biểu lộ cái tánh kính trọng. Biểu lộ sự yêu thương cho bá tánh chúng sanh. Từ bi bác ái hỷ xả, bỏ qua quên lãng tha thứ. Trung đạo chỉ mong huynh đệ chỉ làm 5 năm thôi. 5 năm sau huynh đệ là ai? Chư Phật đã biết rồi. Bởi vì huynh đệ không thể nào nghĩ bậy được, không nói bậy được, không thể nào làm bậy được. Bởi 5 năm đó huynh đệ đã bị trói buộc trong những cái đức tánh hiền lương nhất của chư Phật. Và thế gian gọi là Phật tánh hay là cái tính Phật. Thì chúng ta không thể nào biểu lộ cái trần gian pháp hay thế gian pháp được. Đối chúng ta là ai? Chư Phật đã hiểu. Rõ chưa?
Bây giờ các ngài dặn mình á, nếu con nói lời tốt từ 1 đến 5 năm sau, con sẽ không nói lời xấu được. Nếu con nghĩ những điều tốt lành không ngừng nghĩ từ 1 đến 5 năm sau, con sẽ không bao giờ nghĩ được điều xấu. Nếu tập làm những điều tốt lành lợi lạc cho bá tánh sanh từ 1 đến 5 năm sau, thì chắc chắn con không thể nào làm điều gì bậy cả. Thấy chưa? Những đức tính này sẽ ăn nhập với mình. Mình như đến là một thì mình là ai? Chư Phật đã hiểu rồi, đúng không? Đâu cần phải nói tôi lại này, tôi không cần tôi nữa. Hả, còn tôi nữa là xong rồi đó. À, tôi này tôi nọ là chết rồi, nhớ không? Tu làm sao cái tôi mình nó đừng còn. Huynh đệ ai cũng dễ thương hết, cặp mắt mình huynh đệ ai cũng dễ thương hết là quan trọng. Bây giờ làm được cái điều này mới là chư Phật mới tính sổ với mình nè. À, còn mình nhìn ai thấy ghét á, bắt đầu địa ngục tính sổ với mình đó. Ừ, thấy chưa? Hai cái rất là dễ, lật qua lật lại, thấy không? Niết bàn, địa ngục. Trung đạo có viết một câu là: dốc lòng tu hành đại bi, trí tâm rộng mở, danh ghi niết bàn, đạo đời một lối thanh thang. Thì nếu mà không có đạo thì đời tan nát, mà đạo không có đời thì đạo chẳng hiển vinh. Cho nên mình nương đời luyện đạo. Đạo đời một lối thanh thang, Phật ta địa ngục niết bàn tại đây nè con khỉ độn. Dễ hiểu quá ha. Nương đời luyện đạo bỏ mê, nhờ đời đạt đạo ta về chân như. Bởi vì đời chính là thế gian pháp, đạo chính là Phật pháp. Cho nên nương đời luyện đạo bỏ mê. Nhờ thấy đời thấy ghê quá cho nên mình luyện đạo. Mình không bắt chước giống người ta những cái xấu, mình tập sống tốt hơn cho nên mình mới thâm nhập cái đạo lý. Nương đời luyện đạo bỏ mê, nhờ đời đạt đạo ta về chân như. Cũng phải nhờ đời hết đó nha, chứ không phải là thành đạo xong rồi bỏ đời đâu. Nếu thành đạo rồi bỏ đời tức là giác hạnh không bao giờ viên mãn. Khi mà nương đời luyện đạo bỏ mê, chúng ta đã tự giác, đúng không? Nhờ đời đạt đạo, chúng ta phải sống với đời để biểu lộ làm việc cho bá tánh chúng sanh là giác tha. Nếu không giác tha thì giác hạnh không viên mãn được. Dễ ha. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái luật đó là phải giác tha nha. Nếu không đừng có hòng giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là không thể nào giải thoát viên mãn được đâu đó. A Di Đà Phật. Huynh đệ nên ngồi xuống tụng cho mình một thời kinh đâu ra đó đi, thì rất là dễ thâm nhập kinh tạng, rất là dễ phát triển đạo tâm, rất là dễ phát triển đời sống tâm linh, tâm hồn của mình. Hả, cái này mà nó sạch rồi thì ông Phật mình có chỗ ở sạch, mà cái này còn dơ thì ông không muốn ở. Thì ông luôn luôn ở với mình mà chúng ta không ý thức được cái ông này luôn luôn ở với mình. Bởi vì không ý thức ông ở với mình cho nên cứ lặp đi lặp lại những tánh không tốt. Bởi vì mình lặp tánh không tốt nhiều quá cho nên ông rất là khó ăn, khó ở trong nhà này. Cái nhà này sạch chừng nào thì ông ở nhiều chừng đó, ở lâu chừng đó. Còn nhà này mà bê bối quá thì ông tìm chỗ khác thôi, ông bỏ cái nhà này là mình ngủm đó. Ông đi chỗ khác kiếm nhà mới đẹp hơn, đẹp trai hơn, đẹp gái hơn, sạch sẽ hơn, khôn ngoan hơn. Thì rất là thông minh, cái tánh Phật rất là thông minh. Hả, mình bê bối, mình sụm ịch xuống, mình ngủm là đi kiếm cái chỗ khác ở liền để tiếp tục tu luyện. Cho nên ngài rất là chung thủy với chúng ta, còn chúng ta là bất chung thủy. Chúng ta ngồi đây cho mà phóng tâm đi kiếm ở đâu, bên Ấn Độ, bên Tây Tạng hay là Trung Quốc gì đó kiếm ông Phật. Cho nên huynh đệ, thầy nói câu này cũng phải là mong được huynh đệ đừng có phóng tâm ra ngoài kiếm những điều không thật. Phải quay trở lại với mình. Thấy không? Quay trở lại với mình. Quay trở lại cái căn bổn của mình là Phật. Nếu huynh đệ biết nhìn vào đây rồi thì thấy mình là ai? Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Mình là con của Như Lai, rõ không? Thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Một chút nữa Trung Đạo thấy gì ca, Trung Đạo sẽ đọc cái bài sám hối cho huynh đệ nghe. Bài này rất là dễ thương. Họ đọc cái bài này rồi sẽ biết mình là ai liền tức thì luôn á. Dễ thương lắm. Mà đọc theo cái kiểu đánh lô tô á, tu giống lô tô hay lắm á. Thương lắm. Dạ thì chúng ta khi mình hiểu được định tâm định ý hỏi mình là ai, mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, mình biết mình là con của Phật, tại sao phải phóng tâm ra ngoài kiếm ai? Kiếm ai? Hả? Kiếm không ai ngoài đó đâu. Khi chúng ta phóng tâm ra ngoài kiếm thì mình đã bỏ rơi cái ông ở trong này rồi. Cái bài này Trung Đạo viết sám hối cho bạn